siêu cấp cường giả, Bùi Đông Lai. Tập 11. Vào lúc 9 giờ, mặt trời đỏ hoàn toàn mọc lên đỉnh núi, ánh mặt trời sáng rỡ, từng chiếc xe quân sự theo thứ tự chạy nhanh ra SS đoàn quân doanh, hướng tới khu vực thành thị. Có lẽ là bởi vì biết được ngày hôm qua tin tức, học sinh rời đi quân doanh thời điểm, không có giống lúc tới như vậy hưng phấn, mà cả đám đều lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt khi bọn hắn xem. Nếu như bọn họ muộn một chút kết thúc dã ngoại sinh tồn mà nói, rất có thể sẽ cùng Tôn Vệ Đông giống nhau đi Diêm Vương Điện báo cáo. Không khí trầm mặc chẳng qua là kéo dài một hồi, làm từng chiếc xe quân sự dần dần rời đi Vân Sơn, chạy nhanh trên đường tốc độ cao thời điểm, học sinh bắt đầu nghị luận chuyện ngày hôm qua, trong đó những người hâm mộ Mộ Khuynh Nhan tâm tình kích động mắng chết đạo tặc. Ina, Vũ Trạch đề nghị tối nay mọi người chúng ta cùng nhau tụ tập, cậu cảm thấy sao? Trong đó một chiếc xe, đã cùng Ngô Vũ Trạch nhanh chóng hoàn thành ba bước, Quách Lệ Na ở chung quanh học sinh nghị luận chuyện Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc, hướng Hạ Y Na hỏi. Quách tỷ, này còn phải hỏi sao? Hạ tỷ nhất định sẽ qua. Nghe được Quách Lệ Na câu hỏi, không đợi Hạ Y Na đáp lời, ở phòng ngủ đứng hàng nhỏ nhất Tằng Khả Tâm liền đoạt trước nói chuyện đồng thời một bộ chờ đợi bộ dáng, hiển nhiên. Nàng cùng Trang Bích Phàm đồng học cảm tình tiến triển không tồi. Xem ra hai người các cậu cũng gấp khó dằn nổi nữa à. Nhìn hai người một bộ mong đợi có tình lang bộ dáng, Hạ Y Na trong lòng một trận hâm mộ ghen tị với hận, đồng thời nghĩ đến lời mẹ Tống Hân nói, cố nén muốn đi ý niệm trong đầu, lắc đầu. Không đi. Hả? Nghe được không đi hai chữ không riêng gì Quách Lệ Na cùng Tằng Khả Tâm, ngay cả một người bình tĩnh, hướng nội Dương Tính cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Thân là bạn cùng phòng của Hạ Y Na. Các nàng cũng mơ hồ có thể cảm giác được Hạ Y Na đối với Bùi Đông Lai có ý tứ, mà vô luận là ở trước quân huấn hay là trong quân huấn, Hạ Y Na luôn tìm các loại cớ đến gần Bùi Đông Lai. Hôm nay Hạ Y Na nhưng cam nguyện buông tha cho cùng Bùi Đông Lai cùng nhau ăn cơm, điều này để cho ba người kinh ngạc. Hạ tỷ, tỷ làm sao vậy? Kinh ngạc qua, tâm tính đơn thuần nhất Tằng Khả Tâm nháy mắt to hỏi. Quách Lệ Na cũng là vẻ mặt không giải thích được. Đúng vậy. Ina đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt ha. Ý là, cậu không phải cảm thấy hứng thú với Bùi Đông Lai sao? Loại tụ hội này dễ nhất xảy ra tia lửa lắm đó. Chẳng lẽ các cậu không biết quân huấn sau khi kết thúc trường học muốn tổ chức hội diễn văn nghệ sao? Hạ Ina ra vẻ trấn định nói. Trước quân huấn, phụ đạo viên nói với tớ, chúng ta át chủ bài là trường học cho nên phải tổ chức ít nhất 3 cái tiết mục, trong thời gian quân huấn này tớ cũng đã suy nghĩ về việc này. Ồ, nguyên lai là như vậy à. Tằng Khả Tâm tâm tư đơn thuần, theo bản năng tương tin Hạ Y Na chuyện ma quỷ. Hạ tỷ đứa chọn làm trưởng lớp, đúng là vì quan tâm đến chuyện này. Cùng Tằng Khả Tâm bất đồng, Quách Lệ Na cũng không phải là mới vừa rơi vào bể tình thì liền ngu ngơ, nàng liền nghe ra Hạ Y Na có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá cũng là không có nói. Dương Tĩnh mặc dù không có nói qua yêu thương nhưng độ thông minh không thấp. Cũng có thể nhận thấy được Hạ Y Na đang nói dối. Bùi Đông Lai, bổn tiểu thư sẽ làm cậu biết được cái gì gọi là mị lực, cái gì gọi là cảm giác nguy cơ hừ. Mắt thấy ba người không nói lời nào, Hạ Y Na cố gắng áp chế vẻ hối tiếc trong lòng, âm thầm cổ vũ bản thân. Đang ở Quách Lệ Na dựa theo Ngô Vũ Trạch phân phó đề nghị buổi tối tụ lại đồng thời, một mặt khác tụ hội người phát khởi Ngô Vũ Trạch vẻ mặt mỉm cười đối với Bùi Đông Lai, nói. Đông Lai để ăn mừng quân huấn kết thúc, Tôn Vệ Đông kia khốn kiếp kia banh chè, tối nay chúng ta tụ tập một chút đi. Bá! Ngô Vũ Trạch lời kia vừa thốt ra, không ít người biết tin tức, âm thầm đồng tình Tôn Vệ Đông, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Ngô Vũ Trạch, giống như trách cứ Ngô Vũ Trạch không có một chút lương tâm. Đối với lần này, luôn luôn làm theo ý mình Ngô Vũ Trạch hoàn toàn sẽ không quan tâm, chẳng qua là đang đợi Bùi Đông Lai trả lời chắc chắn. Ngô Vũ Trạch bên cạnh. Trang Bích Phàm đồng học hận không được hiện tại lại bắt đầu tụ hội, nhưng là hắn theo thói quen tỏ ra một bộ dáng bình tĩnh. Ý không tốt, Vũ Trạch, ca hôm nay có chút việc, sợ là không đi được, các chú đi đi. Nghĩ đến ngày hôm qua cùng Liễu Nguyệt gặt mặt sau khi kết thúc quân huấn, Bùi Đông Lai xin lỗi cười cười. Nếu Đông Lai có việc, ta đây cũng là không đi làm bóng đèn rồi. Cổ Văn Cảnh nghe được Bùi Đông Lai không đi, cũng là lắc đầu từ chối. Hắn và Cổ Bồi Nguyên giống nhau, yêu thích lớn nhất là ở nghiên cứu học thuật, đối với hoạt động xã giao mặc dù không bài xích, nhưng là để không có hứng thú, vì thế liền cự tuyệt.
Úi vãi lừ, hai người các chú cũng quá không hợp bầy rồi. Ngô Vũ Trạch khinh bỉ dựng thẳng ngón giữa, sau đó nói. Bích Phàm, nếu Đông Lai cùng Văn Cảnh đều không đi, hai ta tối nay liền một mình hành động sao? Nếu như chú có lòng tin đem Khả Tâm muội tử dụ dỗ lên giường, ca liền đặt cho chú một phòng ở khách sạn 5 sao. Thấp kém, hèn mọn. Trang Bích Phàm bĩu môi. Bùi Đông Lai cùng Cổ Văn Cảnh thấy thế, đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Xe quân sự lên đường cao tốc, tốc độ nhanh rõ ràng, một đường không trở ngại, ở trước 12 giờ đã tới Đại học Đông Hải. Mắt thấy từng chiếc xe quân sự chạy nhanh hướng trường học thao trường, những sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 đều hết sức kinh ngạc, bọn họ cũng không biết chuyện tình ở quân huấn, mà trong đó không ít độc thân học sinh nhưng là quyết định tốt chờ những học sinh mới quân huấn trở về, đến thao trường đi tìm mục tiêu. Mặc dù những học sinh mới trở về sớm, làm đám lão sinh trở tay không kịp, nhưng là ở những học sinh mới ở sân banh tập hợp nghe huấn luyện viên nói chuyện, một chút quyết tâm muốn ở tân sinh trong phát triển đối tượng học ca, học tỷ bưng thao cơm, chạy thẳng tới thao trường. Các huấn luyện viên làm theo phép nói, một chút đơn thuần cô em khóc bù lu bù loa, nắm huấn luyện viên y phục, cánh tay không để cho đi, tươi sống trình diễn từ xưa ly biệt nhiều thương cảm trò hay mấy phút đồng hồ. Ở tên kia phó đoàn trưởng dẫn đội ra lệnh một tiếng. Các huấn luyện viên buồn bực không thôi thoát khỏi sự vây quanh của Exco em, bước nhanh chạy hướng tên kia phó đoàn trưởng trước người tập hợp, sau đó lên xe trở về quân doanh. Sau khi các huấn luyện viên rời đi, nữ sinh dần dần tản ra, những thứ kia đã sớm chờ đợi đã lâu, học trưởng trước tiên hướng chọn xong mục tiêu nghênh đón, muốn mời ăn cơm. Có người đạt ý nguyện cũng có người thất vọng, thấy không mời được ai đi ăn cơm thì đám người còn lại đành phải lủi thủi bỏ về. Bùi Đông Lai vốn là tính toán trực tiếp đi tìm Liễu Nguyệt, bất quá nghĩ đến đã qua giờ cơm, cộng thêm mình muốn rửa mặt một chút, cho nên dưới sự đề nghị của Ngô Vũ Trạch nên cả đám cùng đi ăn cơm. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Hạ Y Na không có đi. Đối với lần này, ở lúc ăn cơm, Quách Lệ Na âm thầm nhắc nhở Bùi Đông Lai nữ đuổi theo nam cách lớp giấy, nam đuổi theo nữ cách ngọn núi, để cho Bùi Đông Lai chủ động. Mặc dù Bùi Đông Lai nhận thấy được Hạ Y Na đối với hắn thái độ có chút bất đồng, bất quá Bùi Đông Lai vẫn không có nghĩ nhiều, đối với lời của Quách Lệ Na hắn cũng chỉ là cười một tiếng, cũng không để ý. Ăn cơm xong, Bùi Đông Lai cùng đám người Ngô Vũ Trạch chở KTX, tắm rửa, đổi y phục, gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt, sau đó dựa theo lời Liễu Nguyệt đi đến biệt thự Đàn Cung. Sau khi Bùi Đông Lai đến biệt thự Đàn Cung thì chiếc Lincoln Liễu Nguyệt của Liễu Nguyệt cũng vừa đến. Lincoln Liễu Nguyệt dừng lại, Tiểu Lang liền bước xuống xe, hơi gật gật đầu với Bùi Đông Lai rồi sau đó mở cửa xe để Liễu Nguyệt bước ra. Cửa xe được mở ra, người đi ra đầu tiên không phải là Liễu Nguyệt mà là Đông Phương Uyển Nhi. Ngày hôm nay Tiểu La Lị mang một chiếc váy hình con bướm màu vàng nhạt, trên lưng có mang theo một chiếc cặp sách hình mèo Kitty giống như mà mới từ trường về. Nhật xuất Đông Lai, nửa tháng không thấy, sao anh lại biến thành bao công rồi? Xuống xe. Tiểu La Lị liền chạy đến trước mặt Bùi Đông Lai, cười trêu ghẹo. Ca đen như vậy sao? Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, véo lấy khuôn mặt Tiểu La Lị. Đáng ghét, anh không biết khuôn mặt của nữ hài tử không thể tùy tiện véo sao? Tiểu La Lị tức giận đánh tay của Bùi Đông Lai, nói tiếp. Đây là muốn phụ trách à? Bùi Đông Lai một đầu hắc tuyến, cho tới nay, hắn đều cảm thấy được Tiểu La Lị thật sự rất dũng mãnh. Uyển Nhi. Đừng hồ nháo nữa. Liễu Nguyệt cương chiều vuốt đầu Tiểu La Lị, sau đó mỉm cười hướng Bùi Đông Lai nói. Vào thôi Đông Lai. Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Tiểu La Lị làm mặt quỷ đối với Bùi Đông Lai, sau đó chạy vào biệt thự, vừa chạy vừa hát nhỏ một ca khúc. Uyển Nhi tan học sớm, ta tiện đường nên đón nó. Liễu Nguyệt cười cười nói. Chờ sau khi Tiểu Vũ trở về thì chúng ta cùng dùng cơm. Tốt. Bùi Đông Lai gật đầu cười. Đúng rồi, ngoài bốn người chúng ta còn có thêm một người quen của cậu nữa đấy. Liễu Nguyệt nhớ ra cái gì, vẻ mặt cười cười nhìn Bùi Đông Lai. Người quen. Nghe được Liễu Nguyệt nói vậy thì Bùi Đông Lai liền ngạc nhiên, hắn mới vào Đông Hải 2 tháng. Trừ đám người trong KTX, CBN ra thì hắn chỉ mới có quen thêm Trần Anh. Mộ Khuynh Nhan cùng chủ tịch tập đoàn Hồng Tinh Tương tiên sinh. Liễu Nguyệt nói thẳng. Thì ra là nàng. Bùi Đông Lai vỗ vỗ ót, cười khổ nói. Ta cùng cô ấy chính là Bình Thủy Tương Phùng, không tính là quen thuộc.
đó là ý của cô ấy. Liễu Nguyệt cười khổ nói. Theo ta thấy a, người ta Mộ tiểu thư chính là không quên được cậu, tuy rằng anh hùng cứu mỹ nhân là cũ nhưng mà lại vĩnh viễn là phương thức cua gái hiệu quả nhất. Bùi Đông Lai cười khổ không dứt. Đúng rồi, Đông Lai làm sao cậu lại quen biết với Trần Anh? Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Liễu Nguyệt trong lòng nhớ đến chuyện tình hôm qua, liền hướng Bùi Đông Lai hỏi. Sau khi cứu được Mộ Khuynh Nhan thì Trần Anh đến hiện trường, ta nói cho nàng biết chuyện tình bị Tôn Vệ Đông hãm hại, bất đắc dĩ mới nhảy từ trên núi xuống, tránh được một kiếp nạn. Hơi do dự một chút, Bùi Đông Lai cũng không đem tất cả mọi chuyện nói cho Liễu Nguyệt biết. Nha! Nghe Bùi Đông Lai nói thế, nghĩ đến tình tình ghét ác như cừu của Trần Anh thì Liễu Nguyệt cũng không hoài nghi gì. Đúng rồi Liễu tỷ, người bắt cóc Mộ Khuynh Nhan là ai? Bùi Đông Lai hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trước khi giết hết đám kia thì ta có bắt một tên, cố gắng cậy miệng hắn ra nhưng mà dường như hắn đã trả qua huấn luyện, thủ khẩu như bình ý chỉ sự kín lời kín tiếng. Ta tưởng là người của Mãnh Hổ Bang hoặc là người của Đông Tinh, nhưng mà sau khi điều tra thì biết được bốn tên đó bắt cóc Mộ tiểu thư không phải vì tiền. Liễu Nguyệt nói xong, cảm kích nhìn Bùi Đông Lai một cái. Đông Lai, cảm ơn cậu đã xuất thủ cứu Mộ tiểu thư, làm cho việc hợp tác giữa tập đoàn Thiên Tường và Hồng Tinh được tiếp tục diễn ra. Liễu tỷ khách khí rồi. Bùi Đông Lai cười cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Giang Zoxis, một trong những nhà ăn cao cấp của Pháp nổi tiếng khắp thế giới. Nhà hàng Giang Zoxis ở Đông Hải nằm bên sông Hoàng Phổ. Hết thảy những thứ trang trí trong Giang Zoxis đã khiến nó trở thành một nơi tao nhã, cao quý. 6 giờ 30, Bùi Đông Lai đi theo Liễu Nguyệt cùng Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi bước vào Giang Zoxis. Tuy rằng hiện giờ là một người có tài sản hơn 9 con số nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào một nơi xa hoa như thế này. Cảm nhận được không khí cao quý trong này, nhìn thấy những khách nhân có khí độ bất phàm, Bùi Đông Lai cũng không lộ ra vẻ luống cuống, ngược lại, vẻ mặt hắn tự nhiên. Đêm nay, dưới sự yêu cầu của Liễu Nguyệt, hắn mang trên người một bộ Armani. Đông Phương Lãnh Vũ mặc một thân phong cách England mà Tiểu La Lị lại mang một thân Burberry, còn về phần Liễu Nguyệt thì nàng mặc một bộ lễ phục dạ hội bó sát người. Bốn người Bùi Đông Lai vừa bước vào nhà hàng thì làm hấp dẫn không ít ánh mắt. Trong đó không ít người thầm cười Liễu Nguyệt, già mà gặm cỏ non. Rất nhanh, ở dưới cái nhìn của những khách nhân, đám người Bùi Đông Lai đã đi đến bàn của mình, sau đó ngồi xuống. Ngài khỏe chứ, xin hỏi mọi người còn có đợi ai nữa không? Lúc này, nhân viên phục vụ liền tiến lên, đem menu đưa đến trước mặt Liễu Nguyệt. Để sau rồi gọi, còn vài vị bằng hữu chưa tới. Liễu Nguyệt thản nhiên nói. Được. Người phục vụ nghe vậy thì liền cung kính đứng sang một bên. Bá. Ngay sau đó, trong phòng ăn dường như tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào. Dưới cái nhìn của mọi người thì Mộ Khuynh Nhan cùng Tương Cương đi vào. Hôm nay, Mộ Khuynh Nhan không mang lễ phục dạ hội, nàng mang một chiếc áo liền váy do một vị thiết kế có tiếng ở HK làm ra, bộ quần áo này phối hợp với đôi giày cao gót của nàng làm cho người nàng tràn đầy vẻ dụ hoặc. Đông Lai ca, vị đó là Mộ Khuynh Nhan, thật là đẹp a. DDPLV cũng không biết Bùi Đông Lai có quen biết với Mộ Khuynh Nhan, thấy Mộ Khuynh Nhan tiến đến thì hạ giọng nói. Bùi Đông Lai gật gật đầu, hắn không phải không thừa nhận. Chỉ nói về tư sắc thì Mộ Khuynh Nhan quả thật là một cực phẩm trong nhân gian. Sau này ta cũng muốn mặc bộ đồ như thế, sau đó mang theo đôi giày cao gót. Trong đôi mắt tiểu loli tràn ngập vẻ ghen tị. Lúc ba người Bùi Đông Lai âm thầm quan sát Mộ Khuynh Nhan thì Liễu Nguyệt đứng lên, sau đó vẫy vẫy tay, Mộ Khuynh Nhan và Tương Cương thấy được thế thì liền đi tới. Trong đó, Mộ Khuynh Nhan thấy có Bùi Đông Lai thì hai mắt của nàng liền sáng lên, hơn nữa còn lộ ra vẻ tươi cười. Rất nhanh, Tương Cương cùng Mộ Khuynh Nhan đã đi đến. Thật có lỗi, Liễu tiểu thư, trên đường kẹt xe nên mới tới trễ. Tương Cương mỉm cười rồi bắt tay với Liễu Nguyệt, khóe mắt âm thầm đánh giá Bùi Đông Lai, hắn từ Liễu Nguyệt đã biết được chính Bùi Đông Lai đã xuất thủ cứu thoát Mộ Khuynh Nhan. Tương tiên sinh, vị này chính là Bùi Đông Lai. Dường như đã nhận thấy ánh mắt của Tương Cương, nên Liễu Nguyệt cười nói. Đông Lai! Vị này chính là Tương tiên sinh, chủ tịch tập đoàn Hồng Tinh. Chào ngài, Tương tiên sinh. Bùi Đông Lai đứng lên vươn tay, mỉm cười. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lời này tuyệt không giả a.
Tương Cương thân thiết nắm lấy tay Bùi Đông Lai, vẻ mặt cảm kích nói. Đông Lai, chuyện ngày hôm qua tôi đã nghe Liễu Tiểu Thư nói, cảm ơn cậu. Việc nên làm. Bùi Đông Lai cười cười. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Mắt thấy Tương Cương vừa buông tay Bùi Đông Lai thì Mộ Khuynh Nhan liền mỉm cười lên, chủ động nắm lấy tay Bùi Đông Lai. Quả thật là bất ngờ. Mặc dù được Mộ Khuynh Nhan nắm tay nhưng ánh mắt của Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười. Thấy một màn như vậy, Tương Cương liền hơi kinh ngạc. Mà ở một bên Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu Loli thấy hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau thì không nhịn được mà hỏi. Hai người biết nhau sao? Bùi Đông Lai cùng Mộ Khuynh Nhan liền cười, sau đó đồng thời buông tay. Tiểu Vũ, Uyển Nhi, còn không mau chào hỏi Tương tiên sinh cùng Mộ tiểu thư. Liễu Nguyệt thấy Đông Phương Lãnh Vũ và Đông Phương Uyển Nhi choáng váng thì mỉm cười nhắc nhở. Nghe Liễu Nguyệt nói thế thì Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi mới lấy lại tinh thần, lần lượt chào hỏi Tương Cương mà Mộ Khuynh Nhan. Tương Cương mỉm cười, sờ đầu Tiểu Loli một cái sau đó ngồi ở bên cạnh Liễu Nguyệt, mà Mộ Khuynh Nhan không biết là vô tình hay cố ý mà ngồi ở bên cạnh Bùi Đông Lai. Thấy một màn như vậy, trong lòng Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi đều nghi hoặc, nhưng mà cũng không dám hỏi. Thấy Tương Cương và Mộ Khuynh Nhan xuất hiện, Liễu Nguyệt liền cầm menu gọi món ăn. Trong quá trình chờ món ăn đem lên, thông qua cuộc nói chuyện giữa Liễu Nguyệt và Tương Cương thì Bùi Đông Lai biết được vì biết được mọi người lo lắng đến việc bị bắt cóc cho nên 5 ngày sau Mộ Khuynh Nhan sẽ tổ chức thêm một live show ở Đông Hải. Điều này làm cho Bùi Đông Lai không khỏi cảm thấy bội phục Mộ Khuynh Nhan. Chỉ chốc lát, thức ăn đã được dọn lên. Tương tiên sinh, Mộ tiểu thư, mời. Mắt thấy thức ăn được dọn lên, Liễu Nguyệt liền làm ra một động tác mời dùng. Cậu ăn kiêng à? Mắt thấy tất cả mọi người bắt đầu dùng cơm, Bùi Đông Lai lại thờ ơ thì Mộ Khuynh Nhan liền tò mò hỏi. Lần đầu dùng cơm Tây cho nên không quen dùng dao nĩa, nhìn mọi người để học cách dùng. Bùi Đông Lai cười cười giải thích, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Ân. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Mộ Khuynh Nhan và Tương Cương liền sửng sốt. Hiển nhiên, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Bùi Đông Lai lại không biết cách ăn cơm Tây. Dường như, không quá khó. Mắt thấy hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, Bùi Đông Lai cũng có chút xấu hổ, hắn liền mỉm cười cầm lấy dao nĩa cắt nhẹ vào miếng thịt bò, động tác thành thạo hơn nữa tư thế vô cùng tao nhã. Đông Lai thực hài hước. Tương Cương thấy động tác của Bùi Đông Lai vô cùng thành thạo cho nên liền cười trêu ghẹo. Mộ Khuynh Nhan liền liếc mắt Bùi Đông Lai, giống như đang trách cứ Bùi Đông Lai. Liễu Nguyệt cười cười, không có hé răng. Bùi Đông Lai cười khổ không thôi. Tiểu cô, khó lắm Mộ tỷ tỷ mới đến đây, hay là chúng ta đi đến Happy đi. Sau khi dùng cơm xong, DDPLV liền đề nghị. Mụ mụ, Tiểu Vũ ca nói đúng à, con rất muốn nghe Mộ tỷ tỷ hát. Tiểu Loli liền phụ họa theo. Tương Cương đang nói chuyện phiếm với Liễu Nguyệt, nghe hai người nói vậy thì cười cười. Liễu tiểu thư, nếu hai bạn nhỏ đã muốn chơi thì chúng ta hãy đổi địa phương khác đi. Được. Liễu Nguyệt mỉm cười đáp ứng, cũng không có trách cứ Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi. Sau đó, Liễu Nguyệt tính tiền, mọi người rời khỏi nhà hàng. Liễu Nguyệt cùng với Tương Cương thì ngồi trên chiếc Lincoln Liễu Nguyệt mà 4 người Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi, Bùi Đông Lai cùng Mộ Khuynh Nhan lại đi trên chiếc Mercedes-Benz S600. Mộ tỷ tỷ, sao tỷ lại quen biết với Nhật Suất Đông Lai? Lên xe, Tiểu Loli liền khoác lên cánh tay Mộ Khuynh Nhan, đôi mắt nháy nháy, hỏi. Tiểu Loli vừa hỏi, Đông Phương Lãnh Vũ lập tức vểnh tai lên nghe. Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tỷ. Giọng nói của Mộ Khuynh Nhan có chút phức tạp. Ân nhân cứu mạng. Nghe được câu trả lời của Mộ Khuynh Nhan thì Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu Loli liền khiếp sợ, mở to hai mắt. Mà Bùi Đông Lai lại quay đầu lại, cười nói. Mộ tiểu thư nói quá lời. Không quá một chút nào. Mộ Khuynh Nhan nhìn Bùi Đông Lai, giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Mặt khác, cứ xưng hô Mộ tiểu thư này, Mộ tiểu thư nọ thật là khó chịu mà. Cứ gọi người ta là Khuynh Nhan đi. Ách, Đông Lai ca còn chờ gì nữa? Mộ tỷ tỷ đang ám chỉ đó nha. Nghe Mộ Khuynh Nhan nói thế lại thấy ánh mắt của Mộ Khuynh Nhan mang theo vài phần trách cứ, Đông Phương Lãnh Vũ liền cười xấu xa nói. Bá! Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói thế thì khuôn mặt của Mộ Khuynh Nhan khẽ ửng đỏ.
Mộ tỷ tỷ, người ta nói trước nha, Nhật Xuất Đông Lai không đơn giản đâu. Tiểu Loli nghiêm trang nói. Cả ấy có quen với một người đẹp như tiên nữ á. Đẹp như tiên nữ. Vẻ mặt của Mộ Khuynh Nhan liền ngạc nhiên. Bùi Đông Lai liền lựa chọn trầm mặc. Đông Lai, có cơ hội cậu hãy mang vị bằng hữu ấy đến gặp người ta đi a. Mộ Khuynh Nhan cười nói, nhưng mà nàng ta không phát hiện được nụ cười trên khuôn mặt nàng không còn vẻ sáng lạn như trước nữa, trong ánh mắt hiện lên vài phần mất mát. Được. Bùi Đông Lai cũng không thấy được điểm này, hắn thuận miệng trả lời. Mộ tỷ tỷ, tỷ đừng tin ca ấy. Ca ấy sớm đã đáp ứng với ta rằng sẽ mang vị tỷ tỷ kia đến gặp ta, nhưng giờ này cũng chưa thấy đâu cả. Tiểu Loli tức giận, kể tội của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Chẳng lẽ hắn đang trêu chọc Uyển Nhi? Trong lòng Mộ Khuynh Nhan vừa động, nhưng không hỏi kỹ, nàng cảm thấy khả năng này cũng rất cao. 30, sau. Chiếc Lincoln Liễu Nguyệt cùng Mercedes-Benz S600 dừng trước một quán cara. Mặc dù còn sớm nhưng trong bãi đổ xe vẫn có nhiều xe, trong đó đầy những chiếc có giá trị trên 8 con số. Tất cả chuyện này đơn giản là đây chính là một chỗ ăn chơi đỉnh cấp ở Đông Hải, đồng thời cũng là một sản nghiệp của tập đoàn Thiên Tường. Trong màn đêm, một người nam nhân mặc một bộ tây trang màu đen đang đứng đợi ở trước cửa. Mạc Nhận. Mắt thấy xe dừng lại, Mạc Nhận liền vội lên nghênh đón. Liễu tiểu thư, Tương tiên sinh. Tương tiên sinh, mời. Liễu Nguyệt hoàn toàn đem Mạc Nhận trở thành không khí, làm ra một động tác mời. Tương Cương mỉm cười rồi bắt chuyện với Mạc Nhận, sau đó đi vào. Mắt thấy Liễu Nguyệt đi qua, sắc mặt Mạc Nhận hơi đổi, khóe mắt giật giật nhưng không lên tiếng. Vẻ âm lãnh trong đôi mắt của Mạc Nhận hơi lóe lên. Trong Mercedes-Benz S600 thấy một màn như vậy, ánh mắt của Bùi Đông Lai hơi híp lại. Mạc Nhận, lộ ra tay chân. Mộ tiểu thư, Vũ thiếu, Uyển Nhi. Dưới màn đêm, biểu tình âm nhu trên mặt Mạc Nhận chợt lóe lên, lúc Mộ Khuynh Nhan, Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi ba người lần lượt xuống xe, vẻ mặt Mạc Nhận lập tức khôi phục bình thường, mặt mỉm cười tiến lên nghênh đón. Chẳng qua là... Nụ cười kia làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức không thoải mái. Đối với Mộ Khuynh Nhan có tâm địa thiện lương mà nói, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mạc Nhận, liền không khỏi đối với Mạc Nhận có lòng sợ hãi, lúc này lại thấy nụ cười không thoải mái trên mặt Mạc Nhận, nàng chẳng qua là cười gượng ép một tiếng, coi như là đáp lại. Mà Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi tựa hồ ấn tượng đối với Mạc Nhận rất tồi, từ đầu đã không hề để ý đến hắn. Đối với lần này, nụ cười trên mặt Mạc Nhận không giảm, thậm chí khi hắn thấy Bùi Đông Lai từ trên xe đi xuống, cũng là mỉm cười chào hỏi. Bùi tiên sinh, người mạnh khỏe, Mạc tiên sinh. Mặc dù lúc trước đem vẻ mặt biến hóa của Mạc Nhận thu hết vào mắt, bất quá Bùi Đông Lai cũng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là mỉm cười đáp lại Mạc Nhận. Đi thôi, ta đã chuẩn bị xong một ghế lô xa hoa cho mọi người. Mạc Nhận phất phất tay, xoay người, dẫn đầu đi về phía cửa lớn hội sở. Đi phía trước dẫn đường. Mặc dù Mộ Khuynh Nhan vì để đề phòng lộ thân phận, cho nên đeo kính đen, chiếc kính đen che mất 1/3 khuôn mặt nàng, chính là bởi vì dáng người của nàng quá mức bốc lửa, nhất là đôi chân dài của nàng luôn có lực sát thương rất cao, lúc Mạc Nhận mang theo Bùi Đông Lai 4 người tiến vào hội sở, đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có lẽ là bởi vì những người đó biết thân phận của Mạc Nhận, nên cho dù bọn hắn nhìn thấy Mộ Khuynh Nhan sắc tâm đại động, bất quá, lại không dám bước tới trêu chọc vào, chẳng quá là nhìn cũng quá đã nghiền rồi. Chào buổi tối, hoan nghênh quý khách. Hai hàng người mặc sườn xám, vóc người bốc lửa, trên mặt nở nụ cười hết sức nghề nghiệp đứng ở bên trong, Bùi Đông Lai 4 người đi theo Mạc Nhận tiến vào đại sảnh Thịnh Thế Vương Triều. Là một trong những hội sở tiêu khiển đứng đầu Đông Hải, đại sảnh Thịnh Thế Vương Triều trang hoàng hết sức tráng lệ, lúc đi vào, làm cho người ta có một loại cảm giác tiến vào hoàng cung. Trong đại sảnh, Liễu Nguyệt cùng Tương Cương đã tới trước. Liễu Nguyệt thấy 4 người Bùi Đông Lai đi tới, lập tức tiến lên, nói. Đông Lai, cậu đem Mộ tiểu thư, Tiểu Vũ cùng Uyển Nhi vào trong dạp chơi đi, ta cùng Tương tiên sinh đang bàn chút chuyện làm ăn. Tốt, Liễu tỷ. Bùi Đông Lai cười gật đầu, dư quang cố ý quan sát Mạc Nhận, kết quả phát hiện vẻ mặt của Mạc Nhận vẫn lộ ra vẻ thờ ơ. Phát hiện này không khỏi làm cho trong lòng Bùi Đông Lai hiện ra một cảm giác nguy hiểm. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Bùi Đông Lai rất rõ ràng,
Ở trên thế giới này chân chính đáng sợ không phải là những kẻ chỉ biết giống giận đả thương người, mà là những kẻ giỏi ngụy trang. Những kẻ đó sẽ giống như là một con rắn độc, sẽ nhân lúc ngươi sơ ý, cho ngươi một kích chí mạng. Mà không thể nghi ngờ, Mạc Nhận chính là loại người này. Trong lòng mặc dù nhìn thấu điểm này, nhưng Bùi Đông Lai không có biểu hiện ra, mà là mang theo đoàn người Mộ Khuynh Nhan ngồi thang máy lên lầu. Mấy phút đồng hồ sau, dưới sự hướng dẫn của mấy cô gái phục vụ, bốn người Bùi Đông Lai tới tầng cao nhất một gian ghế lô xa hoa tràn ngập mùi hương cổ xưa, trong dạp chẳng những có phòng vệ sinh, còn có phòng nghỉ ngơi, phòng giải trí, có thể nói là mọi thứ đều đầy đủ. Mặc dù Thịnh Thế Vương Triều đúng là một trong những hội sở tiêu khiến đứng đầu Đông Hải, nhưng là nó cùng rất nhiều chỗ ăn chơi khác đều giống nhau, cất giữ rượu thạt, chỉ phục vụ cho một ít khách hàng đặc thù, những người khác giống nhau đều dùng rượu giả. Ở Thịnh Thế Vương Triều, nhóm bốn người Bùi Đông Lai không thể nghi ngờ chính là khách nhân đặc thù nhất, vì vậy mấy em gái sau khi mang theo bốn người vào ghế lô xong, lập tức kêu người phục vụ đưa tới hai chai La Phi cao quý đắt đỏ, hơn nữa đem hai tờ giấy khảm mạ vàng đặt trên bàn bày nhiều loại nước trái cây, ăn vặt, điểm tâm. Phú Thiếu, Mộ tiểu thư, xin hỏi có cần gì nữa không ạ? Mắt thấy hai cái bàn bày đầy đồ ăn thức uống, mấy em gái vẻ mặt nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi, vừa hỏi đồng thời khẽ khom người, thái độ phục vụ rất đúng mực, vừa nhìn là biết đã có nhiều năm kinh nghiệm tại hộp đêm. Các nàng sở dĩ hỏi thăm Mộ Khuynh Nhan cùng Đông Phương Lãnh Vũ là tuân theo dặn dò của Mạc Nhận, mà Mạc Nhận lúc đám người Bùi Đông Lai tới, căn bản là không biết Bùi Đông Lai cùng đi theo đến đây. Ánh mắt mấy người nhìn đi đâu vậy? Không thấy được Đông Lai ca mới là người chủ trì sao? Mắt thấy mấy cô gái ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn Bùi Đông Lai một cái, Đông Phương Lãnh Vũ lạnh lùng nhìn mấy cô gái, tương đối căm tức. Ngạc nhiên nghe được lời của Đông Phương Lãnh Vũ, nụ cười trên mặt mấy cô gái hơi có vẻ cứng ngắc, sau đó nàng mặc dù không biết thân là thái tử gia Đông Nguyệt bang Đông Phương Lãnh Vũ vì sao đối với mình vừa rồi bỏ qua người thanh niên kia, nhưng trước tiên khôi phục nụ cười sáng lạn, cung kính hướng Bùi Đông Lai hỏi. Đông Lai ca, xin hỏi còn cần gì không ạ? Cút ngay cho ta, đổi những người khác tới phục vụ. Đông Phương Lãnh Vũ quát lạnh một tiếng, tựa hồ rất không thích tác phong làm việc của mấy cô gái này. Bá! Lần này, mấy cô gái rốt cục biến sắc rồi, các nàng rất rõ ràng, Đông Phương Lãnh Vũ đúng là thái tử gia của Đông Nguyệt bang, hôm nay chọc tới Đông Phương Lãnh Vũ, đừng bảo là các nàng sau này không cách nào ở lại Thịnh Thế Vương Triều, sợ rằng ngay cả ở Đông Hải cũng không thể sống yên ổn. Tiểu Vũ, sao lại tức giận như vậy? Bùi Đông Lai cười cười, nói. Các cô đi ra ngoài đi, nếu có cần cái gì, chúng ta sẽ gọi vào. Cảm ơn Đông Lai ca, cảm ơn Vũ Thiếu. Mấy cô gái vội vàng cúi người chào thối lui, lúc thối lui bước chân rất nhỏ, rất chậm, phảng phất như cung nữ thời cổ đại nhìn thấy chủ tử phất tay, lui ra bình thường. Tiểu Vũ, sao lại hung dữ như vậy a? Thấy mấy cô gái lui ra ngoài, Mộ Khuynh Nhan không nhịn được nói. Ta xem các nàng cũng không dễ dàng. Mộ tỷ, tỷ sai lầm rồi, các nàng so với rất nhiều người trên cái thế giới này tốt hơn rất nhiều a, tỷ biết mỗi tháng các nàng thu nhập bao nhiêu sao? Đông Phương Lãnh Vũ tựa hồ đối với hộp đêm biết rất nhiều, vừa nói vừa giơ ra năm ngón tay. 50 vạn, tiền trích phần trăm của các nàng chính là 50 vạn a. Ách, Mộ Khuynh Nhan tựa hồ bị tin tức này làm kinh ngạc, há to miệng. Mà tiểu Loli lúc này lại tức giận trừng mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ một cái. Đông Phương Lãnh Vũ, ca thật là đáng ghét, chẳng lẽ ca không nhìn thấy ở chỗ này còn có trẻ con như ta sao? Ngô, Uyển Nhi, ca sai rồi, hắc hắc. Thấy Đông Phương Uyển Nhi phồng mang trợn mắt, Đông Phương Lãnh Vũ lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười. Hừ, hôm nay chúng ta tới nghe Mộ tỷ tỷ ca hát, cũng không phải là tới nghe ca khoe khoang những thứ tin tức này. Tiểu La Lị nhất định không buông tha người, một lần nữa trợn mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ, sau đó quay qua Mộ Khuynh Nhan, nói. Mộ tỷ tỷ, cho chúng ta được thưởng thức đi. Tốt, Mộ Khuynh Nhan thoải mái đáp ứng. Sau đó mỉm cười nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai, đứng dậy đi tới trong rạp, cầm cái mic lên. Đông Phương Lãnh Vũ thấy thế, vội vàng tắt cái đèn lớn trong rạp, chỉ để lại đèn trên tường. Khúc nhạc trữ tình vang lên trong rạp, dưới ánh đèn, Mộ Khuynh Nhan tóc dài phiêu giật tùy ý chảy qua bờ vai, ngón tay yêu nhã nắm lấy cái mic, bắt đầu ca khúc thứ nhất của nàng trong hôm nay truyền kỳ. Đơn giản là trong đám người này nhìn ngươi nhiều hơn một cái.
lại cũng không thể quên mất dung nhan của anh. Mơ ước tình cờ có thể có một ngày lại gặp nhau. Từ đó ta bắt đầu những tưởng niệm cô đơn. Thân ảnh nổi bật, vẻ mặt thâm tình, bước chân uyển chuyển. Dường như Mộ Khuynh Nhan sinh ra là để ca hát, tiếng hát của nàng làm cho người ta bất chi bất giác đắm chìm ở bên trong. Tiểu loli Đông Phương Uyển Nhi hoàn toàn lắng nghe đến ngây người, hai mắt nàng si ngốc nhìn Mộ Khuynh Nhan biểu diễn, chu cái miệng nhỏ lên, nhẹ nhàng mà hát theo Mộ Khuynh Nhan, thậm chí ngay cả Đông Phương Lãnh Vũ tính tình nóng nảy cũng yên tĩnh lạ thường, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong tiếng hát của Mộ Khuynh Nhan. Mộ Khuynh Nhan vừa cất tiếng hát, Bùi Đông Lai vốn là cùng hai người Đông Phương Lãnh Vũ giống nhau, bị tiếng hát của Mộ Khuynh Nhan hấp dẫn, sau đó, khi hắn phát hiện lúc Mộ Khuynh Nhan biểu diễn, cặp mắt kia cứ nhìn thẳng vào hắn, hắn chỉ cảm thấy Mộ Khuynh Nhan tựa hồ dùng ánh mắt truyền đạt cái gì đó, lại tựa hồ như dùng tiếng hát để nói cái gì đó. Nhìn, nhìn, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy một chút mảnh nhỏ ký ức không ngừng hiện lên trong đầu của hắn, hắn cố gắng hết sức bắt kịp những trí nhớ đó, chính là mảnh ký ức đó giống như là sao băng, trôi qua rồi biến mất. Chẳng lẽ trong trí nhớ của Tiêu Phi cũng có Mộ Khuynh Nhan? Mắt thấy đột nhiên hiện lên cái đoạn ký ức kia không có dung hợp thành công, Bùi Đông Lai hơi có chút ngạc nhiên. Dưới ánh đèn, Mộ Khuynh Nhan không nhận thấy được vẻ mặt biến hóa của Bùi Đông Lai, mà hơi nhắm hai mắt lại. Hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc mang cho nàng niềm vui sướng. Lúc mà Mộ Khuynh Nhan vì Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi ba người biểu diễn thì đồng thời, ở một hội sở bí ẩn nào đó tại Đông Hải. Một gã vóc người thon dài, mặt mũi tuấn lãng, sau khi tắm rửa, cả người quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, đứng ở bên cửa sổ. Ở phía sau hắn cách đó không xa, một cô gái vóc người cao gầy, diện mạo cùng với Mộ Khuynh Nhan có hai ba phần giống nhau chẳng qua nhỏ hơn, co rúm ở trên giường, trước mặt là một vết màu đỏ tươi. Đó là nàng đã từ một cô gái nhỏ đã biến thành một người phụ nữ. Mà người đã khiến nàng trở thành một người phụ nữ chính là người thanh niên đứng phía trước cửa sổ. Chẳng qua là, đối với chuyện này, cô gái không có cảm nhận được một chút vui vẻ nào của người đàn bà, có chăng chỉ là nỗi đau, phía dưới đau, trong lòng cũng đau. Cốc, cốc, lúc mà cô gái trẻ không biết mình kế tiếp nên làm cái gì thì lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Vào đi, người thanh niên không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Két, kèm theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử sắc mặt lạnh lùng đi vào giữa phòng. Trực tiếp đi tới sau lưng người thanh niên cách ba thước, cung kính nói. Phương thiếu, cho cô 3 giây đồng hồ, biến. Tên thanh niên xoay người, dùng một loại ánh mắt của thần linh nhìn xuống một con kiến hôi nhìn cô gái một cái, giọng nói không thể nghi ngờ. Cô gái nhỏ bị dọa sợ đến biến đổi sắc mặt, chẳng quan tâm đến bản thân không mặc quần áo, mà là trước tiên nhịn đau từ trên giường ngồi dậy, chạy trốn ra khỏi gian phòng. Phương thiếu, đã điều tra xong. Tương Cương, Mộ Khuynh Nhan hai người tối nay cùng Liễu Nguyệt cùng nhau ăn cơm. Mắt thấy cô gái đã rời đi, nam nhân lạnh lùng cung kính hồi báo. Ta nói Tương Cương cái lão già kia làm sao một chút mặt mũi cũng không cho ta, nguyên lai là con gái điếm Liễu Nguyệt kia đã mời bọn hắn trước. Tên thanh niên được gọi là Phương Thiếu vừa nói, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh như băng khinh thường nói. Liễu Nguyệt cũng không còn phong quang được bao lâu nữa đâu. Nàng vất vả chống đỡ Đông Nguyệt Bang cùng tập đoàn Thiên Tường rất nhanh sẽ sụp đổ, đến lúc đó Tương Cương sẽ không còn cho ta mặt mũi nữa sao? Phương Thiếu, căn cứ bát gia an bài, chúng ta lần này tới trước chủ yếu là tìm Quý Hồng song Phương nói chuyện hợp tác, ngài xem chúng ta lúc nào thì hành động. Nam tử lạnh lùng bất động thanh sắc hỏi. Cha ta thường nói, hắn đời này gặp qua Quý Hồng là người đàn bà khó đối phó nhất, ta hôm nay phải kiến thức một chút. Nhìn xem xà mỹ nữ trong truyền thuyết có 3 đầu 6 tay không? Tên thanh niên thu liễm nụ cười, vẻ mặt cuồng ngạo. Ngay bây giờ ta sẽ đi gặp nàng. Ngạc nhiên nghe được lời người thanh niên nói, nam tử sắc mặt lạnh lùng vốn định nhắc nhở cái gì, cuối cùng lại nhịn xuống. Hắn biết rõ, thân là một trong tứ thiếu gia Hàng Châu, Phương Thế Vinh đúng là có tiền vốn cuồng ngạo. Bởi vì, hắn có một người cha ngưu bức. Phương Bát Gia. Thời gian như cát chảy, lặng lẽ trôi qua. Quân huấn nhanh chóng kết thúc, sinh viên năm thứ nhất chính thức trở về trường đại học, các tân sinh viên cũng đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống sa đọa thời đại học. Không như cấp 3 cuộc sống đơn thuần dạy học là một cuộc sống nuông màu nuông vẻ,
Đầu tiên là tiệc chiêu đãi sinh viên mới đây là mồi lửa đầu tiên kích thích tinh thần họ, làm cho họ có thể tận tình thưởng thức thuộc về chính mình nhiệt huyết thanh xuân. Đối với sinh viên năm thứ nhất Đại học Đông Hải, nghị luận sôi nổi ngoài tiệc chiêu đãi tân sinh viên sắp tới làm cho bọn họ hưng phấn còn có việc, siêu sao Mộ Khuynh Nhan tổ chức biểu diễn ở trường học. Đám bán vé quá ghê tởm. Đúng, bọn chúng đem giá vé đẩy lên gấp 10 lần, hiện tại kể cả mày có tiền cũng không mua được vé. Vố cho là quân huấn xong còn có cơ hội để coi biểu diễn, xem ra đành thất vọng trở về, vẫn không thể trực tiếp nhìn thấy nhan sắc nữ thần, thật là thương tâm a. Sân trường, mấy tên fan ruột của Mộ Khuynh Nhan đang thảo luận việc tối nay Mộ Khuynh Nhan ở nhà thi đấu Đông Hải tổ chức biểu diễn, mọi người đều đang than thở. Bởi vì Mộ Khuynh Nhan quyết định tiếp tục biểu diễn tại Đông Hải, làm cho các fan rất là cảm động, vé vào cửa còn tranh đoạt hơn là vé tàu về Tết. Ở tình trạng này không phải kẻ có tiền có thế, thì chắc chắn không có vé vào cửa. Xem ra trải qua việc bị bắt cóc, danh khí của Khuynh Nhan càng ngày càng nổi a. Bên tai vang lên những tiếng nói chuyện, trong đầu hiện ra mấy ngày trước Mộ Khuynh Nhan cho mình cùng Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi ưu đãi, Bùi Đông Lai trong lòng không khỏi thầm than một câu. Trương Bích Phàm, tên kia sao không nói với chú một câu nào a? Hắn không phải huynh đệ thất lạc của chú sao? Trong lúc Bùi Đông Lai cảm thán, Ngô Vũ Trạch nghe được một sinh viên nói chuyện nhìn không được hướng Trương Bích Phàm trêu ghẹo. Mộ Khuynh Nhan là nữ thần không phải là vật mà phàm nhân chúng ta có thể chạm vào, cứ cho là có thể một lần nhìn thấy được nhan sắc của nàng thì thế nào. Không hề tỏ ra không thoải mái, Trương Bích Phàm không hề để ý Ngô Vũ Trạch trêu ghẹo mà còn bắt đầu truyền bá chân lý của hắn. Đúng rồi Đông Lai, ngày đó chú cùng Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc, các người hẳn đã có cơ hội một mình ở chung một chỗ. Mắt thấy Trương Bích Phàm bắt đầu thao thao bất tuyệt, Ngô Vũ Trạch cảm thấy bắt đầu nhức đầu. Hối hận vì chính mình đã khơi mào hắn, nhanh chóng kiếm cớ đổi chủ đề. Đông Lai, hoạn nạn thấy chân tình a, theo lý thuyết người cùng Mộ Khuynh Nhan trải qua hoạn nạn liền coi như là một bằng hữu a. Nàng chắc phải cho chú một vé khách quý đến xem nàng biểu diễn a. Sau khi ca cùng nàng được cảnh sát cứu ra xong liền mỗi người một ngả, ngay cả một câu cũng chưa nói, cho dù nàng muốn mời ta cũng không có cơ hội. Bùi Đông Lai thật không ngờ Ngô Vũ Trạch có thể đem đề tài rời đến trên bản thân mình. Cho nên đành phải nói dối. Đang nói chuyện Bùi Đông Lai không khỏi nhớ tới thái độ khác thường của Mộ Khuynh Nhan ở Thịnh Thế Vương triều ngày đó, bất quá cho tới chẳng biết tại sao nàng vẫn không mời hắn đi xem biểu diễn. Kháo, Đông Lai, ta không ngờ chú còn giả dối hơn cả Trương Bích Phàm, Mộ nữ thần mời chú đã là may lắm rồi, đã thế chú còn nói muốn người ta mời, ta ị vào. Ngô Vũ Trạch nói xong trong lòng vừa động nói. Đông Lai, không phải ca nói chú đâu, nhưng mà chú đừng có ăn trong bát không hết mà lại đi nhìn trong nồi, cẩn thận đến lúc sẽ không còn gì để ăn đâu. Là sao? Bùi Đông Lai hỏi. Ngô Vũ Trạch thần bí nói. Quách Lê Na nói, hai ngày nay có một tiểu tử đến từ Yên Kinh đến đang theo đuổi Hạ Y Na, ngày ngày tặng hoa không nói còn cùng Hạ Y Na biểu diễn, hắn đáng đàn piano còn Hạ Y Na thì múa. Nói tới đây Ngô Vũ Trạch dừng lại một chút quan sát Bùi Đông Lai biến hóa. Vẻ mặt Bùi Đông Lai thờ ơ. Đéo đỡ được, chẳng lẽ chú không lo lắng hạ mỹ nữ bị người ta cướp đi sao? Ngô Vũ Trạch thấy vẻ mặt Bùi Đông Lai thờ ơ thì buồn bực nói. Chú nên biết, tên thanh niên theo đuổi hạ mỹ nữ chẳng những vóc người tuấn tú lịch sự mà bối cảnh cũng không đơn giản, vạn nhất hạ mỹ nữ bị hắn cướp được, lúc ấy chú có khóc cũng không kịp. Vũ Trạch, ca xem hoàng đế chưa vội mà thái giám đã lo, là sao? Lúc này, không đợi Bùi Đông Lai lên tiếng, Trương Bích Phàm liếc mắt nhìn Ngô Vũ Trạch nói. Chẳng lẽ chú đã quên mỹ nữ mặc đồ đỏ sao? Theo ta thấy a, Đông Lai sớm đã bị yêu tinh kia dụ hoặc làm cho đầu óc choáng váng rồi, làm sao còn nhớ hạ mỹ nữ nữa? Ừ, cũng đúng. Được Trương Bích Phàm nhắc nhở, Ngô Vũ Trạch gật đầu đồng ý nhưng vẫn nói. Nhưng mà Đông Lai, hạ mỹ nữ cũng không tệ a, cho nên thà rằng giết lầm, cũng không thể buông tha. Vũ Trạch, nếu chú là nữ nhân thì chắc hẳn chú là một bà tám rồi đó. Bùi Đông Lai tức giận nói, trong đầu cũng theo bản năng hiện ra hình ảnh của Quý Hồng theo sau, nhớ tới Mạc Nhân. Ngày đó hắn mặc dù tại Thịnh Thế Vương triều thấy biểu tình biến hóa của Mạc Nhân, nhưng mà bởi vì mấy năm nay Mạc Nhân là cánh tay đắc lực của Liễu Nguyệt cho nên Bùi Đông Lai cũng không nói cho Liễu Nguyệt biết. Hắn quyết định tìm một cơ hội thích hợp mà nhắc nhở Liễu Nguyệt một chút. Bởi vì sự kiện bắt cóc,
để bảo vệ buổi biểu diễn của Mộ Khuynh Nhan không xảy ra vấn đề nên cảnh sát Đông Hải phái tới số lượng lớn cảnh sát, thậm chí còn phái một đơn vị nhỏ cảnh sát đặc nhiệm phụ trách an toàn của Mộ Khuynh Nhan, đồng thời còn phái ra hai liên đội từ trung đoàn cảnh sát vũ trang Đông Hải đến giữ gìn trật tự buổi biểu diễn. Buổi chiều 6 giờ, Mộ Khuynh Nhan đã an toàn tới Đại học The NG Hải. Còn cách thời gian biểu diễn 2 tiếng nhưng, sân vận động đã tụ tập rất đông fan hâm mộ, các fan chứng kiến xe chở Mộ Khuynh Nhan đến cửa sân vận động liền dơ lên áp phích của Mộ Khuynh Nhan, hô to tên thần tượng. Bởi vì quá kích động các fan cố gắng phá tan hàng rào bảo vệ nhưng còn chưa kịp đến thì đã bị cảnh sát mang vũ trang ngăn lại. Nhìn cảnh tượng bên ngoài Mộ Khuynh Nhan không khỏi nhớ lại mấy ngày trước bị bắt cóc, cùng lúc nhớ tới Bùi Đông Lai thì khóe miệng của nàng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Trong sân vận động, đã dựng lên một sân khấu lớn, người của công ty giải trí Thiên Tường đang tiến hành chỉnh sửa âm thanh lần cuối cùng. Chiếc Lincoln chở Mộ Khuynh Nhan đi vào sau sân vận động, dưới sự che chắn của 4 gã vệ sĩ cùng người đại diện nhân viên trang điểm đi vào phòng thay đồ phía sau hậu trường. Vì phòng ngừa các nhóm fan hâm mộ tiến đến quấy nhiễu Mộ Khuynh Nhan nên ở phía sau sân khấu cùng xung quanh phòng thay đồ đều được các cảnh sát vũ trang canh gác. Có thể nói đêm diễn này có hệ số an toàn cực cao. 6 giờ 30. Nhân viên công ty giải trí Thiên Tường đã chỉnh sửa âm thanh ánh sáng xong, xác nhận không có vấn đề gì, người tổ chức bắt đầu cho các fan hâm mộ tiến vào, các fan hâm mộ dưới sự chỉ dẫn của cảnh sát bắt đầu từng nhóm tiến vào đến chỗ ngồi đã đặt sẵn của mình. Nhưng vẫn có người ngoại lệ. Trong lúc các fan hâm mộ đang nhập tọa, một gã thanh niên có khí độ bất phàm cùng một gã nam tử lạnh lùng tiến vào sân vận động cũng không có tìm chỗ ngồi mà đi thẳng tới khu vực hậu trường. Nơi này không thể đi qua, mời hai vị trở lại. Không đợi thanh niên cùng nam tử lạnh lùng tới gần hậu trường thì một gã võ cảnh đã tiến lên ngăn chặn đường đi của hai người. Ta là bằng hữu của Mộ tiểu thư. Nghe vậy thì Phương Thế Vinh liền nhíu mày. Cùng lúc đó nam tử lạnh lùng đi đằng sau hắn tay cầm một bó hoa tươi oán độc nhìn tên võ cảnh kia. Thật có lỗi, căn cứ vào sự an bài của thượng cấp, trong lúc biểu diễn, bất luận là ai cũng không thể gặp Một tiểu thư. Nhìn thấy bộ dạng hung hăng càn quấy của Phương Thế Vinh, cảm nhận được vẻ lạnh lùng của tên nam tử bên cạnh thì sắc mặt của tên võ cảnh kia hơi đổi nhưng vẫn ngăn cản. Thật sự tao muốn đập một phát vào mặt mày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt Phương Thế Vinh hơi đổi, trong con người hiện lên một tia tức giận bất quá không có động thủ mà lại rút ra một chiếc điện thoại bấm số của Mộ Khuynh Nhan. Dường như hắn muốn dùng phương thức này để chứng minh Mộ Khuynh Nhan sẽ gặp hắn. Trong phòng hóa trang, Mộ Khuynh Nhan đang được một chuyên gia trang điểm đến từ Hồng Kông trang điểm khuôn mặt. Khuynh Nhan có điện thoại. Nghe được tiếng chuông điện thoại, một gã thanh niên mang theo một ẻo là cầm điện thoại đi đến trước Mộ Khuynh Nhan, nũng nịu nói. Giọng nói này khiến tất cả nam nhân trong phòng một trận rung mình, nổi lên một nổi da gà. Mộ Khuynh Nhan nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết cười khổ. Alo. Nghĩ nghĩ một chút nàng cũng trả lời Phương Thế Vinh, mặc dù nàng không có hảo cảm với Phương Thế Vinh nhưng cũng biết Tưởng Cương cùng phụ thân của Phương Thế Vinh có quan hệ rất tốt. Khuynh Nhan, có thì giờ rảnh không? Anh mua tặng em một bó hoa, anh muốn vào tặng cho em. Bởi vì biết Mộ Khuynh Nhan là nữ nhi của Tưởng Cương, cho nên lúc nói chuyện, giọng nói của Phương Thế Vinh cũng trở nên mềm mỏng hơn. Thật xin lỗi, hôm nay biểu diễn nên không một ai có thể tiến vào hội trường, Phương Thiếu cũng không thể vào được. Nghe Phương Thế Vinh nói vậy Mộ Khuynh Nhan hơi xin lỗi nói. Cảm ơn hảo ý của Phương Thiếu. Trước sân khấu Phương Thế Vinh rất ngạc nhiên khi nghe được Mộ Khuynh Nhan nói. Vậy đợi sau khi kết thúc anh sẽ tặng cho em, thuận tiện mời em đi ăn vài món bình dân ở Đông Hải. Vừa cảm thấy mất Phương Thế Vinh cũng biết nơi này là Đông Hải không phải là hàng chậu cho nên hắn không thể xông vào. Vì vậy, đành buông tha cho ý tưởng xông vào gặp Mộ Khuynh Nhan. Hắn tính toán đợi sau khi buổi biểu diễn kết thúc sẽ mời Mộ Khuynh Nhan đi ăn. Xin lỗi, Phương Thiếu, đêm nay chỉ sợ ta không có thời gian. Mộ Khuynh Nhan uyển chuyển cự tuyệt. Vậy thì lần sau đi. Phương Thế Vinh cố nén tức giận nói. Tốt, Mộ Khuynh Nhan nói. Sắp phải lên sân khấu, ta cần phải chuẩn bị lần cuối, gặp lại. Chúc em biểu diễn thành công, gặp lại. Đô, phẩy gạch nối dài chấm. Nói xong, nghe trong ống chuyên gia âm thanh đô trong lòng Phương Thế Vinh vô cùng khó chịu, vẻ mặt âm trầm nói. Lại chảnh chó,
lão tử sẽ cho cô mở rộng tầm mắt. Có lẽ đoán được Phương Thế Vinh có thân phận không tầm thường. Cùng có thể sợ hãi nam tử tốt ra một hơi thở nguy hiểm nên tên võ cảnh tuy rằng vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ có thể giữ im lặng trở về. Mộ Khuynh Nhan, cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Không qua bao lâu ta sẽ nói cha ta đi gặp Tưởng Cương để cầu hôn, đến lúc đó với thân phận của cha ta, Tưởng Cương nhất định sẽ không cự tuyệt. Mắt thấy võ cảnh lui ra phía sau, Phương Thế Vinh nghĩ đến việc hợp tác với Quý Hồng thì khóe miệng nở ra nụ cười. Vào lúc hoàng hôn, ánh chiều dần dần hạ xuống sau đỉnh núi, Đông Hải cũng giống như nhiều thành thị khác nhau, lúc này đã là giờ tan tầm, từng chiếc ô tô nối đôi nhau tạo thành một hàng dài trên đường, liếc mắt cũng không thấy được đâu là điểm cuối. Làm sao bây giờ? Tại ngã tư đường, trong một chiếc S600, Mộ Khuynh Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một đống xe thì khuôn mặt lộ ra vài phần lo lắng. Không có xe cảnh sát mở đường thì không thể đi được rồi. Tưởng Cương cười khổ. Cô cũng thật là, biểu diễn xong cũng không trở về hát ca mà còn tổ chức một buổi ca nhạc nữa tại Đại học Đông Hải. Nói xong, Tưởng Cương không nhịn được mà thở dài một tiếng. 3 ngày trước, buổi biểu diễn của Mộ Khuynh Nhan được tổ chức sân vận động Đông Hải diễn ra vô cùng mỹ mãn. Mộ Khuynh Nhan hát hơn 10 ca khúc trong đó có 5 ca khúc nằm trong album mới. Nhưng mà sau khi biểu diễn xong thì Mộ Khuynh Nhan cũng không muốn quay trở lại hát ca. Nàng muốn ở tại Đông Hải thêm vài ngày, thẳng đến ngày hôm qua thì Tưởng Cương mới biết Mộ Khuynh Nhan sẽ đi biểu diễn tại Đại học Đông Hải. Cha nuôi, con không phải đã nói rồi sao? Bởi vì sự tình bắt cóc, cho nên có một sinh viên ở đại học bị giết chết, để tỏ lòng xin lỗi nên con muốn đi hát cho họ nghe vài ca khúc. Nghe Tưởng Cương nói như vậy thì Mộ Khuynh Nhan liền trừng mắt lên nhìn Tưởng Cương. Chỉ là nguyên nhân này thôi sao? Tưởng Cương híp mắt cười. Nghe được Tưởng Cương nói như vậy thì trong lòng Mộ Khuynh Nhan liền cả kinh, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, bất quả cũng làm ra vẻ không có chuyện gì, nói. Chỉ có nguyên nhân này thôi à. Vậy sao? Tưởng Cương làm ra bộ dạng tự hỏi, cười nói. Ta cảm thấy lần này tới Đại học Đông Hải biểu diễn là vì sinh viên tên là Bùi Đông Lai. Ách! Bí mật bị vạch trần, Mộ Khuynh Nhan cả kinh, trên mặt liền hiện lên vẻ ửng đỏ, sau đó... Nàng kéo cánh tay của Tưởng Cương, gắt gao nói. Cha nuôi, Bùi Đông Lai đã cứu con đi cảm tạ hắn, có gì là không đúng đâu. Tại sao ngày đó cô không nói cảm ơn hắn đi, bây giờ tại mở buổi biểu diễn ở Đại học Đông Hải? Tưởng Cương cười híp mắt hỏi. Cha nuôi, nghe Tưởng Cương nói thế thì khuôn mặt Mộ Khuynh Nhan đỏ bừng. Tốt, 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 là cha nuôi này nói không đúng. Tưởng Cương cười khổ nhưng trong lòng lại nghĩ đến sự kiện bắt cóc, bởi vì được Bùi Đông Lai cứu thoát nên hiện giờ Mộ Khuynh Nhan chẳng những có hảo cảm với Bùi Đông Lai, hơn nữa lại chủ động tấn công Bùi Đông Lai. Đối với việc này, Tưởng Cương thấy nhưng không có ngăn cản. Bởi vì hắn áy náy với Mộ Khuynh Nhan cho nên không muốn Mộ Khuynh Nhan phải không vui, tuy rằng hắn không biết thân phận của Bùi Đông Lai nhưng mà ở hắn xem ra một người đủ để cho băng mỹ nhân Liễu Nguyệt coi trọng. Lại được CBN nhận làm học trò thì nhất định sẽ không đơn giản, huống hồ ấn tượng của Bùi Đông Lai để lại cho hắn vô cùng tốt. Mắt thấy Tưởng Cương không phải đối thì Mộ Khuynh Nhan dựa đầu vào vai của Tưởng Cương. Con biết, là cha nuôi tốt nhất mà. Đúng rồi, nó có biết con vì nó mà tới đây biểu diễn không? Tưởng Cương vươn tay, khẽ vuốt nhẹ đầu Mộ Khuynh Nhan, hỏi. Không biết. Mộ Khuynh Nhan lắc lắc đầu. Con không sợ đến lúc đó hắn sẽ không có mặt sao? Tưởng Cương cười khổ nói. Không sợ. Mộ Khuynh Nhan lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần thâm tình. Hắn chỉ cần biết chuyện này là tốt rồi. Bên tai vang lên lời nói Mộ Khuynh Nhan, nhìn thấy bộ dạng thâm tình của Mộ Khuynh Nhan thì Tưởng Cương không khỏi thở dài. Ở Tưởng Cương xem ra, hiện giờ Mộ Khuynh Nhan không chỉ là chủ động như vậy, quả thật là lún sâu rồi. Cùng lúc đó, trong phòng 108 của ký túc xá, lúc này Bùi Đông Lai thấy Ngô Vũ Trạch và Trang Bích Phàm đều đang sửa soạn, mặc bộ quần áo số 1. Trong mấy ngày qua, trừ bỏ mỗi ngày ôn bài thì hắn đều dùng thời gian vào lúc sáng sớm để luyện quyền. Bởi vì, căn cứ theo lời của Qua Tử thì phía sau cảnh giới Minh Kính còn có ám kính nữa. Từ hơi thở của Trần Anh và Quý Hồng thì Bùi Đông Lai mơ hồ biết được hai người này đã đạt đến cảnh giới ám kính. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai rất muốn bản thân đạt tới cảnh giới ám kính, ở bản thân hắn xem ra,
chỉ khi nào đạt đến cảnh giới ám kính thì ở Đại học Đông Hải này, hắn mới có thể bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch. Đông Lai, chuẩn bị đến dạ hội rồi, còn ngồi đó làm cái ma gì nữa? Mắt thấy Bùi Đông Lai ngồi đó thì Ngô Vũ Trạch liền kêu lên. Ca không đi, các chú đi đi. Bùi Đông Lai cười lắc đầu. Bùi Đông Lai, cái này có đẹp không? Ngô Vũ Trạch nghe Bùi Đông Lai nói vậy thì liền nóng nảy. Bà ma, anh nói chú này, bình thường thì chú không đi thì tụi anh đã không nói gì rồi nhưng hôm nay là hoạt động tập thể đó. Đông Lai, như vậy cũng không thể nói là tập thể được. Trang Bích Phàm đĩnh đạc giáo huấn. Đừng nhìn ca, ca chơi cô lại hai đứa nó. Cổ Văn Cảnh thấy ánh mắt Bùi Đông Lai nhìn về phía mình thì lập tức giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, đi thì đi. Bùi Đông Lai thấy thế thì đành phải buông bỏ kế hoạch huấn luyện đêm nay, đáp ứng đi cùng bọn họ. Lúc này, ở sân bóng trong trường đã được dàn dựng thành một cái sân khấu. Lệ Na, Khả Tâm, các bố cứ tiếp tục trang điểm đi, mình đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Trong phòng hóa trang, thân là một trong những người chỉ huy, lúc này Hạ Y Na nghe được tiếng chuông điện thoại thì mở miệng rồi bước ra khỏi phòng. Tiểu nha đầu, làm gì giờ này mới nghe điện thoại? Sau khi Hạ Y Na ra khỏi phòng thì trong điện thoại truyền ra âm thanh hờn dỗi của Tống Hân. Mẹ, mẹ của con đang hóa trang, thay quần áo, người cũng đừng có quấy rối nữa, được không? Hạ Y Na buồn bực nói. Tiểu nha đầu, cái gì gọi là quấy rối hả? Tống Hân cả giận nói. Nói cho lão nương biết tình hình hiện tại. Tình hình nào? Có lẽ là do vội vàng nên Hạ Y Na cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi. Giả vờ, Hạ Y Na, cô cứ tiếp tục giả vờ đi. Tống Hân hừ hừ nói. Con, giả bộ cái gì? Hạ Y Na nói xong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó rồi bỏ sung. Ai nha, Tống Hân, mẹ không nói ra thì thôi, nói ra là con tức sôi cả bụng, nhiều ngày qua, hắn. Không có quan tâm đến con cố ý mượn miệng người khác để nói cho hắn biết có người theo đuổi con, nhưng mà, căn bản hắn không để chuyện đó ở trong lòng. Nói xong thì Hạ Y Na liền buồn bực. Tiểu nha đầu là do cô không biết biểu diễn đó thôi. Tống Hân tức giận giáo huấn. Lấy tư chất cũng kỹ thuật của nữ nhi ta, một khi lên biểu diễn thì không để toàn trường náo động mới là chuyện lạ. Đến lúc đó, người theo đuổi con sẽ nhiều vô số kể, về sau thì coi thử tên tiểu tử kia có cảm thấy nguy cơ hay không. Nghe lời mẹ nói cũng có lý a. Trong lòng Hạ Y Na nhẹ nhàng thở phào, đã khôi phục tự tin. Tin lão nương, được tình yêu. Tống Hân dương dương tự đắc, vừa mới chuẩn bị mèo khen mèo dài đuôi vài câu, lại nghe đến điện thoại vang lên tiếng đô, đô. Đều do Hạ Bàn Tử nuông chiều, nếu sinh con trai thì làm sao dám kiêu ngạo như thế. Tống Hân tức giận đến phát run, bắt đầu chỉ gà mắng chó. Lúc này, Hạ Y Na đang chuẩn bị vào phòng hóa trang để kiểm tra lại một lần nữa. Y Na. Coi như Hạ Y Na chuẩn bị bước vào phòng thì có một gã thanh niên, mặc một bộ lễ phục màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của nàng, lộ ra bộ dạng tươi cười. Ha hoa, anh chuẩn bị xong chưa? Đối mặt với bộ dạng tươi cười thì Hạ Y Na cũng theo phép mà hỏi. Chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể bước lên sân khấu. Hà Hoa mỉm cười đi đến trước Hạ Y Na, trong đôi mắt hiện lên vẻ thưởng thức. Vậy còn em, làm sao lại chưa thay quần áo đi? Tiết mục của tôi ở sau cùng, không cần phải nóng vội. Hạ Y Na nói, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, tôi còn phải xem những người khác chuẩn bị xong chưa. Không có việc gì, em đi đi, chú ý thân thể. Hà Hoa mỉm cười, quan tâm nói. Hạ Y Na gật đầu cũng không nói gì nữa, trực tiếp đi vào phòng hóa trang. Mặc dù Hạ Y Na nhìn ra các phương diện khác thì Hà Hoa đều ưu tú, hơn nữa lại tỏ ra ân cần. Săn sóc nàng nhưng mà nàng biết rõ nàng không có cảm giác gì đối với Hà Hoa. Nhìn theo bóng lưng Hạ Y Na thì trong đôi mắt Hà Hoa càng lộ ra vài phần thưởng thức, ngoài ra còn có vài phần chinh phục. Xuất thân của Hạ Y Na thì hắn biết Hạ Y Na không thiếu tiền cho nên lúc nào trước mặt Hạ Y Na hắn cũng không có lộ ra bộ dạng ta đây. Trừ việc đó ra thì hắn cũng nghe được trong thời gian huấn luyện quân sự thì Hạ Y Na cũng đi lại gần với Bùi Đông Lai. Bất quá thông qua khoảng thời gian quan sát này thì hắn biết Hạ Y Na chưa có chủ động biểu lộ tình cảm với Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đúng không? Mắt thấy Hạ Y Na đi vào phòng, trên mặt Hà Hoa lộ ra vẻ tự tin, tươi cười.
Tao mặc kệ mày có qua lại với Hạ Y Na không, qua đêm nay, tao sẽ làm cho mày ngay cả dũng khí theo đuổi Hạ Y Na cũng còn còn. Người nào theo đuổi người nào? Chỉ có Hạ Y Na mới biết. Lúc ánh nắng cuối chiếu vụt tắt trên đường chân trời, màn đêm buông xuống, trong sân bóng Đại học Đông Hải hai chiếc đèn pha sáng lên ánh đèn màu vàng chiếu sáng cả sân bóng, dõi mắt nhìn lại, trên khán đài đông nghịt một mảnh, khắp nơi đều là bóng người, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Trừ việc đó ra, ở giữa sân trước võ đài, để một dãy chiếc bàn dài, trên mỗi chiếc bàn lớn đều bày biện một chai nước khoáng bình thường. 7 giờ 30. Ở hiện trường trong tiếng hoan nghênh nhiệt liệt của người xem, lấy Cố Bồi Nguyên dẫn đầu lãnh đạo nhà trường cùng các đơn vị tài trợ đại biểu theo thứ tự xuất hiện ở sân bóng, ở dưới sự hướng dẫn của giáo sư chịu trách nhiệm bữa tiệc tối nay, đi về phía chỗ ngồi của sân. Sau khi đoàn người Cổ Bồi Nguyên ngồi xuống, ánh đèn sân khấu sáng lên, bốn người chủ trì trân trọng bước lên sân khấu. Trong đó một người chủ trì là một nam mặc áo sơ mi trắng phối hợp với quần tây, một gã chủ trì khác đang mặc một thân yến vĩ phục màu trắng nhìn rất chướng mắt, mà hai người nữ chủ trì còn lại mặc lễ phục dạ hội do thương nhân tài trợ cung cấp. Các vị lãnh đạo tôn kính, các vị lão sư, các vị đồng học, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Bốn người chậm rãi đi tới giữa đài vũ hội thì đứng lại, tên nam nhân chủ trì mặc đồ trắng yến vĩ phục trên mặt nở nụ cười rực rỡ, chậm rãi mở miệng, thanh âm tràn ngập từ tính. Bành bạch, tiếng nói của nam nhân chủ trì vừa dứt, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đông Lai, ta nói với chú tiểu tử Yến Kinh theo đuổi hạ mỹ nữ chính là người này, tên là Hà Hoa, cũng là trong học viện quản lý kinh tế, nghe nói hắn là một tân sinh viên mới rất được các nữ sinh ưa thích. Lúc khán giả toàn trường vỗ tay, Ngô Vũ Trạch chỉ tay vào Hà Hoa nói với Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên lời của Ngô Vũ Trạch, nhìn Hà Hoa rất phong độ trong sân, Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Vũ Trạch, ta đã nói với chú không biết bao nhiêu lần rồi. Ta cùng Hạ Y Na thật không có quan hệ gì. Đông Lai à, đừng trách là ca không có nhắc nhở chú, nếu là hạ mỹ nữ bị tiểu tử này thu vào tay rồi, chú có hối hận cũng không kịp đâu. Ngô Vũ Trạch buồn bực lắc đầu, cố gắng kích động Bùi Đông Lai theo đuổi Hạ Y Na. Bùi Đông Lai không để ý Ngô Vũ Trạch huyên thuyên, đồng thời dư quang ánh mắt nhìn thấy một ít nữ sinh xung quanh hướng về phía Hà Hoa mà chỉ trỏ. Không có Tùng Phong Thu, Nhạn Đi Trường Không. Không có gió đông, chợt ấm áp lại lạnh. Thời gian thấm thoát, cứ thế trôi qua. Vào tiết trời mùa thu mát mẻ này, một lần nữa Đại học Đông Hải chúng ta nghênh đón người mới đến tham gia tiệc tối. Tối hôm nay, chào mừng mọi người đã đến tham gia. Bây giờ, kính mời cổ hiệu trưởng Tôn Kính sẽ tuyên bố bữa tiệc tối bắt đầu. Theo âm thanh của bốn người chủ trì trên khán đài, ánh đèn chiếu rọi trên người Cổ Bồi Nguyên đang ngồi ở hàng thứ nhất, cùng lúc đó, người lão sư chịu trách nhiệm đón người mới đến tiệc tối trước tiên đem cái mic đến trước mặt Cổ Bồi Nguyên. Chào các bạn sinh viên mới, ta tuyên bố, tiệc tối đón tân sinh viên chính thức bắt đầu. Cổ Bồi Nguyên tay nắm cái mic, ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng, uy nghiêm mười phần. Bùm! Bùm! Thanh âm của Cổ Bồi Nguyên vừa dứt, phảng phất giống như đạn pháo nổ vang lên, vô số pháo hoa phóng lên không trung, ánh sáng màu lam ngọc chói mắt. Hú, hú! Đang nhìn bầu trời đầy pháo hoa, bọn học sinh rối rít kích động từ chỗ ngồi đứng lên, tâm tình kích động, vung cánh tay hô to. Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm cảm thán Đại học Đông Hải có thể trở thành trường nổi danh cả nước quả thật có chỗ hơn người, tạm thời không đề cập tới tiết mục kế tiếp trong tiệc tối đón người mới là như thế nào, chỉ là màn mở đầu đã đầy đủ rung động. Lúc mà quả pháo hoa cuối cùng ánh sáng bị bóng tối bao phủ, khúc nhạc vui mừng vang lên, 16 người cả nam lẫn nữ mặc hồng sắc vũ hội từ hai bên sân khấu tiến lên khán đài, một cô gái mặc hồng sắc lễ phục dạ hội trên tay cầm cái mic, dần dần đi về phía giữa đài vũ hội. Tiếng chiêng trống vang lên. Các cùm cung, các cùm cung. Các cùm cung, đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa. Sóc bom bo rộn rã tiếng chày khuya. Bồng con da võng để đồng đưa. Giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa. Tiếng hát gió to, kỹ thuật nhảy không bị cản trở. Tiết mục thứ nhất của tiệc tối hát cùng bạn nhảy tiếng chày trên sóc bom bo của Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới được vang lên liền nhận được sự ủng hộ của cả khán đài. Lúc nữ sinh diễn xuất xong lui ra, tiếng vỗ tay muốn điếc tai. Cái này là tự sướng nghe. Phía sau sân khấu, Hạ Y Na thân là một trong tổng chỉ huy của tiệc tối đón người mới đến lần này thấy tiết mục thứ nhất lấy được thành công,
thở phào nhẹ nhõm, đồng thời theo bản năng nhìn lướt qua chỗ ở phân biệt của ngành quản lý, dường như trong bóng tối nàng đang tìm một bóng hình mà khiến nàng phải tương tư. Đập vào mắt nàng là một rừng người đông nghịt, khoảng cách xa như thế, Hạ Y Na không có cách nào tìm kiếm được thân ảnh kia. Ngô Vũ Trạch cùng Trang Bích Phàm muốn tới coi tiết mục của Lệ Na cùng Khả Tâm, hắn hai tên kia sẽ đến chứ? Dần dần, tiết mục thứ hai được bắt đầu, trong lòng Hạ Y Na tự hỏi. Không có đáp án, Hạ Y Na khẽ lắc nhẹ đầu, chuẩn bị cho kế tiếp có phải lên sân khấu diễn xuất chọc tức bọn học sinh. Bình thường cũng không có phát hiện trường học mỹ nữ như mây, làm sao những nữ sinh này vừa bước lên sân khấu cả đám đều hò reo nhiệt tình đến vậy. Lúc tiết mục thứ 8, múa hiện đại vừa kết thúc, Ngô Vũ Trạch thở dài nói. Người dựa vào trang phục ngựa dựa vào yên, huống chi bây giờ là buổi tối, mà những em gái kia đều là hóa trang mà lên. Trang Bích Phàm bí hiểm giải thích cho mọi người. Bích Phàm, ta không trang bức rồi, chú đừng nói nữa, được không? Ngô Vũ Trạch thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Đây không phải là trang bức, ta chỉ là trình bày đúng sự thật. Vẻ mặt Trang Bích Phàm hờ hững. Vũ Trạch, tiết mục Quách Lệ Na là tiết mục thứ mấy? Cổ Văn Cảnh thấy hai người lại muốn giống như ngày thường khẩu chiến mấy trăm hiệp, lập tức nói sang chuyện khác. Hẳn là tiết mục tiếp theo đây rồi. Ngô Vũ Trạch nói, mời các bạn thưởng thức tiết mục của khoa quản lý công thương mang đến trình diễn thời trang. Ngô Vũ Trạch vừa dứt lời, một người chủ trì liền báo ra tiết mục. Thanh âm người nữ chủ trì vừa vang lên, ánh đèn sân khấu vụt tắt, hiện trường vang lên không ít tiếng huýt sáo. Hiển nhiên, đối với các nam sinh mà nói, trình diễn thời trang là một trong những tiết mục làm bọn hắn hưng phấn nhất. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau, ánh đèn sân khấu sáng lên. Tám nữ sinh mặc váy liền áo bó sát người xuất hiện ở trên khán đài. Hú, hú. Các nàng xuất hiện làm cho các nam sinh tại trường nhất thời thú huyết sôi trào, chu lên không ngừng. Sau đó, âm nhạc mạnh bắt đầu vang lên, người mặc váy liền áo màu trắng bó sát người phối hợp giày cao gót màu trắng Quách Lệ Na, dẫn đầu hướng phía khán đài đi tới, giày cao gót dẫm trên khán đài phát ra tiếng vang thanh thúy mà giàu tiết tấu, đôi chân thon dài ở dưới ánh đèn phá lệ đẹp mắt. Nhìn Quách Lệ Na là người dẫn đầu đi lên sân khấu, nghe tiếng nam sinh tại trường thú huyết sôi trào gầm rú, Ngô Vũ Trạch đã cùng Quách Lệ Na lăn qua lăn lại trên giường lại không có chút đắc ý nào. Ngược lại, hắn nhìn cô gái đã từng nằm trong lồng ngực của hắn, trong lòng không biết nhớ ra cái gì đó, trong con người tự nhiên lộ ra vài phần thương cảm. Nhạy cảm thấy được vẻ mặt biến hóa của Ngô Vũ Trạch, trong lòng Bùi Đông Lai hơi ngẩn ra. So sánh với Quách Lệ Na mà nói. Mấy nữ sinh phía sau vóc người hơi kém một chút, bất quá vẫn đủ làm cho nam sinh tại trường kích động không thôi. Mà người làm nổi bật lên ý tưởng của show trình diễn này lại chính là nhân vật chính Tằng Khả Tâm. Tâm tính đơn thuần, nàng mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, nhìn qua không giống vẻ dụ hoặc của mấy người trước, bất quá lại mang theo vài phần khả ái, mấy phần thanh thuần. Lúc nữ sinh thứ 7 đi lên sân khấu vũ hội, cuối cùng một nữ sinh hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Nàng mặc một bộ váy liền áo màu tối bó sát người, đường cong tiêu chuẩn hình chữ S hiện ra vô cùng sexy, bởi vì nguyên nhân mặc váy liền áo, phương vị dưới cổ hiện ra xương quai xanh vô cùng mỹ cảm ở trong không khí, dưới làn váy là cặp đùi trắng nõn, đôi chân thẳng tắp nhìn qua có lực hấp dẫn dị thường ma quỷ. So sánh với các nàng đi trước dáng người bốc lửa kia mà nói, da nàng bóng loáng, da thịt trắng nõn ở dưới ánh đèn khiến cho các nam sinh cảm thụ một loại ma lực khó có thể kháng cự. Để cho các ánh mắt của nam sinh bị nàng hấp dẫn trước tiên. Hạ Y Na, Hạ Y Na. Mắt thấy Hạ Y Na là nhân vật nổi bật nhất, không khí tại hiện trường nhất thời nóng hẳn lên, 70% nam sinh trở lên đều là kìm lòng không đậu đứng lên, vung cánh tay hô to tên của Hạ Y Na. Đối mặt toàn trường hô to tên mình, Hạ Y Na mỉm cười nhịp bước tự tin, chiếc eo thon khẽ lắc, từng bước hướng phía khán đài đi tới. So sánh với đám người Quách Lệ Na mà nói, Hạ Y Na chẳng những gương mặt, vóc người, khí chất càng thêm xuất sắc, hơn nữa bản lĩnh diễn xuất trên sân khấu tương đối cao, quả thực có thể sánh ngang với người mẫu chuyên nghiệp. Ở nơi này là một dạng tình hình, tất cả nam sinh tại hiện trường cơ hồ đều là điên cuồng, buổi tiệc tối vì vậy lên cái cao trào thứ nhất. Phía sau sân khấu, thân là người chủ trì Hà Hoa từ phía sau nhìn nghiêng Hạ Y Na lộ ra sống lưng trắng nõn, cái mông nhếch lên cùng đôi chân thẳng tắp dưới làn váy. Trong mắt nổi lên ý tưởng chinh phục. Dục vọng càng ngày càng đậm, cảm giác kia giống như hận không thể lập tức lên đài đẩy ngã Hạ Y Na vậy.
Ha, ha, Đông Lai, chú xem một chút gương mặt của hạ mỹ nữ kia, vóc người kia, đôi chân kia, còn có da thịt bóng loáng tựa như mỡ đông, chú nhẫn tâm nhìn nàng bị những tên dã thú khác làm thịt sao. Nhìn Hạ Y Na vô cùng xinh đẹp trên sân khấu, Ngô Vũ Trạch không nhịn được cảm thán. Bên tai vang lên lời nói của Ngô Vũ Trạch, nhìn Hạ Y Na vô cùng xinh đẹp quyến rũ trên sân khấu, may là bên cạnh Bùi Đông Lai có không ít mỹ nữ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Hạ Y Na có một mị lực đặc biệt thuộc về chính bản thân nàng. Cứ đi tới phía trước, Hạ Y Na đi tới trước võ đài, nhịp bước bỗng dừng lại, bày ra một tư thế mê người nhất, sau đó ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về hướng ngành quản lý công thương bên này. Bùi Đông Lai, bây giờ tỷ mới bắt đầu biểu diễn. Từ Quách Lệ Na mà biết được Bùi Đông Lai cũng tới xem buổi biểu diễn này, Hạ Y Na thầm nghĩ ở trong lòng một câu, sau đó xoay người điệu nghệ, trở về phía sau sân khấu. Cùng lúc đó, lúc trước người thứ nhất đi lên sân khấu Quách Lệ Na đã đổi lại một bộ trang phục nữ tiếp viên hàng không, một lần nữa xuất hiện trên sân khấu. Mẹ nó a, chế phục biểu diễn. Các em gái khoa quản lý thật tuyệt vời. Mắt thấy Quách Lệ Na một thân nữ tiếp viên hàng không xuất hiện, các nam sinh hiện trường trực tiếp kích động lên không nói, một bộ phận nữ sinh cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà trên khán đài, Cổ Bồi Nguyên cả đời nghiên cứu học thuật tựa hồ cũng không phải là một người có tư tưởng cổ hủ, hắn cũng không có bởi vì tiết mục này hơi có vẻ nhạy cảm mà cảm thấy bất mãn, mà trên mặt nở một nụ cười. Vũ Trạch, chú thành thật trả lời cho ca, có phải chú với Quách Lệ Na đã ABC, XYZ rồi không? Trên khán đài, Trang Bích Phàm thấy vậy trong lòng nổi sóng, không nhịn được hướng Ngô Vũ Trạch hỏi han. Ngô Vũ Trạch không biết là đang nhớ lại cái gì, khuôn mặt hơi đau thương, nghe được tiếng hô to tại trường dần dần lấy lại tinh thần, lúc này nghe được lời nói của Trang Bích Phàm, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Chỉ là nữ tiếp viên hàng không thôi sao? Trắng, đen, trang phục nữ tiếp viên hàng không, đồng phục y tá, trang phục người hầu, ca cũng đều cho nàng thử qua rồi. Vô sỉ! Trang Bích Phàm không một chút keo kiệt khinh bỉ hắn. Trang Bích Phàm, khả tâm nhà chú mang mấy bộ trang dụ người thì sao? Ngô Vũ Trạch không thèm để ý chút nào, mà là còn cười trêu ghẹo. Lần này, Trang Bích Phàm cũng không có phản kích lại, mà là đem ánh mắt nhìn lên Tằng Khả Tâm trên sân khấu. Đúng như theo lời của Ngô Vũ Trạch, Tằng Khả Tâm mặc một bộ nữ bộc phối hợp với tất lưới màu trắng, vẻ khả ái đồng thời mang theo hơi thở dụ hoặc. Không biết hạ mỹ nữ của chúng ta sẽ mặc cái gì? Mắt thấy biểu diễn của Tằng Khả Tâm kết thúc, Ngô Vũ Trạch sắc mặt mong đợi nói. Một lát sau, đã có đáp án. Người xem toàn trường đều biểu lộ ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Hạ Y Na đầu đội mũ cảnh sát màu đen, người mặc chế phục cảnh sát màu đen, chân đi giày cao gót màu đen, giơ lên một chiếc gậy cảnh sát cũng màu đen, tựa như một nữ vương cao cao tại thượng. Khí phách huy vũ lại một lần nữa làm cho buổi biểu diễn lên một cao trào mới. Bạch Phú Mỹ V587. Hạ Y Na lại một lần nữa làm buổi biểu diễn lên một cao trào, hoàn toàn làm cho các nam sinh hiện trường điên cuồng, một đám bọn họ giống như là uống thuốc kích thích, không ngừng hét lên điên cuồng, mà trên khán đài một ít lãnh đạo nhà trường cùng nhà tài trợ đám thương nhân cũng trợn mắt há mồm. Theo bọn hắn xem ra, Hạ Y Na cũng thực quá điên cuồng. Không có điên cuồng nhất, chỉ có điên cuồng hơn. Lúc mà các nam sinh hét chói tai, nữ sinh lại biểu lộ ra vẻ ghen tị, Hạ Y Na nhịp bước tự tin đi tới phía sân khấu thì dừng lại, nghiêng người mà đứng, hai chân tách ra, tùy ý đem cái gậy cảnh sát khoác lên đầu vai, mắt nhìn về phía chỗ ngồi của khoa quản lý. Có phải Hạ Y Na cố ý biểu diễn cho tên Bùi Đông Lai kia xem không? Phía sau sân khấu, Hà Hoa một thân lễ phục dạ hội màu trắng thấy Hạ Y Na hai lần đem ánh mắt nhìn về hướng chỗ ngồi của khoa quản lý, không nhịn được thầm hỏi chính mình. Sau đó, hắn quyết đoán xua tan suy đoán này của mình, mà cho rằng Hạ Y Na sở dĩ hướng chỗ ngồi của khoa quản lý nhìn nhiều lần, đơn giản vì nàng là sinh viên của khoa quản lý mà thôi. Như chứng minh suy đoán trong lòng của Hà Hoa là đúng, ánh đèn chiếu sáng chỗ ngồi của khoa quản lý, tất cả nam nữ sinh cơ hồ đều là đứng lên vì Hạ Y Na mà hoan hô. Bùi Đông Lai không có. Hắn chẳng qua là ngồi ở vị trí hàng thứ nhất, mỉm cười vỗ tay cho Hạ Y Na. Bùi Đông Lai, bổn tiểu thư nhất định chấm ngươi. Ánh đèn sáng lên, Hạ Y Na ở trong đám người nhìn thấy Bùi Đông Lai, nhất thời trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó tiêu sái xoay người, để lại cho mọi người bao gồm Bùi Đông Lai ở bên trong một bóng lưng dụ người.
Có câu nói, hoa cần phải có lá để phối, tối nay tất cả nữ sinh cũng là lá xanh của Hạ Y Na, mà bao gồm Bùi Đông Lai kia ở bên trong, tất cả nam sinh đều muốn trở thành lá xanh của ta. Nhìn Hạ Y Na xinh đẹp danh tiếng xoay người trở về, Hà Hoa nghĩ đến kế hoạch tối nay của mình, không khỏi nở một nụ cười tự tin. Tiên hoa quả thật cần lá xanh xứng đôi. Giống như trước, diễn viên chính vĩnh viễn chỉ có một. Đêm xuống lạnh lẽo, gió đêm khẽ thổi, ánh đèn chiếu sáng sân bóng, tiệc tối vẫn đang đón tiếp tân sinh viên mới đến, bọn học sinh rối rít trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục nói chuyện tiếp, bất quá cũng là thảo luận chuyện thời trang. Đám nam sinh một bên quan sát, một bên phê bình, kết quả nhất trí cho rằng Hạ Y Na mặc đồng phục cảnh sát chính là điểm sáng bốc lửa lớn nhất. Nữ cảnh sát mặc đồng phục thật là hết chỗ nói, hạ mỹ nữ quả thật là tuyệt vời. Trong khi những nam sinh khác đang bàn luận chuyện thời trang, Ngô Vũ Trạch cũng không có dấu vẻ cảm thán của mình, cảm thán xong hắn lại cười xấu xa nói. Đông Lai chú có phát hiện ra không, hạ mỹ nữ đang nhìn chú đó. Ca biết rồi, ta cũng nhìn thấy rồi. Thanh âm của Ngô Vũ Trạch nhỏ dần, không riêng gì Trang Bích Phàm ngay cả Cổ Văn Cảnh cũng khó khăn mở miệng phụ họa. Nhưng mà, lúc vừa rồi hắn thấy Hạ Y Na tập trung nhìn hắn, hơn nữa lộ ra một bộ dáng không chịu thua hắn bỗng nhiên có ảo giác Hạ Y Na phảng phất là ở trước mặt hắn mà cố gắng thể hiện. Mặc dù loại ý nghĩ này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy có chút khó tin, thậm chí có thể nói đúng ra là tự sướng, nhưng mà nó thật sự tồn tại. Trong lòng Bùi Đông Lai nảy sinh ý nghĩ này nên cảm thấy khó hiểu, lại ngạc nhiên nghe thấy Ngô Vũ Trạch, Trang Bích Phàm cùng Cổ Văn Cảnh ba người mở miệng cười khổ nói. Ca cũng thấy. Lên đi Đông Lai, nhớ là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không thể để những tên khác tán được hạ mỹ nữ. Tán thành. Đồng ý. Ngô Vũ Trạch, Trang Bích Phàm cùng Cổ Văn Cảnh ba người lại một lần nữa thống nhất ý kiến. Đậu má, các chúc có im hết đi không? Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, sau đó suy nghĩ một chút nói. Chờ khi mấy người Quách Lệ Na diễn xong tiết mục, ca liền rời khỏi chỗ này không ngồi cùng các chú nữa. Sau khi nói xong, Bùi Đông Lai đứng dậy muốn đi, hắn còn băn khoăn tối nay mình nên huấn luyện ở đâu. Đậu, Đông Lai chú có phải là đàn ông không? Ngô Vũ Trạch thấy Bùi Đông Lai muốn đi, nhất thời nóng nảy. Tiết mục còn chưa có kết thúc, huống chi Quách Lệ Na nói hạ mỹ nữ còn một tiết mục nữa, chú đi con mẹ chú chứ, đợi sau khi hạ mỹ nữ diễn xong thì đem hoa lên tặng hạ mỹ nữ, đó mới chính là vương đạo. Đông Lai tận dụng thời cơ. Lần sau không có nữa đâu. Trang Bích Phàm đi theo cổ động. Đông Lai, lúc nữa không chỉ có riêng hạ mỹ nữ, còn có một nhân vật thần bí sẽ tỏa sáng sân khấu. Cổ Văn Cảnh vẻ mặt thần bí nói. Hơn nữa nhân vật thần bí kia là vì chú mà tới cho nên chú đi rất lãng phí nha. Văn Cảnh, nhân vật thần bí gì thế? Ngô Vũ Trạch vừa nghe thấy nhất thời tò mò, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Nói trước ra như thế thì còn gì hay nữa? Cổ Văn Cảnh cười thần bí nói. Đông Lai chú cứ an tâm ngồi xuống xem đi. Bùi Đông Lai thấy Ngô Vũ Trạch nói vậy vốn có ý rời đi, thấy Cổ Văn Cảnh thần bí bí, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên cho nên tiếp tục ngồi xuống xem. Theo thời gian trôi qua, bữa tiệc tiếp đón tân sinh viên đến hồi gần kết thúc, có một số ít học sinh bắt đầu theo lối ra bước ra ngoài, nhưng kỳ lạ là những người lãnh đạo cùng các thương nhân tài trợ vẫn chưa rời đi. Điều này làm cho Bùi Đông Lai càng thêm tin lời của Cổ Văn Cảnh nói. Bởi vì hắn hiểu được những buổi biểu diễn văn nghệ tương tự kiểu này, những người lãnh đạo sẽ đi ngang qua sân khấu để làm nổi bật hình ảnh của mình, sẽ không kiên trì cho đến khi kết thúc. Sau khi phát hiện điểm này, có lẽ là từ bản năng, trong đầu Bùi Đông Lai không khỏi hiện lên bóng dáng Mộ Khuynh Nhan, sau đó cười khổ lắc đầu, hắn biết Mộ Khuynh Nhan có thân phận như thế nào, sao có thể tham gia bữa tiệc tối này. Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các vị lão sư, các vị đồng học, mọi người nghĩ các tiết mục lúc trước, tiết mục nào là hay nhất? Trong khi Bùi Đông Lai đang thấy ý nghĩ của mình quá mức hoang đường, Hà Hoa mặc một thân lễ phục dạ hội mày trắng lên trên sân khấu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía mỉm cười hỏi. Biểu diễn thời trang. Trong phút chốc nam sinh toàm trường trăm miệng một lời hô lên bốn chữ. Ha ha! Thanh âm vừa phát ra. Toàn trường vang lên một loạt tiếng cười. Vậy mọi người cảm thấy trong tiết mục ấy nữ sinh nào biểu diễn để lại cho các người ấn tượng sâu sắc nhất? Hà Hoa cố ý hỏi. Nữ sinh mặc đồng phục cảnh sát. Bạch Phú Mỹ. Bạch Phú Mỹ.
Trong lúc nhất thời không khí của toàn trường bị hai ba câu của Hà Hoa khấy động, không trầm muộn như lúc trước. Vậy mọi người có muốn Hạ Y Na đồng học biểu diễn một lần nữa? Muốn. Nam sinh toàn trường chăm miệng một lời, mà nữ sinh thì vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị. Nguyện vọng của mọi người rất nhanh sẽ được thực hiện, mời Hạ Y Na đồng học lên biểu diễn tiết mục múa đơn niên niên hữu dư. Hà Hoa thấy không khí của hiện trường bị khuấy động, liền nói ra tiết mục tiếp theo. Bành bạch, âm thanh Hà Hoa rơi xuống toàn trường lôi động tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó, ánh đèn sân khấu lần nữa vụt tắt, mấy tên phục vụ của hội học sinh nhanh nhẹn đem một chiếc đàn piano lên đặt ở phía bên trái sân khấu. Sau đó ánh đèn màu lam nhạt thoáng hiện, chiếu sáng sân khấu, khán giả chăm chú nhìn hành động trên sân khấu, người chủ trì Hà Hoa mỉm cười đi đến trước đàn dương cầm, phảng phất giống một thân sĩ bình thường một tay chắp sau lưng, hướng về phía người xem bái một cái. Hà Hoa anh thật đẹp trai. Hà Hoa, em yêu anh. Thấy một màn như vậy một số nữ sinh dở hơi, 61, thầm mến Hà Hoa rối rít hô lên. Ha, ha, thanh âm các nàng vừa vang lên, toàn trường lại vang lên một trận cười lớn, mà Hà Hoa lại đắc ý ngồi trước đàn dương cầm, cùng lúc đó ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người hắn. Dưới ánh đèn, Hà Hoa vươn ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng nhấn lên phím dương cầm. Một ngón, hai ngón, ba ngón, theo ngón tay của Hà Hoa nhảy trên phím đàn, tiếng đàn du dương vang lên, một đạo thân ảnh điểm mũi chân từ bên phải sân khấu chậm rãi đi lên, hiện ra trong tầm mắt mọi người. Trong ánh sáng xám xịt của ngọn đèn, thân ảnh nàng nổi bật làm cho người ta một loại cảm giác mông lung tuyệt đẹp. Nàng phảng phất như là hồ điệp đi theo tiếng nhạc mà nhảy múa. Sau đó, lại một ánh đèn sáng ngời xuất hiện chiếu vào đạo thân ảnh trên sân khấu. Hú, hú, ánh đèn sáng lên, tất cả người xem đều nhìn thấy rõ ràng, trên sân khấu Hạ Y Na mặc một bộ váy dài màu vàng, đi chân trần, dưới ánh đèn đang vũ động thân thủ. Đường cong trước sau lồi lõm lung linh làm cho Hạ Y Na phảng phất như một mỹ nhân ngư màu vàng, trong nước lượn qua lượn lại tràn đầy mỹ cảm. Cơ hồ tầm mắt mọi người kể cả Bùi Đông Lai cũng bị Hạ Y Na hấp dẫn, không ai mở miệng, tất cả mọi người lẳng lặng thưởng thức một màn tuyệt đẹp này. Đột nhiên, vũ điệu tăng nhanh, âm điệu tăng nhanh hơn. Vũ điệu của Hạ Y Na bỗng nhiên tăng nhanh, tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng trong lòng, tầm mắt cũng theo nhịp bước của Hạ Y Na mà di động. Thậm chí, ngay cả phía sau sân khấu những học sinh tham gia chuẩn bị cho buổi biểu diễn cũng nhìn không Hạ Y Na trên sân khấu không chớp mắt. Vóc người Hạ Y Na quả thật là tuyệt đẹp. Đúng vậy, hơn nữa mặc áo quần như vậy có thể nói là hoàn mỹ. Nàng không chỉ có vóc người đẹp, vũ đạo cũng tuyệt vời, vừa nhìn cũng biết là đã từng tập luyện qua. Nhìn những bước vũ đạo tuyệt đẹp của Hạ Y Na, những nữ sinh khác hâm mộ nói. Mà những nam nhân thì không có lên tiếng. Chẳng qua là hai mắt sáng lên nhìn Hạ Y Na. Ủy Ngô lão sư sao ngài lại tới đây? Đột nhiên ở một chỗ khá xa sân khấu một học sinh phụ trách bữa tiệc thấy Ngô lão sư mang theo mấy người đi về phía sau sân khấu, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Bá! Khi học sinh kia vừa thốt lên xong, nhưng học sinh tham gia diễn xuất theo bản năng nhìn hướng về phía sau nhìn lại. Sau một khắc, bọn họ một đám giống như là thấy được người ngoài hành tinh. Rối rít trợn tròn cặp mắt miệng mở tới mức có thể nhét vào một cây dừa. Nhờ vào ánh đèn yếu ớt, có thể nhìn thấy rõ ràng một người mặc áo trắng ngắn với váy ngắn máu đen dưới sự bảo vệ của bốn gã đại hán áo đen đang chậm rãi hướng về phía bọn hắn đi tới. Nữ nhân có một khuôn mắt trái xoan hoàn mỹ. Xem mặt mũi thì đối với mỗi một học sinh ở đây đều không xa lạ gì. Thậm chí mấy ngày trước, rất nhiều người trong bọn họ đều bởi vì không cách nào tới hiện trường để thấy được nữ nhân này mà buồn bực ăn không ngon ngủ không yên. Mộ Khuynh Nhan. Nhìn nhìn, một gã nam sinh trợn mắt há hốc mồm mà hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Đúng hình như là. Một gã nam sinh khó khăn nói, không dám gật đầu xác nhận. Đang lúc này Ngô lão sư bước đến gần ra dấu im lặng nói. Các bạn học sinh mọi người không nên lên tiếng. Đứng trước mặt mọi người là Mộ tiểu thư. Nàng là khách quý của bữa tiệc tối nay của chúng ta, lát nữa sẽ lên sân khấu biểu diễn. Thật sự là Mộ Khuynh Nhan. Hơn nữa còn lên sân khấu biểu diễn. Điều này, mợ nó làm sao có thể. Nghe được những lời của Ngô lão sư nói, nhưng học sinh tham gia diễn xuất cả kinh toàn bộ trợn mắt há mồm. Ngô lão sư lại một lần nữa ra dấu im lặng.
trên sân khấu còn tiết mục vẫn đang biểu diễn các ngươi không được lên tiếng. Ngô lão sư, nữ thần làm sao lại tới trường chúng ta tham gia diễn xuất? Ngô lão sư ta có thể đi xin chữ ký của nữ thần không? Ngô lão sư ta có thể cùng nữ thần chụp ảnh chung không? Những nam nhân đem Mộ Khuynh Nhan trở thành nữ thần kích động loạn cả lên thỉnh cầu nói. Đợi lát nữa mọi người có thể xin chữ ký, nhưng mà phải ở nơi này cho đến khi trước khi tiết mục kết thúc một phút đồng hồ. Ngô lão sư tựa hồ có thể phát hiện ra tâm tình kích động của những nam sinh này, suy nghĩ một chút nói. Mặt khác người chủ trì phải nghĩ kỹ từ ngữ nói ra, nếu không sẽ đưa tới hậu quả không tưởng tượng được. Yên tâm đi Ngô lão sư, nữ thần bước ra khỏi sân khấu tất cả người xem đều sẽ phát điên. Người chủ trì mặc áo sơ mi trắng quần đùi tây nói. Đi đi, Ngô lão sư cười phất phất tay. Trong phút chốc những thanh niên tham gia diễn xuất giống như là hổ đói vồ mồi xông về phía Mộ Khuynh Nhan, may là thân ảnh của họ bị tấm rèm của sân khấu chặn lại nếu không thì cũng khiến cho mọi người bên dưới oanh động. Đối mặt với yêu cầu ký tên Mộ Khuynh Nhan cũng không có cự tuyệt, không có một chút tự đại của một đại minh tinh tài tử, mà theo thứ tự ký tên cho mọi người. Đối mặt với yêu cầu ký tên Mộ Khuynh Nhan cũng không có cự tuyệt, không có một chút tự đại của một đại minh tinh tài tử, mà theo thứ tự ký tên cho mọi người. Cùng lúc đó, trên võ đài, tiết mục múa đơn của Hạ Y Na vẫn còn đang tiếp tục. Khán giả đang nhìn chăm chú ở bên trong, xương trắng trong võ đài chậm rãi hiện lên, vũ điệu lại lần nữa biến hóa, bây giờ là ca khúc Ấn Độ từng thịnh hành toàn cầu nữ hữu lập gia đình chú rể không phải là ta vang lên. Có một nữ trẻ nhỏ dễ thương. Nàng đã điên cuồng yêu một nam hài tử. Nàng cúi đầu, đỏ mặt, nàng nhàn nhã đi chơi vui vẻ ở bên đường. Chấm. Trong làn khói trắng, âm nhạc vang lên khắp nơi, Hạ Y Na giống như là tiên tử từ trên trời xuống, nhảy theo vũ điệu của Ấn Độ, kỹ thuật nhảy không hoàn hảo giống như lúc trước nhưng lại khiến người ta phải chăm chú nhìn theo. Dần dần theo thời gian trôi qua, vũ điệu càng lúc càng nhanh, Hạ Y Na kỹ thuật nhảy càng ngày càng tuyệt vời, tiếng vỗ tay của khán giả càng nồng nhiệt, không khí hâm mộ của hiện trường càng ngày càng đậm. Tình yêu bắt đầu từ đâu? Ta nên nói cho chàng biết như thế nào hả người yêu của ta? Tình yêu là như thế nào? Chấm chấm. Cuối cùng, thân ảnh Hạ Y Na dừng lại, bày ra một tư thế duyên dáng, phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật của Thượng Đế, đứng trên sân khấu. Hạ Y Na, Hạ Y Na. Tiếp đi, tiếp đi. Nhìn tư thế duyên dáng của Hạ Y Na cơ hồ tất cả người xem đều đứng dậy vỗ tay hoan hô. Đây hết thảy đơn giản là màn biểu diễn hoàn mỹ của Hạ Y Na. Trong tiếng vỗ tay của khán giả, Hà Hoa trước tiên đứng dậy, hái bông hoa đã chuẩn bị từ trước đi lên sân khấu tiến về phía Hạ Y Na. À, thấy một màn như vậy, một số nữ sinh trong trường tựa hồ ý thức được cái gì rối rít hét lên. Tiếng thét chói tai của các nàng vang lên, khán giả rối rít đình chỉ vỗ tay, đem ánh mắt hướng về thân ảnh Hà Hoa mắc lễ phục dạ hội màu trắng tay cầm đóa hoa màu lam. Đông Lai, kêu chú đi tặng hoa ngươi không đi, hiện tại thì hay rồi, để cho tên ra sức gần quan được ban lộc. Trên khán đài, Ngô Vũ Trạch thấy một màn như vậy, không nhịn được mà oán giận Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn Hạ Y Na. Trên sân khấu, Hạ Y Na ý thức được Hà Hoa muốn làm cái gì, bất quá nàng không có ra vẻ kích động, mà là lau mồ hôi. Hạ Y Na, anh thích em, làm bạn gái của anh được không? Sau đó trong cái nhìn chăm chú của khán giả, Hà Hoa bước tới bên cạnh Hạ Y Na, phảng phất như là cầu hôn, quỳ một chân xuống đất, đưa hoa lên, giọng nói truyền thẳng vào tai của mỗi người trong sân. A a, bên tai vang lên lời nói của Hà Hoa, nhìn Hà Hoa quỳ một chân trên đất không cử động gì cả, các nữ sinh lập tức cảm động hét ầm lên. Đồng ý đi, nhận lời hắn đi. Sau đó không biết là vị học sinh nào dẫn đầu, trong lúc nhất thời. Toàn trường không ít học sinh bắt đầu hô to để cho Hạ Y Na đồng ý Hà Hoa, bọn hắn cảm thấy Hạ Y Na cùng Hà Hoa rất xứng đôi. Trên sân khấu người chủ trì mặc áo sơ mi trắng quần đùi tây vốn muốn lên sân khấu thông báo tiết mục của Mộ Khuynh Nhan, thấy một màn như vậy không khỏi dừng bước. Lãng mạn quá! Đúng vậy, Hà Hoa vóc người anh Tuấn đẹp trai hơn nữa năng lực lại tốt, biết quan tâm người khác, nếu là ta nhất định ta sẽ đồng ý. Những nữ nhân tham gia diễn xuất lúc trước đứng cạnh người chủ trì rối rít nhìn một màn trên sân khấu sắc mặt hâm mộ nói. Mà những nam sinh tham gia diễn xuất thì không nói gì.
Trong quá khứ bọn họ bởi vì phải huấn luyện, diễn tập các loại cùng Hà Hoa tiếp xúc không ít. Khi bọn hắn xem biểu diễn, Hạ Y Na giống như Bạch Phú Mỹ như thế nào cũng chiếm vị trí hoa khôi. Đối với lần này, mặc dù có chút ghen tị với Hà Hoa gần quan được ban lộc, nhưng mà trong tiềm thức, bọn họ cũng cảm thấy Hà Hoa cùng Hạ Y Na đúng là xứng đôi. Đồng dạng bọn họ đối với thủ đoạn tán gái của Hà Hoa bội phục không dứt. Mộ Khuynh Nhan sắp lên đài, cũng bị màn biểu diễn của Hà Hoa cùng Hạ Y Na làm cho hấp dẫn. Đồng thời trong đầu nàng không khỏi hiện ra hình ảnh bóng lưng cao ngạo của Bùi Đông Lai, theo bản năng hướng ánh mắt xuống bên dưới đảo qua một lượt. Nếu như chờ ta biểu diễn kết thúc, hắn mang hoa lên biểu lộ, ta sẽ tiếp nhận sao? Vừa nhìn Mộ Khuynh Nhan ở trong lòng thầm hỏi. Đồng ý. Trong phút chốc trong lòng của Mộ Khuynh Nhan hiện ra đáp án, đồng thời mắng mình dở hơi. Vài giây đồng hồ sau, tiếng hoan hô, reo hò ngừng lại, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Y Na, đang đợi đáp án của Hạ Y Na. Dưới màn đêm, người xem toàn trường chăm chú nhìn, Hạ Y Na cũng không có tiến lên tiếp nhận bông hoa mà mang theo vài phần xin lỗi nói. Cậu là người tốt, cậu là người tốt, cậu là người tốt. Trong phút chốc lời nói của Hạ Y Na thông qua loa truyền khắp mỗi góc nhỏ của sân bóng. Ách, nụ cười trên mặt Hà Hoa động lại, vẻ mặt ngạc nhiên há hốc mồm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Y Na dùng người tốt, loại phương thức tàn khốc này cự tuyệt hắn. Ngược lại hắn cho rằng cho dù Hạ Y Na không chấp nhận biểu lộ cũng bị cảm động cầm lấy đóa hoa. Không đợi Hà Hoa lấy lại tinh thần, Hạ Y Na lại cử động. Hành động này thiếu chút nữa làm cho Hà Hoa ngã xuống dưới sân khấu. Nàng hướng tới vị trí Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua. Nhìn sâu một cái. Ha, ha. Cùng lúc đó ở hiện trường những nam sinh âm thầm thích Hạ Y Na rối rít nở nụ cười. Chẳng lẽ Hạ Y Na cùng với tên gọi là Bùi Đông Lai kia thật sự có cảm tình? Bên tai vang lên tiếng cười tràn đầy ý tứ châm chọc, Hà Hoa sắc mặt trắng bệch đang cầm đóa hoa bên tay phải không khỏi buông ra, nhìn thấy trong đôi mắt của Hạ Y Na hiện ra vẻ thâm tình. Hoa rơi, lá rơi. Có câu nói, tiên hoa cần lá xanh xứng, tối nay tất cả nữ sẽ là lá xanh của Hạ Y Na, mà tất cả nam sinh bao gồm Bùi Đông Lai trong đó sẽ làm lá xanh của ta. Ai là tiên hoa, ai là lá xanh? Vừa xem liền hiểu ngay. Dưới màn đêm, Hà Hoa cảm thấy dường như bản thân bị ăn một cái tát vang đội vào má, sắc mặt trắng bệch, hắn không có nhặt đóa hoa lên mà kinh ngạc nhìn Hạ Y Na, phảng phất như đang hỏi Hạ Y Na, rốt cuộc là tại sao? Chưa trả lời, Hạ Y Na hướng về người xem toàn trường cúi đầu một cái sau đó lui xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của toàn trường. Nhìn bóng lưng Hạ Y Na, trong con người của Hà Hoa tìm không được một chút xíu mong muốn chinh phục, có chăng chỉ là khuất nhục cùng tức giận. Sau đó hắn phảng phất cũng biết nếu tiếp tục ở trên sân khấu là một việc cực kỳ mất mặt cho nên vội vàng đứng lên, kẹp đuôi lui xuống. Hà Hoa vừa lui xuống, mọi người tại hiện trường tựa hồ cảm thấy bữa tiệc sắp kết thúc rối rít đứng dậy chuẩn bị ra về. Các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các vị lão sư, đồng học, xin đừng vội ra về. Đang lúc mọi người chuẩn bị ra về một gã khác mặc áo sơ mi trắng, quần tây bước nhanh lên sân khấu, cố gắng không chế tâm tình kích động nói. Tiếp theo có một siêu sao mà mọi người không thể nghĩ tới sẽ lên sân khấu, mọi người đừng nên bỏ qua. Ta chuẩn bị ra về, người này đầu óc có vấn đề gì không? Không sai, này con mợ nó ngay cả siêu sao thần bí đều ra biểu diễn hết rồi, hắn cho đây là buổi biểu diễn trao giải Oscar sao? Nghe được lời người chủ trì nói những người xem rối rít cho rằng tên này có vấn đề, cũng có một bộ phận người xem bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó nam chủ trì đi vào lối ra, ánh đèn sân khấu vụt tắt, sân khấu chìm trong bóng tối. Trong bóng tối Mộ Khuynh Nhan chậm rãi đi ra. Khi Mộ Khuynh Nhan đi ra sân khấu, ánh đèn sân khấu dần dần hiện lên, ánh đèn hết sức yếu ớt, không cách nào làm cho khán giả thấy rõ Mộ Khuynh Nhan. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh. Rốt cuộc là ai vậy, thần bí quá. Nhìn thân ảnh mơ hồ của Mộ Khuynh Nhan, nhưng người còn ngồi lại rối rít ở trong lòng thầm đoán là ai, mà những người chuẩn bị ra về đang đứng ở cửa lối ra, nhịn không được dừng bước lại nhìn lên sân khấu. Một giây, hai giây, ba giây, trong khi khán giả chờ đợi, Mộ Khuynh Nhan đã đi tới giữa sân khấu. Bùm! Cùng lúc đó, kèm theo một tiếng giòn vang, một dòng tia lửa hoa mỹ như thác nước từ trên đỉnh sân khấu rơi thẳng xuống,
Cùng lúc đó, vô số đạo tia sáng tập trong vào sân khấu, thân ảnh Mộ Khuynh Nhan mặc áo trắng, váy đen nhất thời hiện ra trong tầm mắt của tất cả mọi người. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh giống như chết lặng. Trên sân khấu là Mộ Khuynh Nhan sao? Vô luận là nam sinh hay là nữ sinh, đều trợn tròn cặp mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Mộ Khuynh Nhan, trong lòng thầm hỏi chính bản thân mình. Lý trí nói cho bọn hắn biết, thân là siêu sao của châu Á, Mộ Khuynh Nhan không thể nào xuất hiện ở nơi này, nhưng mà sự thật trước mắt cho bọn hắn biết, đang đứng trên sân khấu kia chính là Mộ Khuynh Nhan. Điều này khiến cho bọn họ hoài nghi có phải chính mình đang bị ảo giác hay không. Phía sau sân khấu, Hạ Y Na đang chuẩn bị thay quần áo, ngạc nhiên trông thấy siêu sao châu Á Mộ Khuynh Nhan đang ở trên sân khấu, nàng sững sờ ngay tại chỗ. Mộ Khuynh Nhan nàng sao lại xuất hiện ở nơi này? Khuynh Nhan, không đợi Hạ Y Na nghĩ ra vì sao lại như vậy, hiện trường an tĩnh đột nhiên giống như nước sôi trong nháy mắt nổ tung. Cơ hồ tất cả thầy trò đều không chịu ngồi yên tại chỗ, giống như là phát điên tại chỗ rồi hô tên của Mộ Khuynh Nhan đến khản cả giọng, cũng có những người giống to thất thanh. Trong nhất thời những tiếng hô ầm ĩ che mất cả hiện trường, dường như muốn phá vỡ không gian yên lặng bình thường. Nữ thần đột nhiên lại xuất hiện ở bữa tiệc của trường học chúng ta, điều này con mợ nó thật không thể tin được. Mặc dù Ngô Vũ Trạch không quá ngạc nhiên, nhưng mà cũng giống như những nam sinh khác. Bị vẻ mỹ lệ của Mộ Khuynh Nhan chinh phục, thấy Mộ Khuynh Nhan xuất hiện, hắn điên cuồng mà la lên, cho tới bây giờ hắn vẫn không thể tin được hết thảy đều là sự thật. Văn cảnh, chú vừa mới nói Mộ Khuynh Nhan là vì Đông Lai mà đến đây biểu diễn sao? Đang lúc Ngô Vũ Trạch cảm thấy tất cả đều không thể tin được, Trang Bích Phàm liền nhớ lại lời nói lúc trước của Cổ Văn Cảnh, hắn không có làm bộ làm tịch như mọi khi mà trợn tròn mắt hỏi. Cổ Văn Cảnh cười mà không nói, nhìn Bùi Đông Lai. Cố gắng làm cho Bùi Đông Lai nghe mình giải thích. Không cần nhìn như vậy, ca căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bùi Đông Lai cười khổ nói, lúc trước nghe Cổ Văn Cảnh nói có khách quý thần bí lúc sau sẽ lên sân khấu biểu diễn, trong đầu hắn từng hiện ra thân ảnh của Mộ Khuynh Nhan, hắn có cảm giác hốt hoảng. Ngay cả Mộ Khuynh Nhan sớm đã thích ứng với việc diễn xuất trên sân khấu, chỉ là đối mặt với tiếng hô toàn trường nàng vẫn lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, hơn nữa trong lòng có chút khẩn trương. Hưng phấp, khẩn trương rất nhiều, vẻ mặt Mộ Khuynh Nhan rạng rỡ mỉm cười hướng khán giả vẫy tay. Xin chào mọi người. Nghe được thanh âm của Mộ Khuynh Nhan, những người hâm mộ Mộ Khuynh Nhan giống như được uống thuốc kích thích điên cuồng mà gào thét lên, có mấy người sức lực có hạn, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. Tiếng reo hò kéo dài vài giây đồng hồ, điệu nhạc du dương vang lên, khán giả không hẹn mà cùng ngừng reo hò. Một với một bằng hai, hai thêm hai bằng bốn. 4 với 1 là 5, 5 với 5 bằng 10. Sau khi tiếng reo hò dừng lại, Mộ Khuynh Nhan khẽ nhắm đôi mắt lại, mang theo vẻ thâm tình vô hạn bắt đầu buổi biểu diễn ca khúc tối nay, bài hát này nằm trong album mới nhất của nàng Tập Đếm. Thân ảnh nổi bật, vẻ mặt thâm tình, giọng hát ngọt ngào, vũ điệu hoa lệ, Mộ Khuynh Nhan phảng phất như được sinh ra để biểu diễn, tiếng hát của nàng mang theo ma lực không cách nào kháng cự, làm cho cả Bùi Đông Lai cũng bị chìm đắm ở bên trong. Trong đó phần lớn đều là kích động ngừng hô hấp lại sợ bỏ sót bất kỳ âm thanh nào. Có một người là ngoại lệ. Hà Hoa. Mặc dù hắn không nghĩ tới Mộ Khuynh Nhan sẽ xuất hiện ở bữa tiệc tối nay, nhưng bởi vì lúc trước bị Hạ Y Na dùng phương thức tàn khốc để cự tuyệt hắn, căn bản hắn không còn lòng dạ nào nghe Mộ Khuynh Nhan biểu diễn, hắn chỉ muốn biết tại sao Hạ Y Na lại tàn nhẫn cự tuyệt hắn như vậy. Bởi vì muốn biết điểm này, mắt thấy Hạ Y Na cũng giống như tất cả các học sinh ở toàn trường, đắm chìm trong tiếng hát của Mộ Khuynh Nhan, hắn bước đến bên cạnh Hạ Y Na nhẹ giọng nói. Y Na. Không có phản ứng, Hạ Y Na phảng phất căn bản không nghe thấy tiếng gọi của Hà Hoa. Hà Hoa thấy thế khuôn mặt biến sắc một bước bước tới trực tiếp đứng trước người Hạ Y Na, chặn tầm mắt đang nhìn vào Mộ Khuynh Nhan lại. Bởi vì duyên cớ xuất thân, Hạ Y Na không phải là một fan cuồng. Chỉ là nàng thường xuyên nghe các ca khúc của Mộ Khuynh Nhan, hôm nay thấy Mộ Khuynh Nhan đích thân đến biểu diễn nàng cùng rất nhiều người hâm mộ của Mộ Khuynh Nhan giống nhau, hết sức kích động. Nhưng đột nhiên Hà Hoa ngăn trở tầm mắt nàng, làm cho nàng không thấy đọ thân ảnh của Mộ Khuynh Nhan nhất thời khiến cho nàng nóng nảy. Hà Hoa, cậu làm cái gì vậy? Y Na, anh muốn biết tại sao em lại cự tuyệt anh? Mặc dù nhận thấy Hạ Y Na đang tức giận nhưng Hà Hoa cũng không có tránh ra. Đối với hắn mà nói,
nếu như không cách nào biết được nguyên nhân mình bị cự tuyệt, hắn sợ rằng thậm chí đi ngủ đều không thể ngủ được. Ta không thích ngươi. Hạ Y Na mặc dù không thích Hà Hoa, nhưng cũng cảm thấy Hà Hoa không tệ, lúc này thấy Hà Hoa làm như vậy, ấn tượng với Hà Hoa trong nháy mắt tụt xuống đáy vực, nàng không còn băn khoăn tâm tình của Hà Hoa mà mang theo vài phần tức giận nói. Ngươi tránh ra, không được làm ảnh hưởng ta xem biểu diễn. Ta không thích ngươi. Lời nói vô tình của Hạ Y Na như là một cái chùy nặng trực tiếp đập nát bấy nội tâm kiêu ngạo của Hà Hoa, đồng thời cũng làm cho một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn tan thành cho bụi. Trong phút chốc, tâm tình của hắn trở nên cực kỳ kích động, chẳng những không có tránh ra mà còn chất vấn tiếp. Chẳng lẽ em thật có cảm tình với tên ngốc Bùi Đông Lai kia sao? Tên ngốc? Nghe được Hà Hoa gọi Bùi Đông Lai như vậy, sắc mặt Hạ Y Na trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Hà Hoa, ngươi lầm rồi, không phải là ta có cảm tình với hắn mà là ta muốn được làm bạn gái của hắn, ngươi hiểu chưa? Bá! Bên tai vang lên lời nói của Hạ Y Na, sắc mặt của Hà Hoa đại biến, hắn trợn tròn cặp mắt không thể tin nổi nhìn Hạ Y Na. Sau đó khuôn mặt hắn trực tiếp biến thành màu gan heo, há miệng thật to, muốn nói cái gì nhưng lại không nói được nên lời. Một cỗ khuất nhục chưa từng có dâng lên trong trái tim hắn rồi lan tràn ra bốn phía thân thể hắn. Tránh ra, đừng có cản trở ta xem biểu diễn. Sắc mặt Hạ Y Na lạnh dần, từ nhỏ đến lớn nàng đều không thích người ta xen vào việc của mình, Tôn Vệ Đông chính là ví dụ, hôm nay lại là Hà Hoa, điều này làm cho thái độ của nàng đối với Hà Hoa biến hóa cực lớn. Chưa trả lời cũng không có tránh ra, Hà Hoa thẹn quá hóa giận thuận thế giơ tay lên chuẩn bị cho Hạ Y Na một cái tát. Hà Hoa, ngươi muốn chết. Đối mặt với hành động của Hà Hoa, Hạ Y Na đầu tiên là cả kinh, sau đó không có cảm thấy sợ mà tức giận dị thường. Lời nói của Hạ Y Na giống như là dội một chậu nước lạnh vào người Hà Hoa, dập tắt hết lửa giận của hắn, khiến cho tay của hắn dừng lại ở trên không. Cùng lúc đó hắn thấy rõ ràng một gã nam tử lạnh lùng giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Hạ Y Na. Hạ Y Na, cái tên ngốc kia trừ học giỏi ra có chỗ nào sánh được với ta? Có lẽ đối với bối cảnh của Hạ Y Na có chút kiêng kỵ, và sợ gã nam tử lạnh lùng kia xuất thủ, Hà Hoa cuối cùng không có tát ra cái tát kia, mà là nghiến răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên hắn không cam lòng mình sẽ thua Bùi Đông Lai. Hắn cảm thấy, mặc dù thân thế không nói, nhưng riêng về năng lực Bùi Đông Lai có vỗ ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Cút! Hạ Y Na không nói nhảm trực tiếp phun ra một câu lạnh như băng, ý tứ trong lời nói không thể nghi ngờ. Hạ Y Na, cô! Hà Hoa giận đến run cả người, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị nhục mạ như thế. Hà Hoa, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ, ngươi không biến đi đừng có trách ta không khách khí. Hạ Y Na vẻ mặt băng lãnh, nghĩ đến lúc trước Hà Hoa thiếu chút nữa động thủ đánh nàng, nàng hận không thể làm thịt hắn được. Hạ Y Na, cô không yêu ta, ta sẽ khiến cô phải hối hận. Hà Hoa nghiến răng nghiến lợi nói một câu rồi rời đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đây mới là con người thật của Hà Hoa. Khuynh Nhan, Khuynh Nhan. Lại một lần nữa, lại một lần nữa đi. Ánh đèn màu ngọc sáng rực trên sân khấu, Mộ Khuynh Nhan kết thúc biểu diễn, hiện trường lại một lần nữa sôi trào, khán giả vung cánh tay hô to, tiếng reo hò vang dội cả sân bóng. Xin mọi người im lặng một chút. Mộ Khuynh Nhan lau mồ hôi trên trán, chậm rãi mở miệng. Thấy Mộ Khuynh Nhan chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình, khán giả liền dừng reo hò. Hiện trường lại trở nên yên tĩnh lại, tất cả đều tập trung ánh mắt về phía Mộ Khuynh Nhan. Trước kia, Đại học Đông Hải có một học sinh bởi vì chuyện tôi bị bắt cóc mà mất mạng, ta cảm giác vô cùng đau lòng cùng tự trách, tôi không cách nào có thể làm cho cậu ấy sống lại, tôi chỉ có thể sử dụng tiếng ca để cầu chúc cho cậu ấu trên thiên đường được hạnh phúc. Trong ánh mắt của người xem toàn trường, Mộ Khuynh Nhan mở miệng, vẻ mặt của nàng vô cùng thành khẩn, giọng nói tràn đầy ý tứ tự trách. Khuynh Nhan, không ai trách cô cả. Lời nói của Mộ Khuynh Nhan vừa xong, ở dưới một nữ sinh cảm động đến lệ rơi đầy mặt hô lớn. Đây không phải là lỗi của cô không nên tự trách. Nữ sinh kia vừa thốt lên, những người khác cũng rối rít phụ họa theo. Cảm ơn mọi người. Bên tai vang lên lời an ủi của khán giả, Mộ Khuynh Nhan vành mắt nóng lên, nàng nhẹ nhàng lau sạch một chút nước mắt trên khóe mắt, sau đó lại dùng một loại ngữ khí phức tạp nói. Trừ việc đó ra, tôi tới nơi này cũng bởi vì để cảm tạ một người. Cảm tạ người nào? Là ai vậy?
Nghe được lời nói của Mộ Khuynh Nhan, phần lớn mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng, thì người kia đã làm cho tôi có cảm giác đi từ địa ngục lên thiên đường. Vừa nói, trong đầu Mộ Khuynh Nhan vừa hiện lên hình ảnh Bùi Đông Lai giống như chiến thần xuất hiện giải cứu cho nàng, giọng nói bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Tôi không biết giờ này người ấy có ở đây hay không, nhưng tôi muốn một lần nữa cảm ơn cậu ấy, cảm ơn cậu Bùi Đông Lai. Bên tai Bùi Đông Lai vang lên tiếng nói của Mộ Khuynh Nhan, khán giả bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ từng nghe nói Bùi Đông Lai ép buộc bọn bắt cóc phải thả Mộ Khuynh Nhan. Con mẹ nó, tên Bùi Đông Lai này cũng thật tốt số, lại có thể khiến cho Mộ Khuynh Nhan tự mình chạy đến trường chúng ta nói cảm ơn. Không sai, nếu biết trước như vậy, hôm đó ta cũng biết được Mộ Khuynh Nhan là vì Bùi Đông Lai mà tới, toàn trường nóng hẳn lên. Trong đó phần lớn là nam sinh thầm đem Mộ Khuynh Nhan trở thành thần tượng, trong lòng mình lộ ra vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị. Cùng so sánh với những học sinh kia mà nói thì Hà Hoa giống như chó nhà có tang đang cúp đuôi chạy đi ở phía sau sân khấu thì giống như bị sét đánh đứng chết lặng tại chỗ. Mộ Khuynh tới đây biểu diễn Nhan là vì Bùi Đông Lai. Điều này con mẹ nó, sao có thể? Hồi tưởng lại lời nói lúc trước của Mộ Khuynh nha, bên tai vang lên tiếng nghị luận của học sinh. Hà Hoa mặt không còn hút nào tức giận, có chẳng qua là khiếp sợ. Khiếp sợ tận sâu trong xương tủy. Nếu như không phải mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đàm luận của mọi người thì hắn nghi ngờ có phải là vừa này mình đã nghe nhầm không? Mặc dù Hà Hoa có 1000 lý do không tin hết thảy đều là sự thật, nhưng từ mọi việc xảy ra hắn không thể không thừa nhận, đêm này Bùi Đông Lai ở đây không phải là lá xanh cũng không phải là bó hoa tươi mà là diễn viên duy nhất. Đối mặt hiện thực tàn khốc, Hà Hoa chỉ cảm thấy lòng kiêu ngạo của hắn lúc trước bị Hạ Y Na trà đạp, giờ lại bị Bùi Đông Lai một cước đập tan. Mà hành động lúc trước của hắn, toàn bộ biến thành trò cười cho mọi người. Hạ Y Na không có tâm tình đi quan tâm suy nghĩ của Hà Hoa bây giờ, nàng cũng giống như tất cả mọi học sinh, vẫn hướng đến sân khấu chỗ Mộ Khuynh Nhan đang đứng. Đầu tiên là Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng, sau lại có Trần Anh, hôm nay lại mọc ra một Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai. Ta thật muốn biết bên cạnh cậu rốt cục có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp. Hạ Y Na mang theo vài phần mất mát lẩm bẩm tự nói, sau đó không nhịn được đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của Bùi Đông Lai. Trên khán đài, học sinh khoa quản lý công thương, bao gồm cả Ngô Vũ Trách rối rít nhìn vào Bùi Đông Lai phảng phất như muốn hỏi. Bùi Đông Lai trong lúc Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc đã cùng chú trải qua chuyện gì? Tại sao Mộ Khuynh Nhan lại nói chú cùng với nàng đi từ địa ngục trở lại đi thiên đường? Mộ Khuynh Nhan, cô hại ta rồi. Bùi Đông Lai trong lòng thầm kêu khổ, hắn không có thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Ngô Vũ Trạch mà thừa dịp hỗn loạn trực tiếp chuồn mất. Cùng lúc Bùi Đông Lai lùi đi, Mộ Khuynh Nhan dưới sự bảo vệ của 4 gã đại hán cũng nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Khuynh Nhan, Khuynh Nhan. Mắt thấy Mộ Khuynh Nhan ra về, hiện trường lâm vào cảnh điên cuồng cực độ, người hâm mộ của Mộ Khuynh Nhan vừa khóc vừa hô xông lên sân khấu, cố gắng đem Mộ Khuynh Nhan giữ lại. Chẳng lẽ nàng không biết xuất hiện ở đây sẽ khiến trường học hỗn loạn hay sao? Nhìn vào trong tràng diện hỗn loạn này, Bùi Đông Lai cười khổ không dứt. Tít, tít. Sau đó khi hắn chuẩn bị ra về thì điện thoại trong túi áo bỗng nhiên kêu lên. Bùi Đông Lai trong lòng vừa động, lấy điện thoại ra, thấy được tin nhắn của Mộ Khuynh Nhan. Khuynh Nhan đây, ngày mai tôi phải về Hồng Kông rồi, tôi muốn trước khi rời đi mời anh ăn một bữa có được không? Ngạc nhiên khi thấy được tin nhắn của Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai không khỏi ngẩn ra, khi ở Thịnh Thế Vương triều Mộ Khuynh Nhan có được số điện thoại của hắn, lại không nghĩ tới nhanh như vậy đã chủ động liên lạc với hắn. Hơi kinh ngạc, đồng thời Bùi Đông Lai cũng hiểu được Mộ Khuynh Nhan là một cô bé thiện lương, nếu không cũng sẽ không vì cảm tạ hắn mà chạy tới biểu diễn trong buổi lễ của Đại học Đông Hải. Trong tình hình này nếu hắn cự tuyệt khó tránh khỏi tổn thương Mộ Khuynh Nhan. Suy nghĩ một chút, Bùi Đông Lai nhắn tin trả lời. Không thành vấn đề, mấu chốt là cô phải rời khỏi được Đại học Đông Hải đã. Phía sau sân khấu, Mộ Khuynh Nhan chui vào chiếc Audi 4L sớm chờ ở đó, Tương Cương ngồi trong chiếc Mercedes-Benz 600 đi trước. Yên tâm, tôi đã suy nghĩ cả rồi, tôi ở cửa sau trường học chờ anh. Mắt thấy chiếc Audi 4L theo kế hoạch đi tới cửa sau trường học, Mộ Khuynh Nhan đắc ý cười cười, nhắn tin cho Bùi Đông Lai. Nhận được tin nhắn. Bùi Đông Lai mặc dù không biết Mộ Khuynh Nhan làm thế nào thoát khỏi sân khấu đầy học sinh điên cuồng, nhưng không có hỏi Mộ Khuynh Nhan mà trực tiếp đi tới cổng sau trường học. 20. Sau.
Bùi Đông Lai đi tới cổng sau trường học, liền thấy một chiếc Audi 4L dừng ở gần đó. Ở đây, ngồi trong xe, Mộ Khuynh Nhan nhìn thấy Bùi Đông Lai, thò đầu ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tươi cười hưng phấn vẫy tay gọi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế bước nhanh tới. Bùi tiên sinh, mắt thấy Bùi Đông Lai đi tới, một gã đại hán áo đen từ trên xe đi xuống, cung kính chào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai mỉm cười đáp lại, bộ dáng rất chân thành. Tốt lắm, anh về nói với cha ta để ông không phải lo lắng, chờ chúng ta ăn khuya xong ta sẽ trở về. Mộ Khuynh Nhan nói với đại hán lái xe. Đã rõ, tiểu thư. Đại hán áo đen gật đầu tựa hồ không có một chút lo lắng cho an nguy của Mộ Khuynh Nhan trực tiếp rời đi. Ách, thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai vẻ mặt ngạc nhiên, sự việc Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc mới kết thúc không lâu, Tương Cương lại có thể yên tâm giao Mộ Khuynh Nhan cho hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không cần lo lắng, chúng ta lên xe đi. Mộ Khuynh Nhan thấy Bùi Đông Lai vẫn đứng bất động ở đó, cười nói. Vì muốn mời anh ăn cơm, tôi bây giờ vẫn chưa ăn gì, bụng tôi đang biểu tình đây nè. Lời nói của Mộ Khuynh Nhan làm cho Bùi Đông Lai từ trong kinh ngạc lấy lại được tinh thần, hắn cười khổ lắc lắc cái đầu tiến vào chỗ của lái xe. Tiểu Vũ nói kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, có thể biểu diễn cho tôi xem một chút được không? Thấy Bùi Đông Lai khởi động xe hơi, Mộ Khuynh Nhan chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, vẻ mặt mong đợi nói. Ta sợ bị cảnh sát giao thông bắt. Bùi Đông Lai cười 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 sau đó hỏi. Đúng rồi, cha cô tại sao lại yên tâm để cô đi với ta? Vì anh là người tốt chứ sao? Mộ Khuynh Nhan cười hì hì nói. Người tốt? Cả đầu Bùi Đông Lai đầy hắc tuyến. Vốn là cha của tôi không yên tâm để tôi đi ăn cơm với anh, bất quá tôi nhắc đến việc anh đã cứu ta, cha tôi nghe xong gọi điện cho Liễu tỷ, sau đó liền đồng ý. Mộ Khuynh Nhan nghịch ngợm cởi bỏ đôi giày cao gót, cong đôi chân ngọc lên cười cười nói. Trong mắt của tôi, anh so với hộ vệ của cha tôi còn lợi hại hơn. Vậy à? Nghe Mộ Khuynh Nhan nói như thế, Bùi Đông Lai cũng bình thường trở lại, tạm thời không đề cập đến chuyện tình hắn cứu Mộ Khuynh Nhan, thực lực của hắn có thể nói là Liễu Nguyệt hiểu rõ nhất, chỉ cần không gặp được cái loại biến thái như Trần Anh, Quý Hồng, bảo vệ Mộ Khuynh Nhan hoàn toàn có thể, chẳng qua nếu có cao thủ như Quý Hồng đến đối phó Mộ Khuynh Nhan thì hộ vệ bên cạnh Tương Cương cũng chỉ như đồ trang trí. Đi đến miếu lão thành hoàng. Mộ Khuynh Nhan tựa hồ rất thích bộ dáng trầm tư của Bùi Đông Lai, thấy hắn lấy lại tinh thần thì nàng nở nụ cười nói. Được. Bùi Đông Lai gật đầu cười, hắn mặc dù rất ít khi đi dạo khu vực thành thị Đông Hải, chỉ là lúc trước hắn có nghiên cứu qua bản đồ thành phố Đông Hải, đối với các ngõ ngách của Đông Hải đều ghi nhớ rõ ràng. Miếu lão thành hoàng là khu du lịch phồn hoa nhất Đông Hải, là khu đạo giáo trọng yếu của Đông Hải, xây dựng vào đời vua Minh Vĩnh là cách đây gần 600 năm lịch sử. Cùng lúc Bùi Đông Lai lái xe đi tới miếu lão thành hoàng, một chiếc xe khác cũng tới miếu thành hoàng. Phương Thiếu, người của ta hồi báo, Mộ Khuynh Nhan tối nay đi Đại học Đông Hải. Sau khi xe hơi dừng hẳn, một gã tài xế vẻ mặt lạnh lùng cung kính hướng tới chỗ Phương Thế Vinh đáp. Lúc xế chiều khi biết được Mộ Khuynh Nhan còn chưa rời Đông Hải, Phương Thế Vinh chủ động muốn mời Mộ Khuynh Nhan ăn tối, kết quả bị Mộ Khuynh Nhan âm thầm khó chịu. Điều này làm cho Phương Thế Vinh trong lòng khó chịu, đồng thời còn dùng hệ thống tình báo của Phương gia ở Đông Hải điều tra hành động của Mộ Khuynh Nhan. Hôm nay nghe được tài xế kiêm hộ vệ nói Mộ Khuynh Nhan đi Đại học Đông Hải, Phương Thế Vinh không khỏi nhíu mày. Nàng đi Đại học Đông Hải làm cái gì? Căn cứ vào thông tin của chúng ta, Mộ Khuynh Nhan đi Đại học Đông Hải tham gia bữa tiệc đón người mới gia nhập mỗi năm một lần của Đại học Đông Hải, lên sân khấu biểu diễn một ca khúc. Nam tử lạnh lùng hồi báo tới đây lại do dự một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa cái gì? Phương Thế Vinh sắc mặt trở lên cực kỳ âm trầm, Mộ Khuynh Nhan cự tuyệt hắn để đi tham gia bữa tiệc đón người mới chó má, quả thực không để mặt mũi hắn vào đâu. Hơn nữa căn cứ vào tin tức điều tra đọc, sở dĩ Mộ Khuynh Nhan đi Đại học Đông Hải tham gia bữa tiệc này chủ yếu có hai nguyên nhân. Nam tử lạnh lùng trầm giọng nói. Thứ nhất là bởi vì lúc nàng bị bắt cóc đã dẫn đến cái chết của một gã học sinh Đại học Đông Hải, nàng lòng thấy hối hận, cố gắng dùng ca khúc để chúc phúc cho gã học sinh kia. Còn nguyên nhân thứ hai, đôi mắt Phương Thế Vinh hiện lên vẻ tức giận. Ngày đó Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc, có một học sinh tham gia ép buộc bọn bắt cóc thả Mộ Khuynh Nhan. Mộ Khuynh Nhan sau khi biểu diễn nói rõ nguyên nhân nàng đến Đại học Đông Hải là muốn cảm tạ học sinh kia.
mẹ kiếp chó mèo ở nơi nào dám làm hỏng đại sự của lão tử. Biết được Mộ Khuynh Nhan vì muốn cảm tạ một sinh viên mà cự tuyệt lời mời ăn tối của mình, Phương Thế Vinh tức giận trong lòng hoàn toàn bộc phát, giọng nói lạnh như băng khiến người ta sởn tóc gáy. Nói với người của ta, lập tức đánh gãy chân chó của tên tiểu tạp chủng đó. Dạ, Phương Thiếu. Nam tử lạnh lùng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng quyết định đem tên tiểu tử không biết sống chết kia ném xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn. Hắn xem ra chỉ có như vậy mới có thể làm cho Phương Thế Vinh nguôi giận đồng thời lấy lòng Phương Thế Vinh. Thấy nam tử lạnh lùng đáp ứng, Phương Thế Vinh không có nói nhảm mà hừ lạnh một tiếng xuống xe, nam tử lạnh lùng không dám chậm trễ, theo sát phía sau. 15 phút sau, khi Phương Thế Vinh đến chỗ chủ một tiệm tạp hóa nổi tiếng, Bùi Đông Lai cũng lái chiếc Audi 4L đến Miếu Thành Hoàng. Phương Thiếu của Hàng Châu, thiếu niên của Bùi gia, không hẹn mà gặp, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Đến Đông Hải không đi Miếu Hoàng Thành coi như chưa tới Đông Hải. Đây là câu nói dân gian lưu truyền, tạm thời không đề cập đến những lời này khoa trương hay là không. Ít nhất cũng chứng minh được sự phồn hoa của Miếu Hoàng Thành ở Đông Hải. Miếu Hoàng Thành có lịch sử lâu đời, hàng năm cũng sẽ hấp dẫn khá nhiều khách du lịch tới ngắm cảnh, đồ ăn vặt cũng ăn theo Miếu Hoàng Thành mà nổi tiếng cả nước, tọa lạc trong khu đô thị phồn hoa của Miếu Hoàng Thành, càng giống như một lão già trăm tuổi, lẳng lặng ngắm nhìn hưng suy bách biến của Đông Hải. Lúc Bùi Đông Lai dừng chiếc Audi 4L lại thì Mộ Khuynh Nhan cũng một lần nữa đeo chiếc kính đen lên. Hơn nữa còn đội trên đầu một chiếc mũ quả thực rất có hiệu quả ngụy trang. Đi thôi. Sau khi ngụy trang xong, Mộ Khuynh Nhan cười với Bùi Đông Lai đang mở chừng hai mắt, sau đó đẩy cửa xe ra, dẫn đầu đi xuống. Miếu Thành Hoàng ban đêm đèn đuốc sáng trưng, nhìn rõ khắp nơi đều là bóng người. Chúng ta đến bên kia à? Nhìn đám người đông nghìn nghịt, Bùi Đông Lai không nhìn được hướng tới Mộ Khuynh Nhan hỏi. Hắc mặc dù có thể nhớ được bản đồ Đông Hải nhưng không biết được nhà hàng nào ăn ngon ở Miếu Đông Hải. Anh không biết chỗ nào có tiệm ăn ngon ở đây à? Nghe được câu hỏi của Bùi Đông Lai, Mộ Khuynh Nhan có chút nghi ngờ, nàng thấy Bùi Đông Lai biết đường đi tới Miếu Thành Hoàng, hẳn là đã tới nơi này, vậy mà không biết tiệm nào ăn ngon nhất sao? Không biết. Bùi Đông Lai gật đầu cười khổ. Đây là lần đầu tiên đến đây. Lần đầu tiên tới đây. Đôi mắt giấu sau cặp kính đen của Mộ Khuynh Nhan mở lớn kinh ngạc. Vậy làm sao anh biết đường tới đây? À thì lúc không có việc gì làm, nên tôi nghiên cứu qua bản đồ Đông Hải. Bùi Đông Lai thành thật nói. Nghiên cứu bản đồ. Mộ Khuynh Nhan không khỏi bị Bùi Đông Lai chọc cười, sau đó trêu ghẹo nói. Vậy anh đã nghiên cứu qua bản đồ Hương Cảng rồi sao? Ừ. Bùi Đông Lai cười cười. Không riêng gì Hương Cảng. Yên Kinh cũng đã nghiên cứu qua. Ách, nghe lời nói của Bùi Đông Lai, Mộ Khuynh Nhan cả kinh há to miệng phảng phất như muốn hỏi, không có chuyện gì anh nghiên cứu bản đồ làm gì. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, hắn nghiên cứu ba bản đồ này là bởi vì hắn biết ba thành thị này ở Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào, đối với hắn trong tương lai có tác dụng rất lớn. Mặc dù nhìn ra trên mặt Mộ Khuynh Nhan hiện rõ nghi ngờ cùng tò mò nhưng Bùi Đông Lai cũng không có giải thích mà cười cười nói. Nhìn dáng vẻ của cô chắc đối với nơi này rất thân thuộc, cô dẫn đường đi. Tốt. Mộ Khuynh Nhan thấy Bùi Đông Lai nói sang chuyện khác thì cũng không có tiếp tục hỏi thêm nữa mà cười nói. Quán ăn ngon nhất nơi này là Mỹ Thực Lâu, tôi dẫn anh đến nếm thử. Nói xong, Mộ Khuynh Nhan không đợi Bùi Đông Lai trả lời, liền chủ động kéo tay Bùi Đông Lai, cảm giác giống như sợ Bùi Đông Lai lắc mất. Bị bàn tay yếu đuối không xương của Bùi Đông Lai nắm lấy. Bùi Đông Lai cảm thấy từ tay mình truyền đến một trận mềm mại, trong lòng cũng hơi có chút ngạc nhiên, hắn không có nghĩ tới Mộ Khuynh Nhan chủ động nắm tay hắn. Ngạc nhiên đồng thời Bùi Đông Lai cũng không có ý cự tuyệt Mộ Khuynh Nhan, mà là tùy ý để cho Mộ Khuynh Nhan kéo tay hắn đi tới trước Hòa Phong Lầu. Hòa Phong Lầu nằm ở trung tâm của Miếu Hoàng Thành, phía nam là quảng trường, phía tây là huy đường, phía bắc là cầu Cửu Khúc, đúng là quán ăn lớn nhất trong thương thành của Miếu Thành Hoàng, cung ứng, tiếp đãi khách nhân nhiều nhất. Hương vị các món ăn cũng đặc sắc nhất. Mặc dù Mộ Khuynh Nhan đầu đội mũ cùng đeo kính khiến cho người ta không thể nào nhận ra nàng nhưng vóc người đẹp mê người của nàng, dọc đường đi hấp dẫn tất cả những ánh mắt của nam nhân dọc đường, trong những ánh mắt kia có hâm mộ, cũng có những ánh mắt đầy dục vọng không cách nào che giấu. Mộ Khuynh Nhan hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người như vậy cũng làm cho Bùi Đông Lai trở thành tiêu điểm của mọi người,
trong đó các nữ nhân nhìn về trang phục rẻ tiền mà Bùi Đông Lai mặc thì tràn đầy vẻ nghi ngờ. Bùi Đông Lai làm sao có thể có được nữ nhân xinh đẹp như vậy, các nam nhân thì hâm mộ cùng ghen tị, trực tiếp trước mặt Bùi Đông Lai nói. Một bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Đối mặt với những ánh mắt nhìn chăm chú của nam nữ trên đường, Mộ Khuynh Nhan không thèm để ý chút nào, nàng giống như là đi dạo ở hoa viên bình thường, không ngừng xem xét những thứ lạ mắt hai bên đường, rất vui vẻ giống như là trẻ con vậy. Mộ Khuynh Nhan không để ý đến người đi đường, Bùi Đông Lai lại càng không thèm để ý tới, dù sao hắn và Tần Đông Tuyết lúc ăn vặt ở Trầm Thành đã sớm thích ứng với hoàn cảnh này. Chỉ chốc lát, Mộ Khuynh Nhan nắm tay Bùi Đông Lai đi tới Hòa Phong Lầu, phảng phất giống như con chim nhỏ khoan khoái vui vẻ. Chính là chỗ này, đông người không? Tiến vào bên trong Hòa Phong Lầu, Mộ Khuynh Nhan vẻ mặt đắc ý nói. Bùi Đông Lai gật gật đầu cười, đồng thời nhìn quanh thấy phòng ăn sạch sẽ, yêu nhã, ở trên cây cột giữa đại sảnh có hình ảnh các món ngon các nước, khách nhân trừ hưởng thụ thức ăn ngon còn có thể thưởng thức âm nhạc Trung Hoa cổ điển. Tới chỗ nào ngồi ăn đi, anh không đói à? Rất nhanh Mộ Khuynh Nhan mang theo Bùi Đông Lai đi tới trước của một nhà hàng, hỏi ý kiến Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai lắc đầu nói. Cô mời khách, cô làm chủ. Vậy anh để Khuynh Nhan tôi làm chủ nha. Cho tới nay nam nhân muốn mời Mộ Khuynh Nhan nhiều vô số kể, lúc này nghe lời nói của Bùi Đông Lai, nàng cảm thấy một cảm giác chưa từng được trải qua, nàng chỉ vào một bàn trống nói. Anh ngồi đó đi, tôi đi gọi món ăn. Bùi Đông Lai cũng không khách khí. Tùy ý để Mộ Khuynh Nhan ăn gì thì tự chọn, chính mình ngồi xuống bàn trước. Ông chủ, cánh gà nướng, bánh tráng kẹp, cóc ổi xoài, mỗi thứ một phần. Mộ Khuynh Nhan cờ hồ mỗi lần tới Đông Hải đều đến Miếu Hoàng Thành ăn, đối với đồ ăn ở Miếu Hoàng Thành có thể nói là hết sức quen thuộc, vừa gọi chính là những món nổi tiếng nhất của Miếu Hoàng Thành. Mỹ nữ, khách quen a, chờ chút lập tức có ngay. Lão bản cười nhếch miệng, sau đó thuần thục mang ra bốn cái đĩa thức ăn. Mộ Khuynh Nhan thấy thế theo bản năng kéo chiếc túi ra, mở ví ra lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng phát hiện ví của mình trừ một đống chi phiếu ở ngoài thì không còn một đồng tiền mặt nào cả. Ông chủ, bao nhiêu tiền? Đang lúc Mộ Khuynh Nhan lúng túng vạn phần, Bùi Đông Lai xuất hiện bên cạnh vẻ mặt mỉm cười hỏi ông chủ. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, Mộ Khuynh Nhan xấu hổ vạn phần, khuôn mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt ửng đỏ. Nàng hé miệng cố gắng giải thích cái gì, nhưng lại cảm thấy chuyện này thật sự quá mất mặt, không biết nên mở miệng như thế nào. Sau khi Bùi Đông Lai thanh toán xong, thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Mộ Khuynh Nhan, hắn cười cười nói. Cô mời khách, tôi trả tiền như vậy mới đúng. May mà anh mang theo tiền, nếu không tôi mất mặt chết mất. Mộ Khuynh Nhan lúng túng le lưỡi, bộ dáng rất là khả ái. Không sao, lão bản không tính tiền mỹ nữ đâu. Bùi Đông Lai cười trêu ghẹo nói. Đáng ghét. Mộ Khuynh Nhan cáu giận nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt như là ăn mật ong, tựa hồ đây là lời khen ngợi đầu tiên nàng được nghe vậy. Có câu nói, con gái thích đồ ăn vặt không thua gì con trai yêu thích mỹ nữ. Có lẽ đói bụng rồi, hay là do thiên tính cho phép, Mộ Khuynh Nhan sau khi ngồi xuống không có giống như thục nữ bình thường mà giống như là quỷ chết đói đầu thai, rất nhanh sẽ ăn hết thức ăn trên bàn. Anh, làm sao anh không ăn? Mộ Khuynh Nhan phát hiện Bùi Đông Lai không ăn, nhịn không được hỏi. Bùi Đông Lai cười nói. Nhìn cô ăn tôi cũng no rồi. Anh! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Mộ Khuynh Nhan phảng phất cảm thấy mình ăn không đủ yêu nhã, gương mặt lại một lần nữa mắc cỡ đỏ ửng lên, sau đó nháy nháy mắt mang theo vài phần tò mò hỏi. Trước kia không có phát hiện ra anh ba hoa như vậy à? Cùng mỹ nữ một mình ở chung một chỗ rất là cao hứng. Ít nói nhảm đi. Mộ Khuynh Nhan liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai, mặc dù Bùi Đông Lai hôm nay tràn đầy tính khôi hài, hiếm có nàng có thể nhận thấy được Bùi Đông Lai nhìn về phía nàng không có giống như những nam nhân khác tràn đầy dục vọng, có chăng chỉ là thưởng thức đơn giản. Tình hình nơi này nàng tuyệt đối không tin Bùi Đông Lai vì lấy lòng mà cố ý nói những lời đó. Cơ hồ một mình ăn hết đồ ăn, Mộ Khuynh Nhan lại kéo Bùi Đông Lai đi vào những cửa hàng khác. Mộ Khuynh Nhan cơ hồ đem hết đồ ăn vặt ở Miếu Hoàng Thành nếm hết một lần. Trước một cửa hàng bán bánh bao, sau khi ăn hê đồ ăn xong, Mộ Khuynh Nhan vẫn húp hết món súp gạch cua ngon lành, vẻ mặt Bùi Đông Lai cổ quái nhìn bụng Mộ Khuynh Nhan. Nhìn gì vậy? Mộ Khuynh Nhan nhận thấy được cử động dị thường của Bùi Đông Lai, mở miệng dính đầy dầu mở hỏi.
Tôi thấy kỳ lạ là dạ dày cô khỏe vậy sao, có thể ăn hết nhiều đồ ăn vậy sao? Bùi Đông Lai cười khổ nói. Hừ hừ, anh xem thường tôi phải không? Mộ Khuynh Nhan vỉnh vỉnh cái miệng lên nói. Ăn xong súp gạch cua tôi còn muốn ăn những món khác nữa. Bùi Đông Lai im lặng không nói được gì. Cùng lúc đó, ở một chỗ không xa, Phương Thế Vinh cùng nam tử lạnh lùng sau khi ăn xong đang chuẩn bị đi tới cái sân rộng trước của đại điện. Đối với Phương Thế Vinh mà nói, hắn tối nay tới miếu Hoàng Thành không phải là vì ăn vặt mà bởi vì phụ thân hắn yêu cầu hắn đến cúng bái vị hào ông thứ ba, năm 1842 chiến tranh thế giới thứ hai đang ở giai đoạn gay cấn, để đốc Giang Nam bị pháo bắn chết đã được phong làm thần hoàng thờ tại đây. Vốn Phương Thế Vinh là một người vô thần điển hình, chỉ là từ khi hắn lần đầu tiên đến đây đã cùng phụ thân hắn đi cúng bái vị hào ông này, vì vậy mỗi lần hắn đến Đông Hải, phụ thân hắn sẽ yêu cầu hắn đến đây cúng bái. Căn cứ theo lời phụ thân hắn nói, năm đó phụ thân hắn đến Đông Hải nhiều năm nhưng vẫn không làm nên sự nghiệp, tình cờ sau một lần đến cúng bái vị hào ông này liền bắt đầu có tiếng tăm trên giang hồ. Theo lời nói của phụ thân hắn, vị hào ông thứ ba này là phúc tinh của Phương gia. Đi lại ăn hết thức ăn ngon của Hòa Phong lầu, Phương Thế Vinh theo thói quen đi loanh quanh, dùng một loại ánh mắt của thượng đế nhìn xuống mọi người xung quanh như nhìn một đám kiến hu âm, thỉnh thoảng phát hiện một vài mỹ nữ, hắn sẽ lộ ra một tia cười dâm tà, ánh mắt nhìn chăm chú vào những bộ phận dụ người nhất trên người của mỹ nữ. Cuồng, háo sắc. Đây là con người thật của Phương Thế Vinh, hoàn khố của Hoàn Châu. Ách, đang đi tới, Phương Thế Vinh bỗng nhiên dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Khuynh Nhan phía trước. Lộ ra một bộ mặt kinh ngạc. Phương thiếu, nữ nhân kia nhìn khá giống Mộ tiểu thư. Nam tử lạnh lùng nhận thấy được vẻ dị thường của Phương Thế Vinh, ánh mắt nhìn đến chỗ Mộ Khuynh Nhan ngầm hiểu nói. Thân là tài xế kiêm hộ vệ của Phương Thế Vinh, hắn biết rõ Phương Thế Vinh không những háo sắc, hơn nữa còn rất si mê Mộ Khuynh Nhan, Phương Thế Vinh rất thích những nữ nhân càng giống Mộ Khuynh Nhan hắn càng thích. Quả thật rất giống. Phương Thế Vinh cười dâm tà một tiếng. Đi thẳng tới chỗ Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan. Bởi vì mải cúi đầu ăn cái gì, Mộ Khuynh Nhan cũng không có biết chính mình bị Phương Thế Vinh theo dõi, cũng là lòng cảnh giác cực mạnh của Bùi Đông Lai phát hiện ta Phương Thế Vinh cười dâm đãng không có ý tốt trước tiên, cũng nhìn ra Phương Thế Vinh đang hướng tới chỗ mình và Khuynh Nhan đi tới. Vị mỹ nữ này, cô lớn lên nhìn rất giống một vị bằng hữu của ta. Trong khi Bùi Đông Lai đang nhìn chăm chú, Phương Thế Vinh đã đi tới trước bàn của Bùi Đông Lai cùng Mộ Khuynh Nhan, hoàn toàn không có thấy Bùi Đông Lai mà là si mê ngắm nhìn hai cái đùi đẹp của Mộ Khuynh Nhan, hân không được lập tức vén quần lên để thưởng thức phong cảnh bên dưới. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Phương Thế Vinh, Mộ Khuynh Nhan ngẩng đầu lên, khi thấy người mở miệng là Phương Thế Vinh nàng không khỏi sững sờ tại chỗ. Mỹ nữ, cô không cần phải sợ, ta không có ác ý với cô, chỉ là muốn cùng cô kết bạn mà thôi. Phương Thế Vinh cho rằng Mộ Khuynh Nhan bị dọa sợ liền lộ ra một nụ cười mà hắn tự cảm thấy là rất mê người, sau đó chủ động ngồi bên cạnh Mộ Khuynh Nhan, quay đầu nhìn Bùi Đông Lai giống như từ trên cao nhìn xuống. Hai tử, mỹ nữ như vậy mày không xứng, nên thức thời, chớ làm mất hứng vị mỹ nữ này. Xứng hay không xứng, nuôi được hay không, không đến phiên mày quan tâm. Bùi Đông Lai khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản không có gì khác lạ, chỉ là ánh mắt hơi híp lại. Không phải ai cũng có thể ở trước mặt mỹ nữ để làm anh hùng, hài tử ngươi không có tư cách. Thấy Bùi Đông Lai không thức thời, nụ cười của Phương Thế Vinh từ từ trở lên lạnh, ý uy hiếp không cần phải nói cũng biết. Cho mày 3 giây đồng hồ, cút được bao xa thì cút ngay. Dưới ánh đèn Bùi Đông Lai cười cười, ánh mắt híp lại thành một khe hở nhỏ. Mày nói gì? Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Đông Lai. Phương Thế Vinh chẳng qua là cảm thấy lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Hắn không thể tin được, cũng không thể nào tin được tên thanh niên mặc quần áo rẻ tiền trước mắt mình lại nói chuyện cuồng vọng như vậy. Lời của tao chưa bao giờ nói lại lần thứ hai. Bùi Đông Lai vừa nói vừa nhìn Mộ Khuynh Nhan một cái, ý bảo Mộ Khuynh Nha không phải sợ. Mộ Khuynh Nhan sau khi nhìn Phương Thế Vinh một cái vẫn còn cảm thấy khiếp sợ, lúc này thấy ánh mắt Bùi Đông Lai quét như là ở trong mộng mới tỉnh. Hé miệng đang muốn nói gì lại thấy nam tử lạnh lùng bên cạnh Phương Thế Vinh tiến tới chỗ Bùi Đông Lai, xòe bàn tay to lớn chuẩn bị chụp xuống. Bùi Đông Lai không né tránh, chẳng qua là lúc nam tử lạnh lùng sắp bắt được cổ áo của hắn, tay phải hắn đột nhiên xuất ra. Vù! Tay phải Bùi Đông Lai hóa thành mị ảnh,
chỉ nghe thấy tiếng gió đã nắm ở cổ tay của nam tử lạnh lùng. Nam tử lạnh lùng cả kinh, cố gắng rút tay ra, kết quả phát hiện cổ tay mình giống như bị một chiếc kìm kẹp chặt không thể động đậy được. Chó phải biết khi nào nên sủa. Nam tử lạnh lùng giãy giụa cổ tay đồng thời Bùi Đông Lai chậm rãi đứng lên. Chủ nhân của mày còn chưa có lên tiếng thì mày gấp cái gì? Quỳ xuống cho tao. Rắc. Sau khi Bùi Đông Lai quát lạnh một tiếng, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, cổ tay nam tử lạnh lùng trong nháy mắt bị gãy lìa, thân thể cũng bị cong lên. Bịch. Một tiếng trầm muộn vang lên, nam tử lạnh lùng quỳ rạp xuống đất như một con chó trung cẩu. Xôn xao. Mắt thấy Bùi Đông Lai bẻ gãy cổ tay của tên nam tử kia, lại làm cho nam tử quỳ rạp xuống đất, nhưng vị thực khách xem náo nhiệt xung quanh xôn xao một trận. Mà Phương Thế Vinh ngồi bên cạnh Mộ Khuynh Nhan cũng trợn tròn cặp mắt. Được xưng là một trong tứ đại thiếu gia của Hàng Châu, trong mấy năm qua cũng vô số lần đụng phải chuyện rắc rối, bất quá mỗi một lần hắn không phải dựa vào gia cảnh để dọa đối phương thì cũng dựa vào nam tử này đánh cho đối phương tàn phế, sau đó là nhờ phụ thân hắn đi giải quyết. Có thể nói, bởi vì có nam tử bảo vệ cùng phụ thân phương trấn của hắn che chở cho nên hắn còn không có chạm vào cây đinh. Một lần cũng không có. Mà hiện tại thì nam tử này lại giống như một con chó tung cẩu quỳ rạp trước Bùi Đông Lai, làm hắn bị dọa cho sợ ngây người. Một nỗi khiếp sợ tràn đầy nội tâm hắn làm cho hắn trong nhất thời không thể mở miệng. Mày muốn chết? Trong lúc Phương Thế Vinh cả kinh trợn mắt há hốc mồm thì nam tử lạnh lùng mặc dù cổ tay bị gãy cũng không cam chịu bị chế phục mà quát lạnh một tiếng trực tiếp dùng cái tay còn lại rút súng lục. Thân là hộ vệ của Phương Thế Vinh, cho nên cả hai tay trái phải đều biết dùng súng. Hắn biết nếu đấu tay đôi không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai, cho nên lựa chọn dùng súng. Cho mày quỳ, thì mày cứ quỳ đi. Bùi Đông Lai thấy thế, buông tay đang nắm cổ tay của nam tử lạnh lùng ra, biến chảo thành chưởng dùng sức vỗ vào phía sau lưng của nam tử lạnh lùng. A! À, bịch! Răng rắc! Ba âm thanh trước sau vang lên, nam tử lạnh lùng bị Bùi Đông Lai đánh một chưởng ngã xuống đất, xương mũi bị đập gãy, máu chảy đầm đìa. Một chưởng đánh thật mạnh xuống hắn, Bùi Đông Lai không có ngừng lại, bước tiếp một bước, dẫm mạnh một cước xuống tay không bị thương còn lại của nam tử lạnh lùng. A, à, có câu nói, tay đứt ruột sót, bàn tay bị Bùi Đông Lai dẫm nát, nam tử kia đau đến cả người run rẩy hít vào một ngụm khí lạnh. Chớ quên tao đã nói cho mày 3 giây đồng hồ. Sau khi dẫm nát tay nam tử lạnh lùng, Bùi Đông Lai hướng về chỗ Phương Thế Vinh khẽ mỉm cười, đồng thời gia tăng lực chân dùng sức bước đi. A, à, Bùi Đông Lai vừa chuyển động một cước này, bàn tay của nam tử lạnh lùng lập tức nát bấy, phát ra tiếng kêu thống khổ. Bên tai vang lên tiếng kêu rên của nam tử lạnh lùng, nhìn nụ cười trên khuôn mặt Bùi Đông Lai, Phương Thế Vinh chỉ cảm thấy đó là nụ cười của ác ma, lòng tóc khắp người dựng đứng hết cả lên, nhất thời không dám nói gì. Đông Lai, không cần. Trong lúc Phương Thế Vinh bị thủ đoạn độc ác của Bùi Đông Lai chế trụ, thì Mộ Khuynh Nhan mở miệng. Giọng nói mang theo vài phần gấp gáp cùng lo lắng. Biết rõ thân phận Phương Thế Vịnh, Mộ Khuynh Nhan biết rõ hôm nay Bùi Đông Lai đánh tàn phế nam tử lạnh lùng như vậy, lấy tính cách bao che khuyết điểm của phụ thân phương trấn của Phương Thế Vinh thì Bùi Đông Lai đã chọc vào đại phiền toái. Khuynh Nhan. Phương Thế Vinh đang sợ hãi sau khi nghe được những lời của Mộ Khuynh Nhan đầu tiên thì ngẩn ra, sau đó hồi tưởng lại lúc Mộ Khuynh Nhan nói chuyện ánh mắt cũng hướng tới Bùi Đông Lai. Đông Lai, bỏ đi. Mộ Khuynh Nhan không để ý đến Phương Thế Vinh mà trực tiếp đi đến trước người Bùi Đông Lai. Tiểu tử thì ra mày là người của Tương Tiên Sinh. Lần nữa nghe được Mộ Khuynh Nhan mở miệng, Phương Thế Vinh hoàn toàn khẳng định trước mắt là Mộ Khuynh Nhan, khuôn mặt hoảng sợ biến mất hắn, thay vào đó là vẻ âm trầm. Chẳng lẽ mày là người của Tương Tiên Sinh, là người có thể đụng vào tao sao? Phương Thế Vinh, ngươi nói vậy là có ý gì? Mộ Khuynh Nhan lo lắng hỏi. Ý gì? Tên vương bát đản này đã thương người của ta, cho dù Tương Tiên Sinh tới thì cũng phải cấp cho ta một cái công đạo. Sau khi biết được thân phận của Bùi Đông Lai, Phương Thế Vinh liền lộ bản sắc cuồng ngạo. Nghe thấy lời nói hung ác của Phương Thế Vinh, Mộ Khuynh Nhan nóng nảy. Phương Thế Vinh, là do người của ngươi động thủ trước. Tiểu tạp chủng, mày biết tao là ai không? Phương Thế Vinh không hề để ý đến Mộ Khuynh Nhan nữa mà vẻ mặt âm lãnh nhìn Bùi Đông Lai. Giận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Lúc chiều hắn muốn mời Mộ Khuynh Nhan đi ăn tối,
Mộ Khuynh Nhan bởi vì chạy đến buổi tiệc đón học sinh mới cho nên từ chối hắn làm cho hắn hết sức căm tức, mới vừa rồi Bùi Đông Lây lại nói lời ngông cuồng hơn nữa lại đánh bị thương nam tử kia làm cho hắn không thể nào nhịn được. Mày là ai tao không cần biết, tao chỉ biết là tao cho mày 3 giây đồng hồ, mày có cút ra khỏi đây hay không thôi. Bùi Đông Lai thông qua lời của Phương Thế Vinh và Mộ Khuynh Nhan nói chuyện với nhau có thể đoán được thân phận Phương Thế Vinh không đơn giản, chỉ là hắn không sợ chút nào. Cho đến nay hắn cũng không sợ phiền phức bao giờ, huống chi hắn cũng rất rõ ràng lấy tính cách của Phương Thế Vinh, cho dù bây giờ hắn thu tay lại thì hắn cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Tiểu tạp chủng tao thật to mà là mày có cái gì mà có thể kiêu ngạo như thế, chẳng phải mày chỉ là một con chó bên cạnh tương cương. Mắt thấy Bùi Đông Lai vẫn cuồng không ai bì nổi, Phương Thế Vinh giận quá hóa cười. Nếu như mày không muốn chết, hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai hơn nữa tự mình phế bỏ tứ chi, nếu không cho dù 10 tương cương cũng không thể nào cứu được mày. Chưa trả lời. Bùi Đông Lai hướng tới chỗ Phương Thế Vinh bước một bước. Mày định làm gì? Theo bản năng, Phương Thế Vinh bước lùi ra sau một bước vẻ mặt sợ hãi lại một lần nữa hiện lên. Đông Lai. Không cần. Cùng lúc đó Mộ Khuynh Nhan tựa hồ nhìn ra Bùi Đông Lai muốn tiếp tục động thủ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tiểu tạp chủng, con mợ nó mày biết lão tử là ai không? Lão tử là Phương Thế Vinh, cha tao là Phương Trấn có quan hệ làm ăn với tương cương, mày muốn chết phải không? Mộ Khuynh Nhan vừa mở miệng, Phương Thế Vinh liền lựa chọn báo tên cha, mình cố gắng dùng ránh tiếng Phương Trấn để dọa lui Bùi Đông Lai. Hiển nhiên hắn xem ra khi Bùi Đông Lai biết thân phận thật của hắn cùng quan hệ hợp tác của Phương Trấn và Tương Cương, tất nhiên sẽ không dám động thủ lần nữa. Tôi biết cô đang lo lắng cái gì, tôi tự nhiên có chừng mực. Bùi Đông Lai không để ý đến Phương Thế Vinh mà xoay người nhìn Mộ Khuynh Nhan một cái. Giọng nói không thể nghi ngờ. Ách! Nhận thấy được kiên định trong giọng nói của Bùi Đông Lai, Mộ Khuynh Nhan há to miệng không biết nên nói gì cho phải. Trong lúc Mộ Khuynh Nhan đang vì câu nói của Bùi Đông Lai mà trầm mặc đồng thời Phương Thế Vinh cũng phát hiện ra có điều không đúng, lập tức mở to mắt ra hỏi. Mày không phải là người của Tương Cương, mày là ai? Tao hỏi mày một lần nữa, biến hay là không biến? Bùi Đông Lai lần nữa hướng tới chỗ Phương Thế Vinh bước tới, nhịp bước có lực, giọng nói bình tĩnh. Tiểu tử, mày giỏi lắm. Phương Thế Vinh biết được Bùi Đông Lai không phải là người của Tương Cương. Nghĩ đến thân thủ của Bùi Đông Lai, hơn nữa thấy hắn lại cuồng, biết rõ tiếp tục dây dưa cũng không được gì cho nên cắn răng quyết định đi trước, sau này sẽ trả thù. Quyết định xong hắn không có quan nam tử lạnh lùng đang nằm như chó chết mà một mình xoay người rời đi. Chờ một chút, thấy Phương Thế Vinh muốn đi Bùi Đông Lai một lần nữa mở miệng, thanh âm không lớn chỉ đủ cho Phương Thế Vinh nghe được. Ách, ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Phương Thế Vinh cho là Bùi Đông Lai đổi ý. Trong lòng một trận phát lạnh đồng thời càng nhiều hơn là tức giận, hắn xoay người, sắc mặt tức giận nói. Làm sao, chẳng lẽ mày muốn đuổi tận giết tuyệt mới được? Tao cho mày cút, không phải là đi. Bùi Đông Lai mặt không chút thay đổi nói. Cút, không phải là đi. Bên tai vang lên tiếng nói của Bùi Đông Lai Phương Thế Vinh thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Mặc dù tao không biết mày rốt cục là ai. Nhưng từ trước đến nay không có ai dám đụng vào Phương Thế Vinh tao, dù chỉ là đầu ngón tay. Phương Thế Vinh giận đến diện mục dữ tợn nói. Tiểu tử, tao khuyên mày làm việc nên lưu lại một đường sống cho sau này. Vù, chưa trả lời. Dưới ánh đèn Bùi Đông Lai hành động. Đột nhiên dưới chân phát lực, tung người bắn ra, uyển chuyển giống như quỷ mị, nhanh chóng tới gần sát Phương Thế Vinh. Phương Thế Vinh chỉ cảm thấy kình phong đánh tới trước mặt. Sau đó, khi hắn trợn mắt há hốc mồm, trong lúc này, Bùi Đông Lai xuất hiện trước mắt của hắn, tay phải thuận thế vung cho hắn một cái bạt tai. A! À, không đợi Phương Thế Vinh làm ra tránh né cái gì, Bùi Đông Lai bạt tai quất vào mặt Phương Thế Vinh, lực đạo kinh khủng trực tiếp đánh bay Phương Thế Vinh ra ngoài. Bịch! Thân thể nặng nề của Phương Thế Vinh đập vào cạnh bàn ăn, máu từ khóe miệng văng tứ phía, quai hàm hoàn toàn bị gãy nát, bên dưới cằm xương cốt đâm nát ra thịt. Lộ ra ngoài không khí. Hắn giống như một con chó chết nằm trên mặt đất không ngừng co quắp. Sau đó tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy cái răng pha lẫn máu từ mồm Phương Thế Vinh chảy ra rơi xuống mặt đất. Hô! Thấy vẻ thảm trạng của Phương Thế Vinh, mọi người chung quanh hít một hơi khí lạnh nhìn về phía Bùi Đông Lai ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Tựa hồ bọn họ cũng không nghĩ tới thiếu niên bình thường kia khi nổi giận lại đáng sợ đến thế. Phương Thế Vinh như thế nào cũng không nghĩ tới Bùi Đông Lai sẽ ra tay đánh hắn, đau đớn khó chịu hắn cũng không có tiếp tục nói tiếp mà từ trong túi lấy ta điện thoại run rẩy gọi cho Quý Hồng. Bùi Đông Lai thấy Phương Thế Vinh lấy điện thoại gọi viện binh chẳng những không rời đi mà ngược lại còn đi tới chỗ đó. Một bước, hai bước, ba bước, nhìn Bùi Đông Lai đi tới, Phương Thế Vinh bị dọa không ngừng lùi về phía sau. Thế Vinh đệ đệ, tìm tỷ tỷ có việc gì? Trong điện thoại truyền ra thanh âm của Quý Hồng. Bên tai vang lên thanh âm dụ hoặc của Quý Hồng, Phương Thế Vinh la lên thất thanh. Quý Hồng có một tiểu tạp chủng đả thương ta cùng với thuộc hạ, cô lập tức dẫn người tới Miếu Thành Hoàng. Hả? Đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng một bộ mặt suy tư. Có người ở Đông Hải dám động đến Phương Thiếu, địa vị của hắn như thế nào? Địa vị gì? Phương Thế Vinh mới vừa muốn nói chuyện thì thấy Bùi Đông Lai đứng ở trước người hắn, khiến cho hắn sợ đến cả người run lên thiếu chút nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất. Hồi tưởng đến cái tên Quý Hồng, Bùi Đông Lai chậm rãi ngồi xuống trong đầu hiện lên thân ảnh Quý Hồng. Ta không biết, cô nhanh đến đây một chút, nhanh lên. Mắt thấy Bùi Đông Lai ngồi xổm xuống, Phương Thế Vinh sợ đến hồn phi phách tán, thất thanh giống to. Cậu nói cho hắn biết, cậu là bạn của ta. Ta lập tức dẫn người qua. Đầu bên kia Quý Hồng phản phất có thể thông qua thanh âm của Phương Thế Vinh đoán được Phương Thế Vinh sợ bể mật, mặc dù nàng rất tò mò rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể hù dọa Phương Thế Vinh như vậy. Nhưng nàng không có tiếp tục truy vấn thân phận của đối phương mà cố gắng trước hết để Phương Thế Vinh báo tên của nàng, ổn định tình thế sau đó nàng đưa người qua đó. Lời nói của Quý Hồng thông qua cái loa khuếch đại truyền vào tai Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai dưới biểu lộ khiếp sợ vạn phần của Phương Thế Vinh, trực tiếp cầm lấy cái điện thoại, nhướng mày híp mắt trầm giọng hỏi. Quý lão bản, có phải cô muốn thay hắn ra mặt? Thân là đại tỷ lớn của Đông Hải, Quý Hồng chẳng những quen biết với lão đại xã hội đen của Hàng Châu là Phương Trấn hơn nữa còn có quan hệ làm ăn với nhau, quan trọng hơn chính là Phương Trấn còn đang giúp nàng thực hiện kế hoạch thống nhất thế giới ngầm Đông Hải. Dưới tình hình như vậy, mặc dù nàng đoán được Phương Thế Vinh có thể chọc phải đại nhân vật, nhưng vẫn quyết định tới Miếu Hoàng Thành trợ giúp Phương Thế Vinh giải quyết chuyện này. Một là vì Phương Thế Vinh được Phương Trấn sai đến Đông Hải để đàm phán trước, nếu ở Đông Hải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì nàng thân là chủ nhà không có cách nào ăn nói với Phương Trấn. Song trong lúc Quý Hồng đang dính cúp điện thoại thì nàng nghe được lời nói cậu Bùi Đông Lai. Ngạc nhiên! Đây là phản ứng đầu tiên của nàng. Quen thuộc! Đây là cảm giác thứ hai. Bùi Đông Lai. Sau khi ngạc nhiên, Quý Hồng theo bản năng hiện ra một thân ảnh cao ngạo khiến bật thốt lên hỏi. Là ta. Bùi Đông Lai bất động thanh sắc trả lời. Thì ra là Đông Lai tiểu bằng hữu, ừ cậu nói Phương Thế Vinh chuyện này tỷ tỷ không giúp được. Xác nhận đầu bên kia là Bùi Đông Lai, Quý Hồng trầm mặc một hồi lâu, rồi khôi phục lại giọng chế giễu nói. Ách. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng. Phương Thế Vinh trợn tròn mắt há miệng. Phải biết là lần này hắn tới đây chính là do ý tứ của Phương Trấn đến để thương lượng kế hoạch đối phó Đông Nguyệt Bang, vậy mà khi Quý Hồng biết được tên của Bùi Đông Lai thì lại mặc kệ sống chết của hắn. Điều này quả thực làm cho hắn không thể tin nổi. Dù sao thì nếu như hắn xảy ra chuyện ở Đông Hải thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ hợp tác của Phương Trấn và Quý Hồng. Đô, đô. Mặc dù Phương Thế Vinh có 1000 lý do không tin hết thay đây là sự thật nhưng thanh âm cúp máy của Quý Hồng khiến cho hắn phải chấp nhận sự thật là Quý Hồng đã buông tha cho chuyện này. Còn muốn tìm ai nữa? Bùi Đông Lai cúp điện thoại nhìn Phương Thế Vinh đang trợn mắt há mồm hỏi. Mày rốt cục là ai? Phương Thế Vinh không có lựa chọn gọi người đến giúp nữa thậm chí ngay cả điện thoại cũng không dám đón mà ngơ ngác nhìn Bùi Đông Lai đồng thời cố gắng từ trong trí nhớ của mình lôi ra xem có đại nhân vật nào mang họ Bùi không, kết quả là cả nửa ngày cũng không có nghĩ ra nhân vật họ Bùi nào có thể làm cho Quý Hồng thay đổi quyết định. A, à, chưa trả lời, Bùi Đông Lai buông tay ra điện thoại di động rơi trên mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang dọa cho Phương Thế Vinh từ trong khiếp sợ lấy lại bình tĩnh. Nhớ lại lời nói lúc trước của Bùi Đông Lai. Tao cho mày cút, không phải là đi. Giống như một con lừa lăn lộn trên mặt đất. Đây đối với Phương Thế Vinh mà nói quả thực chính là hành hạ tàn nhẫn nhất, chỉ là thấy mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc, lý trí cùng cảm giác đều nói cho Phương Thế Vinh biết nếu như hắn không làm theo lời nói của Bùi Đông Lai thì tối nay hắn có thể ra khỏi Miếu Hoàng Thành hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây,
Sắc mắt Phương Thế Vinh trắng bệch, sau đó dùng sức cắn chặt răng, cuối cùng quyết định hướng một bên lăn đi. Thấy một màn như vậy, Mộ Khuynh Nhan trừng lớn đôi mắt đẹp. Trong trí nhớ của nàng, Phương Thế Vinh vẫn tự nhận, ông trời là thứ nhất thì hắn là thứ nhì cuồng ngạo không ai bì nổi. Mà hôm nay lại như là một con lừa bị chủ đánh, loại cảm giác hoàn toàn tương phản này làm cho nàng cảm thấy giống như đang mơ. So sánh với Mộ Khuynh Nhan thì nam tử kia còn rung động lớn hơn nữa. Thân là lái xe kiêm hộ vệ của Phương Thế Vinh, hắn thậm chí rất rõ ràng Phương Thế Vinh cuồng đến mức nào. Lúc này thấy Phương Thế Vinh đang bò trên mặt đất, hắn thấy thế giới này tan vỡ. Tránh ra, tránh ra. Trong lúc nam tử lạnh lùng đang sợ ngây người, Phương Thế Vinh đang bò trên mặt đất thì phía trước có thanh âm truyền đến. Thanh âm xuất hiện đám người tản ra, nhưng một cái lối đi cho mấy tên cảnh sát đang bước tới chỗ này. Sau khi thấy cảnh sát, Bùi Đông Lai biết được có người báo cảnh sát cho nên dừng bước lại, vẻ mặt như đang có điều suy nghĩ như thế nào giải quyết hậu quả. Mà Phương Thế Vinh đang lăn lộn dưới đất thì giống như là thấy được cha của mình vậy, lập tức hô lớn giống như phát điên. Nơi này, nơi này. Là ai ra tay? Trong chớp mắt mấy tên cảnh sát đi tới hiện trường thấy hiện trạng của Phương Thế Vinh cùng nam tử lạnh lùng, tất cả đều sửng sốt, sau đó thủ lĩnh cảnh sát nhìn về hướng Bùi Đông Lai, mặc dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Lời của đầu lĩnh cảnh sát vừa ra khỏi miệng thì phía sau hắn mấy tên cảnh sát rối rít nắm chặt cây gậy của mình giống như đối địch với kẻ thù mạnh. Ta! Bùi Đông Lai sắc mặt bình tĩnh mở miệng trả lời. Tại sao cậu lại động thủ đánh người? Đầu lĩnh cảnh sát không giống như mọi khi cho người ẩu đả ngồi xuống, cũng không có trực tiếp bắt người đi mà là hơi có vẻ lo lắng hỏi. Sở dĩ như vậy bởi vì bọn hắn ở đồn cảnh sát quen bắt nạt kẻ yếu rồi. Giờ thấy được Bùi Đông Lai đánh cho Phương Thế Vinh cùng nam tử lạnh lùng như vậy, tự nhiên biết Bùi Đông Lai không phải dễ trêu chọc. Là do bọn hắn động thủ trước. Lần này không đợi Bùi Đông Lai trả lời, Mộ Khuynh Nhan liền trả lời trước. Cô là... Đối mặt với Mộ Khuynh Nhan, đầu lĩnh cảnh sát áp lực nhỏ đi, trong mắt còn hiện lên một tia kinh diễm. Không riêng gì hắn, mấy tên cảnh sát phía sau thấy Mộ Khuynh Nhan tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Ta là Mộ Khuynh Nhan. Mộ Khuynh Nhan vừa nói vừa háo kính đen xuống. Mộ Khuynh Nhan. Dầm. Nghe được lời nói của Mộ Khuynh Nhan, lại nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Khuynh Nhan, đám người đứng xem xôn xao một trận, còn mấy tên cảnh sát thì hoàn toàn ngây người. Đoạn thời gian trước chuyện tình Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc được truyền đi sôi sục trên mạng, cảnh sát Đông Hải chịu áp lực cực lớn, hơn nữa chuẩn bị trước Quốc Khánh tiến hành một cuộc càn quét làm cho tất cả cảnh sát đều kêu khổ không ngớt. Dưới tình hình như vậy, mấy tên cảnh sát nhìn thấy Mộ Khuynh Nhan ở đây sao có thể không kinh ngạc được. Thật sự là Mộ Khuynh Nhan. Thật không nghĩ tới lại có thể gặp được Mộ Khuynh Nhan ở đây. Đúng vật, đại minh tinh như nàng lại đến đây ăn khuya, thật không thể tin được. Vài giây đồng hồ sau, người xem đứng ngoài từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn vào Mộ Khuynh Nhan mà nghị luận làm cho mấy tên cảnh sát rối rít lấy lại tinh thần. Mộ tiểu thư, sao cô lại tới chỗ này? Đầu lĩnh cảnh sát bước lên phía trước, mỉm cười hỏi thăm nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Ta cùng với bạn tới đây ăn khuya. Mộ Khuynh Nhan đáp lại. Hắn là bạn của cô. Đầu lĩnh cảnh sát trong lòng vừa động, chỉ Bùi Đông Lai. Mộ Khuynh Nhan gật đầu. Vậy bọn họ. Đầu lĩnh cảnh sát chỉ Phương Thế Vinh cùng nam tử lạnh lùng nằm trên mặt đất. Ta cùng Mộ tiểu thư ăn điểm tâm ở chỗ này, bọn chúng đột nhiên đi tới, đuổi ta đi. Ta không rời đi bọn hắn động thủ với ta. Bùi Đông Lai chỉ vào nam tử lạnh lùng giải thích. Ta thấy bọn họ không có hảo ý, cho nên xuất thủ ngăn cản, sau đó ta phát hiện trên người hắn có súng. Chờ chút, người nói gì? Đeo súng. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, đầu lĩnh cảnh sát giật mình run giọng hỏi. À, có súng. Đầu lĩnh cảnh sát vừa thốt lên, những người đứng xem sợ hãi rối rít thối lui. Bọn họ mặc dù thích xem náo nhiệt nhưng mà lại càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình hơn. Đúng vậy, hắn vẫn còn đang đeo ở hông. Trong lúc mọi người đứng xem đang bối rối, Bùi Đông Lai gật đầu hồi đáp. Ta là vì phòng ngừa hắn nỏ súng đả thương người khác cho nên đánh gãy hai tay của hắn. Hô! Mấy tên cảnh sát sau khi biết được nam tử lạnh lùng có súng bị dọa cho thiếu chút nữa trái tim ngừng đập. Bọn họ muốn chạy trốn giống như mọi người đứng xem xung quanh nhưng nhìn đến nam tử lạnh lùng hai tay bị đánh gãy không cách nào dùng súng mới thở phào nhẹ nhõm. Đi lên xem có phải có súng thật không?
Đầu lĩnh cảnh sát trong lòng vừa động thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng tới một tên cảnh sát bên cạnh phân phó. Tên cảnh sát kia chậm rãi tiến đến. Không được nhúc nhích. Sau khi tên cảnh sát kia đến gần, vì xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, hét lớn một tiếng. Con mợ nó, thật là vô dụng. Đầu lĩnh cảnh sát thấy thế tức đến chửi cả má tên kia, đồng thời bước tới chỗ nam tử lạnh lùng. Hắn mặc dù lá gan so với thủ hạ không lớn hơn được bao nhiêu, nhưng mà hắn biết biếu nam tử lạnh lùng có thể nổ ổ được súng thì Bùi Đông Lai đã không bình yên vô sự đứng ở chỗ đó. Không thể không nói đầu lĩnh cảnh sát quan sát không tệ, nam tử lạnh lùng chẳng những hai tay bị phế hơn nữa, lưng còn bị đả thương nghiêm trọng, xương sột sống gãy lìa, căn bản không cách nào nhúc nhích. Rất nhanh đầu lĩnh cảnh sát tiến lên chỗ nam tử lạnh lùng, từ bên hông của hắn rút ra một khẩu súng. Sau khi lấy được khẩu súng lục, đầu lĩnh cảnh sát cảm thấy được tiền đồ của mình chuẩn bị được thăng tiến, hưng phấn mà nói. Ban ngày ban mặt mà mang theo súng hành hung người khác, đưa hai người bọn họ đi cho ta. Ngạc nhiên nghe được lời nói của đầu lĩnh cảnh sát, mấy tên thủ hạ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý của đầu lĩnh cảnh sát, không nói hai lời rối rít đem nam tử lạnh lùng và Phương Thế Vinh đi. Ngươi, các ngươi làm gì? Là hắn đã thương ta mà. Phương Thế Vinh bị cảnh sát bắt lại, hắn lập tức nóng nảy. Thành thật một chút cho ta đi. Hai cảnh sát áp tải Phương Thế Vinh, thấy Phương Thế Vinh kêu gào lập tức cho Phương Thế Vinh một cái tát, rồi quát lên. Bị ăn một cái tát, Phương Thế Vinh chút nữa bị tức chết, ở Hàng Châu, mấy tên cảnh sát bình thường nào dám đánh hắn như vậy. Tức giận nhưng Phương Thế Vinh cũng biết rơi vào tay cảnh sát còn tốt hơn lăn lê dưới đất ở chỗ này như là con lừa, nên không có tiếp tục kêu la. Mộ tiểu thư, tôi sẽ lập tức đem chuyện này hồi báo lãnh đạo, mặt khác để điều tra rõ chân tướng sự tình thì còn phiền bạn của mộ tiểu thư cùng đi tới đồn cảnh sát một chuyến. Đầu lĩnh cảnh sát thấy thủ hạ áp chế Phương Thế Vinh cùng nam tử lạnh lùng đi thì lập tức tiến lên trưng cầu ý kiến của mộ Khuynh Nhan. Mộ tiểu thư phải về nghỉ ngơi. Không đợi mộ Khuynh Nhan mở miệng, Bùi Đông Lai liền nói. Chân tướng sự tình đã rõ ràng rồi, ông chủ cửa hàng cũng có thể làm chứng hai người bọn họ không biết tốt xấu động thủ, hơn nữa còn đeo súng theo người, rất có thể là bọn bắt cóc trước đó, ta đề nghị ngài lập tức đem tình huống chi tiết hồi báo lãnh đạo của ngài để xử lý. Ách! Ngạc nhiên nghe được lời của Bùi Đông Lai, đầu lĩnh cảnh sát chẳng qua là cảm thấy tâm tư của mình bị đối phương nhìn thấu, thầm giật mình đồng thời trầm ngâm nói. Nếu như vậy, chúng ta không làm phiền mộ tiểu thư nghỉ ngơi, đưa hắn đi. Sau khi nói xong, đầu lĩnh cảnh sát vung tay lên, để cho thủ hạ đưa Phương Thế Vinh cùng nam tử lạnh lùng về sở, chuẩn bị báo với lãnh đạo để lĩnh thưởng. Nhìn bóng lưng Phương Thế Vinh rời đi, Bùi Đông Lai tâm như gương sáng. Hắn mặc dù không biết thân phận cụ thể của Phương Thế Vinh nhưng có thể làm cho Quý Hồng ra mặt, hơn nữa hắn biết người của Tương Cương tất nhiên không phải là tiểu nhân vật. Vì thế chỉ cần Tương Cương ở bên kia không ra mặt chỉ rõ là Phương Thế Vinh hành hùn thì Phương Thế Vinh vào cục cảnh sát chẳng qua là một người đi dạo quanh sân khấu mà thôi, dù sao cũng có nam tử lanh lùng chịu tội thay. Quý Hồng tại sao sau khi biết được tên của ta lại lập tức trở mặt tùy ý mặc kệ Phương Thế Vinh? Đưa mắt nhìn cảnh sát đưa Phương Thế Vinh đi, Bùi Đông Lai nghĩ đến cú điện thoại trước đó của Quý Hồng trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Tôi cùng Phương Thế Vinh chẳng qua là ăn cơm cùng mấy lần. Chúng tôi không phải là rất thân. Trong khi Bùi Đông Lai nhìn bóng lưng Phương Thế Vinh rời đi mà suy nghĩ xuất thần thì mộ Khuynh Nhan chủ động mở miệng, nàng cảm giác mình cần thiết phải giải thích rõ ràng cho Bùi Đông Lai, nếu không trong lòng không thoải mái. Tôi ngăn cản anh đánh hắn bởi cha hắn ở Hàng Châu rất có địa vị, tôi sợ. Tôi biết. Nhìn mộ Khuynh Nhan trên mặt mang theo vài phần day dứt, Bùi Đông Lai mỉm cười cắt đứt lời nói của mộ Khuynh Nhan. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, mộ Khuynh Nhan thở phào nhẹ nhõm, nặn ra một nụ cười tươi nói. Anh sẽ không giận tôi sao? Dĩ nhiên là không. Bùi Đông Lai vội vàng lắc đầu. Vậy thì tốt. Mộ Khuynh Nhan hoàn toàn yên lòng, sau đó nhớ ra cái gì đó, lại nói. Phương Thế Vinh chính là một mực theo đuổi ta, tôi chỉ là tôi không có ấn tượng tốt với hắn. Hơn nữa cha nuôi nói cho tôi biết Phương Thế Vinh luôn ỷ thế hiếp người, lại có rất nhiều phụ nữ. Xế chiều hôm nay hắn mời tôi ăn cơm, tôi không có đáp ứng, ai biết ở chỗ này có thể đụng phải hắn. Mộ Khuynh Nhan nói xong có chút buồn bực, tựa hồ đang bực mình vì chuyện mình và Bùi Đông Lai đang đi chơi thì lại bị phá hư. Bùi Đông Lai vốn là vừa rồi sợ rằng thủ đoạn hung tàn của mình sẽ làm cho mộ Khuynh Nhan lưu lại ấn tượng xấu,
lúc này nghe lời nói của Mộ Khuynh Nhan thì cảm thấy yên lòng. Hắn nhìn ra Mộ Khuynh Nhan đối với Phương Thế Vinh thật sự chán ghét. Bằng vào sự việc lúc nãy Bùi Đông Lai có thể khẳng định trước kia Phương Thế Vinh đã làm không ít chuyện xấu táng tận lương tâm. Còn muốn ăn gì nữa nào? Bùi Đông Lai thấy khách nhân xung quanh cùng ông chủ quán đều nhìn về phía mình và Mộ Khuynh Nhan, thì hắn hướng tới chỗ Mộ Khuynh Nhan hỏi. Bị như vậy thì còn tâm trạng nào ăn nữa? Mộ Khuynh Nhan phát hiện mình và Bùi Đông Lai trở thành đối tượng chú ý của mọi người nên một lần nữa kéo Bùi Đông Lai. Chúng ta đi thôi. Được. Có kinh nghiệm lần đầu tiên được Mộ Khuynh Nhan nắm tay lần này Bùi Đông Lai thản nhiên hơn nhiều. Bởi vì đã khua nên số lượng du khách ở Miếu Hoàng Thành giảm bớt rất nhiều, phần lớn là giống như Mộ Khuynh Nhan và Bùi Đông Lai, đều bắt đầu trở về. Chúng ta ra đằng kia. Bất chi bất giác, Mộ Khuynh Nhan nắm tay Bùi Đông Lai đi tới trước chiếc Audi A4, mang theo vài phần lưu luyến buông tay Bùi Đông Lai ra hỏi. Cơn gió muộn thổi lên mái tóc dài phiêu giật của Mộ Khuynh Nhan che đi khuôn mặt của nàng nhưng Bùi Đông Lai lại có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của Mộ Khuynh Nhan đang đỏ hồng. Tôi đưa cô trở về thôi. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút nói. Vẫn còn sớm mà. Mộ Khuynh Nhan nói xong thì có chút ngượng ngùng cúi đầu, hai tay đan vào nhau ở trước bụng, nhẹ nhàng chuyển động đôi giày cao gót. Khó khăn lắm mới có thể được cùng anh đi chơi, hay là chúng ta chơi thêm một lúc nữa được không? Nói xong, Mộ Khuynh Nhan ngẩng đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên lời nói cùng bộ dáng đầy mong đợi của Mộ Khuynh Nhan. Bùi Đông Lai hiểu được, Mộ Khuynh Nhan mặt đỏ tía tai, hôm nay chính là bỏ qua rất nhiều danh dự, cơ hội như vậy quả thực là rất ít. Hiểu được điều này, Bùi Đông Lai rất muốn đáp ứng Mộ Khuynh Nhan nhưng cũng biết trải qua sự việc lúc nãy muốn đi chơi tiếp là điều không thể. Phảng phất vì xác minh suy đoán của Bùi Đông Lai, không đợi hắn mở miệng điện thoại của Mộ Khuynh Nhan vang lên. Mộ Khuynh Nhan vốn là đang chờ Bùi Đông Lai trả lời, ngạc nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đầu tiên là ngẩn ra sau đó mơ hồ đoán được cái gì, lấy điện thoại ra kết quả đúng như nàng dự đoán là Tương Cương gọi đến cho nàng. Cha nuôi. Mộ Khuynh Nhan rầu rĩ nghe điện thoại. Khuynh Nhan vừa rồi cảnh sát Đông Hải gọi điện thoại tới nói con cùng Đông Lai ở Miếu Hoàng Thành xảy ra xung đột với Phương Thế Vinh, con cùng Đông Lai không sao chứ? Đầu bên kia, Tương Cương có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, cha nuôi. Mộ Khuynh Nhan vừa nói vừa len lén nhìn Bùi Đông Lai một cái. Đầy bên kia nghe được tiếng của Mộ Khuynh Nhan nói không có chuyện gì, Tương Cương thở phào nhẹ nhõm sau đó lại hỏi. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Phương Thế Vinh cái tên kia không có chuyện gì lại đi tìm Bùi Đông Lai phiền toái, kết quả là bị Bùi Đông Lai đánh cho một trận, sau đó cảnh sát đến đưa bọn họ đi. Mộ Khuynh Nhan đem mọi chuyện nói sơ qua cho Tương Cương. Tương Cương ngẩn ra một hồi, nói. Khuynh Nhan các con ở đâu, ta phái người tới đón. Cha nuôi. Mộ Khuynh Nhan không vui. Có thể một lát nữa trở về được không? Không được. Tương Cương trầm giọng nói. Chuyện vừa nãy nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, con ở bên ngoài ta không an tâm. Vậy để con bảo Đông Lai lái xe đưa con về, cha không cần phái người tới. Mộ Khuynh Nhan mân mê miệng vẻ mặt không vui. Được rồi. Tương Cương do dự một chút. Vẫn đồng ý đề nghị của Mộ Khuynh Nhan. Con đưa điện thoại cho Bùi Đông Lai, ta muốn nói với cậu ta vài câu. Này, Mộ Khuynh Nhan không trả lời Tương Cương mà đưa điện thoại cho Bùi Đông Lai giống như là một đứa nhóc đang giận dữ. Bùi Đông Lai cười khổ nhận lấy điện thoại nói. Tương tiên sinh, Đông Lai, vừa rồi người cậu đã thương chính là Phương Thế Vinh, cha của hắn là Phương Trấn lão đại của Hàng Châu, cực kỳ bao che khuyết điểm, vì an toàn. Bây giờ cậu đưa Mộ Khuynh Nhan về khách sạn mặt khác tốt nhất là đi tìm Liễu tiểu thư xem chuyện này giải quyết thế nào. Được rồi, Tương tiên sinh. Bùi Đông Lai cũng biết chuyện này chưa kết thúc, đúng là cần đi tìm Liễu Nguyệt một chuyến. Căn cứ theo suy nghĩ của hắn, phải nhờ Liễu Nguyệt điều tra rõ ràng về Phương Trấn và Phương Thế Vinh. Cúp điện thoại, Bùi Đông Lai thấy được Mộ Khuynh Nhan vẫn là một bộ dáng rầu rĩ không vui cười khổ nói. Đi thôi, tôi đưa cô trở về. Điều tại Phương Thế Vinh, ai bảo hắn là âm hồn không tan. Mộ Khuynh Nhan nhận lấy điện thoại di động, tức giận nói một câu đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Phương Thế Vinh, theo suy nghĩ của nàng nếu không có Phương Thế Vinh đột nhiên xuất hiện cũng sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi, nàng cũng không cần phải trở về sớm như vậy. Có lẽ vì phải trở về khách sạn,
Sau khi lên xe, Mộ Khuynh Nhan không hề hưng phấn như lúc đi, không giống như con chim nhỏ díu dít líu lo khi được ra khỏi lồng mà dầu dĩ không vui cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Thấy được một màn như vậy, Bùi Đông Lai vốn định tìm đề tài cùng Mộ Khuynh Nhan nói chuyện, trong đầu một chút mảnh nhỏ trí nhớ bỗng nhiên tổ hợp lại với nhau, một đoạn tin tức truyền vào trong óc của hắn. Ngày đó ở Thịnh Thế Vương Triều, lúc Mộ Khuynh Nhan hát, một chút mảnh nhỏ trí nhớ có liên quan đến Mộ Khuynh Nhan hiện lên trong đầu Mộ Khuynh Nhan, hôm nay dung hợp chính là trí nhớ có liên quan đến Mộ Khuynh Nhan. Kể từ sau khi Bùi Đông Lai tới Đông Hải, giai đoạn dung hợp thứ hai vẫn đang tiến hành, hôm nay dung hợp không giống như lần đầu tiên thống khổ và có rất nhiều thông tin, hôm nay căn bản là không có bất kỳ khó chịu nào. Sau khi hoàn toàn dung hợp trí nhớ có liên quan đến Mộ Khuynh Nhan xong, Bùi Đông Lai sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bởi vì căn cứ tin tức trong trí nhớ của Tiêu Phi, một năm sau, Mộ Khuynh Nhan dưới sự trợ giúp của Tương Cương đã đến Hollywood, sau khi Tương Cương chết thảm ở Hồng Kông, Hồng Tinh bị Đông Tinh thâu tóm. Mà sau khi Tương Cương chết, Mộ Khuynh Nhan mất đi chỗ dựa chẳng những không thể tiến vào Hollywood mà còn bị Đông Tinh kiềm chế, thối lui khỏi giới văn nghệ, cuối cùng buồn bực mà chết. Lấy địa vị của Tương Tiên Sinh ở Hương Cảng làm sao nói chết thì sẽ chết. Bùi Đông Lai trong lòng hết sức nghi ngờ, bất quá cũng rõ ràng, trí nhớ của Tiêu Phi không thể nào sai được. Hiểu được chuyện này, Bùi Đông Lai không nhịn được quay sang nhìn Mộ Khuynh Nhan một cái, thấy Mộ Khuynh Nhan vẫn một bộ dầu dĩ không vui, nhất thời cảm thấy để cho một tiểu cô nương lương thiện như thế nhà tan cửa nát thật sự quá tàn nhẫn. Xem ra mình phải thay đổi hết thảy mọi chuyện mới được. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, Bùi Đông Lai không có nói với Mộ Khuynh Nhan về đoạn trí nhớ kia mà mở miệng nói. Mộ tiểu thư, không phải bảo anh gọi tôi là Khuynh Nhan rồi sao? Mộ Khuynh Nhan tức giận nói. Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai xấu hổ cười nói. Chỗ này của tôi có một ca khúc, tôi cảm thấy rất thích hợp với cô. Anh biết soạn nhạc. Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Mộ Khuynh Nhan không khỏi mở to hai mắt nhìn Bùi Đông Lai giống như nhìn quái vật. Trong quá khứ 18 năm nay của Bùi Đông Lai, trừ việc theo qua Tử Đứng Tấn, luyện tập dẫn thể thuật, thì cơ hồ đem tất cả thời gian đặt trên việc học tập tự nhiên sẽ không biết soạn nhạc. Hắn sở dĩ muốn đưa cho Mộ Khuynh Nhan một ca khúc là bởi vì dung hợp đoạn trí nhớ có liên quan đến Mộ Khuynh Nhan thì có được những trí nhớ khác có liên quan đến âm nhạc trong trí nhớ của Tiêu Phi. Mà lời bài hát kia đúng là vào một năm sau khi Mộ Khuynh Nhan bị Đông Tinh đuổi ra khỏi giới nghệ thuật, Đông Tinh bằng vào bài hát đó đã trở nên nổi tiếng trở thành nữ ca sĩ thay thế địa vị Mộ Khuynh Nhan. Bao nhiêu là việc, nếu không thì buổi tối ta trở về sẽ viết, ngày mai tặng cho cô. Bùi Đông Lai không có hồ đồ đem tin tức nói cho Mộ Khuynh Nhan mà gật đầu hắn mặc dù không sáng tác bài hát nhưng thân là Long Nha, Tiêu Phi chẳng những hắn hiểu được giết người như thế nào mà còn hiểu được triết học, phẩm cửu, các loại nhạc khí, tinh thông vật lý máy móc, đọc lướt qua y học, hơn nữa còn tinh thông độc dược. Trong xe có vở cùng bút, anh viết bây giờ đi. Mộ Khuynh Nhan bị Bùi Đông Lai gợi lên lòng hiếu kỳ, sắc mặt buồn bực bị quét sạch, một bộ gấp gáp hỏi. Được rồi. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút, đáp ứng dừng xe ở vệ đường. Xe dừng lại đèn xe mở ra, Bùi Đông Lai nhân thấy Mộ Khuynh Nhan sớm đã mở laptop ra, hắn bắt đầu dựa theo trí nhớ Tiêu Phi để viết. Ngồi ở chỗ tay lái phụ, Mộ Khuynh Nhan trợn tròn đôi mắt xinh đẹo nhìn Bùi Đông Lai tựa hồ muốn biết rốt cục Bùi Đông Lai có thể cho nàng kinh hỉ như thế nào. Cô xem được không? Mấy phút đồng hồ sau trong lúc Mộ Khuynh Nhan đang mong đợi, thì Bùi Đông Lai đã hoàn thành tác phẩm của mình, sau đó đưa cho Mộ Khuynh Nhan. Nhanh vậy sao? Mộ Khuynh Nhan cả kính sau đó nhận lấy laptop sau đó thưởng thức tác phẩm của Bùi Đông Lai, lấy thiên phú âm nhạc của nàng sau khi nhìn lời bài hát liền có thể hát được ngay. Nghe được âm thanh của Mộ Khuynh Nhan hát lên Bùi Đông Lai rất rõ ràng lấy giọng hát của Mộ Khuynh Nhan thì ca khúc này giá trị như thế nào, dù sao nếu bài hát này xuất hiện thì sẽ trực tiếp càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc Hoa ngữ. Hơn nữa có thể sẽ lan sang cả các nước châu Âu nữa. Rất nhanh Mộ Khuynh Nhan phản ứng xác minh suy đoán của Bùi Đông Lai, dưới ánh đèn Mộ Khuynh Nhan hát đến 1/3 ca khúc thì ngừng lại một cảm giác kích động hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, cuối cùng lan ra cả khuôn mặt. Dưới ánh đèn nàng nhìn ca khúc trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Vài giây đồng hồ sau nàng trợn tròn mắt há mồm mà nhìn Bùi Đông Lai. Ca khúc này là do anh viết. Dĩ nhiên. Bùi Đông Lai kiên trì thừa nhận. Anh làm thế nào nghĩ ra được?
Mộ Khuynh Nhan chớp đôi mắt to xinh đẹp hỏi, giống như là lần đầu tiên biết Bùi Đông Lai, cứ đứng nhìn hắn chằm chằm. À, lúc nhàm chán không có việc gì làm thì nghĩ ra thôi. Bùi Đông Lai bị Mộ Khuynh Nhan nhìn như vậy thì bịa ra một lý do vớ vẩn nói. Trời ạ, anh quả thực là thiên tài. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Mộ Khuynh Nhan vừa mừng vừa sợ, giọng nói kích động không gì sánh kịp. Đông Lai anh biết không, bài hát này có rất nhiều nhạc khí kết hợp trong đó, được cho là âm nhạc hiện đại cùng cổ điển kết hợp với nhau, hơn nữa kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Bùi Đông Lai cười khổ, nhạc là do hắn ăn trộm, hắn làm sao biết được. Đông Lai, tôi dám cam đoan ca khúc này một khi tung ra tuyệt đối sẽ nổi lên một cơn gió lốc trong thị trường âm nhạc hoa ngữ. Mộ Khuynh Nhan tưởng tượng về sau này, vẻ mặt càng thêm kích động nói. Nếu như anh mang ca khúc này bán đi, tuyệt đối sẽ được cái giá trên trời. Tôi vừa nói không phải là muốn tặng cho cô sao? Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, hắn cũng không biết ca khúc này đáng giá bao nhiêu, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, tiền căn bản không phải vấn đề. Tạm thời không đề cập đến tiền hắn gửi trong ngân hàng hắn kiếm được sau vụ đua xe, lấy năng lực của hắn liên lạc với nhóm Jason để làm nhiệm vụ sát thủ hay là lính đánh thuê thì thù lao cũng không thấp. Mà nếu như hắn đem hơn một ức của hắn giao cho Liễu Nguyệt thì lấy nền tảng của Liễu Nguyệt cùng tập đoàn Thiên Tường thì việc kiếm tiền quả thật dễ dàng. Anh quả thật là tặng cho tôi. Mộ Khuynh Nhan ngây người, vốn là nàng cho rằng Bùi Đông Lai tùy tiện viết một ca khúc trêu chọc nàng, không nghĩ tới Bùi Đông Lai giơ bút ra là viết được một ca khúc kinh thế hãi tục như thế. Không tặng cho cô chẳng lẽ để lại cho chính mình hát sao? Bùi Đông Lai vừa nói vừa chỉ vào người mình. Tạm không nói đến bài hát này thích hợp cho nữ sinh hát, mà ta thấy bài hát này thích hợp để cho cô hát nhất. Khanh khách. Lời nói của Bùi Đông Lai nhất thời chọc cho Mộ Khuynh Nhan buồn cười. Cảm ơn anh, Bùi Đông Lai. Mộ Khuynh Nhan vừa nói, trong lòng dâng lên một cỗ vọng động, kìm không được thân thể nghiêng về phía trước, nửa người trực tiếp dán vào trên người Bùi Đông Lai, dưới tình huống Bùi Đông Lai không chút nào phòng bị hướng về khuôn mặt cậu Bùi Đông Lai hôn một cái. Ách, cảm thụ được khuôn mặt truyền đến một trận trơn trượt cùng thân thể mềm mại của Mộ Khuynh Nhan. Ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên thân thể của Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai cả kinh há to miệng. Mộ Khuynh Nhan giống như là đứa trẻ làm sai chuyện gì, nhanh chóng xoay người lại, mặt đỏ bừng, im lặng không lên tiếng. Trong phút chốc trong xe tràn ngập một cỗ hơi thở mập mờ. 11 giờ đêm, một chiếc Rolls Royce Phantom chạy trên một con đường ở Đông Hải, làm cho người qua đường rối rít ngắm nhìn. Trong ô tô Quý Hồng ngồi ở hàng ghế sau, tay cầm một ly rượu đỏ. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. 10 phút sau, chiếc Rolls Royce Phantom đã đi cửa phân cục công an Hoàng Phổ, cũng không có lao vào bên trong mà là dừng lại phía bên ngoài. Ân Ly, cô vào đưa Phương Thế Vinh ra. Mắt thấy xe hơi dừng lại, Quý Hồng ngẩng đầu lên uống hết rượu trong ly nói với tên lái xe. Vâng, quý tỷ. Ân Ly bước xuống xe đi vào bên trong đồn công an. Mấy phút đồng hồ sau, trong lúc Quý Hồng đang chăm chú đợi thì Phương Thế Vinh cùng với Ân Ly đi ra cùng một khuôn mặt bị băng bó. Đi tới trước chiếc xe, Ân Ly chủ động tiến lên hai bước mở cửa sau xe ý bảo Phương Thế Vinh lên xe. Quý Hồng, cô có ý gì? Phương Thế Vinh không có lên xe mà vẻ mặt tức giận nhìn Quý Hồng. Quý Hồng rõ ràng Phương Thế Vinh là nói đến việc nàng không có phái người tới hỗ trợ đối phó Bùi Đông Lai, nhưng không có nóng lòng giải thích, cũng không có như mọi khi bày ra một bộ dạng mê người. Mà than nhiên nở một nụ cười nói. Lên xe rồi nói. Thấy thái độ và vẻ mặt khác thường cả Quý Hồng, Phương Thế Vinh mặc dù tức giận không tiêu nhưng không có phát tác mà là chui vào trong chiếc xe. Tối nay đánh cậu là Bùi Đông Lai, hắn và Liễu Nguyệt quan hệ không giống bình thường. Xe hơi một lần nữa khởi động, Quý Hồng mở miệng giải thích. Nếu như ta đi giúp cậu, Liễu Nguyệt tự nhiên sẽ ra mặt, bởi vậy chẳng khác gì là ta cùng Liễu Nguyệt giao thủ. Sẽ phá tan kế hoạch của ta và cha cậu, còn có thể lộ ra sơ hở với cảnh sát. Mẹ kiếp, ta nghĩ hắn làm sao lại cuồng như vậy, hóa ra là người của con gái điếm Liêu Nguyệt kia. Nghe xong Quý Hồng giải thích, Phương Thế Vinh vẻ mặt âm trầm nói. Ý của cô là đợi sau này sẽ đối phó cả Liễu Nguyệt cùng với tên tiểu tạp chủng kia. Ừ, Quý Hồng gật đầu nhưng không có nói cho Phương Thế Vinh quan hệ giữa Bùi Đông Lai với Cổ Bồi Nguyên và Trần Anh. Được rồi, ta sẽ để cho hắn sống thêm mấy ngày, đợi xong chuyện này ta liền cho hắn sống không bằng chết.
Phương Thế Vinh hận đến nghiến răng nhưng cũng biết trong lúc này không thể vọng động đến người bên cạnh Liễu Nguyệt. Bên tai vang lên lời nói của Phương Thế Vinh, thông qua kính chiếu hậu thấy được vẻ mặt dữ tợn cậu Phương Thế Vinh, Ân Ly không khỏi trong lòng thán phục thủ đoạn của Quý Hồng. Quý Hồng không có ra mặt giúp Phương Thế Vinh để tránh đả thảo kinh xả tới Liễu Nguyệt mà còn làm cho cừu hận giữa Phương gia và Liễu Nguyệt thăng cấp, dưới tình hình này đến lúc thực hiện kế hoạch chắc chắn Phương gia chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Đúng rồi, hộ vệ của ta đâu? Sau khi tức giận, Phương Thế Vinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi Quý Hồng. Quý Hồng không trả lời Phương Thế Vinh ngay mà không nóng không vội rót một chén rượu, sau đó mới nói. Căn cứ theo lời của cảnh sát nói, hộ vệ của cậu chẳng nhưng động thủ đánh người hơn nữa lại bị cảnh sát tìm thấy súng trên người trước mặt mọi người. Ý của cô là? Phương Thế Vinh sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Sau chuyện tình Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc, cảnh sát Đông Hải đã loạn cả lên, mà chuyện tình lần này lại cùng Mộ Khuynh Nhan có liên quan, cảnh sát đang lo không có biện pháp giải quyết tốt hậu quả thì cậu lại tự dẫn sát tới, cậu cho rằng tên hộ vệ của cậu còn có thể đi ra sao? Quý Hồng mở ra đôi môi khêu gợi, gằn từng chữ. Phương Thế Vinh giận đến run người, hắn nghe ra ý tứ của Quý Hồng, cảnh sát muốn đem hộ vệ của hắn làm con dê thế tội để cho người hâm mộ của Mộ Khuynh Nhan một cái công đạo. Cái tên không kiếp này. Hiểu được điều này, hận ý của Phương Thế Vinh đối với Bùi Đông Lai lập tức tăng lên, tức giận mắng một tiếng sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hắn rốt cuộc là có quan hệ với Liễu Nguyệt thế nào? Tại sao thân thủ của hắn lại mạnh như vậy? Mạnh như thế nào? Nghe được Phương Thế Vinh nói như vậy, Quý Hồng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, hộ vệ của Phương Thế Vinh nàng đã gặp qua hơn nữa từ cảnh sát nàng còn biết được hộ vệ cậu Phương Thế Vinh bị Bùi Đông Lai đánh cho tàn phế. Nàng cảm thấy hộ vệ của Phương Thế Vinh cùng Bùi Đông Lai thực lực sai biệt không lớn, hẳn là không thảm bại mới đúng. Hộ vệ của ta cơ hồ là không có lực chống đỡ, chỉ hai cái đã bị quật ngã. Phương Thế Vinh càng nói càng buồn bực. Phải biết rằng hộ vệ của hắn có thể sánh ngang với bộ đội đặc chủng, cho dù là không thể thắng được đối phương ít nhất cũng sẽ không bị thua. Nga! Ngạc nhiên nghe được lời nói của Phương Thế Vinh, Quý Hồng đầu tiên là cả kinh sau đó đôi mi thanh tú nhíu lại, Bùi Đông Lai thực lực của ngươi cũng tăng lên quá nhanh đi. Đối với những chuyện này Bùi Đông Lai cũng không biết, hắn lúc này đã lái ô tô đi tới trước khách sạn của Mộ Khuynh Nhan. Trong ô tô, trên mặt Mộ Khuynh Nhan vẫn lưu lại một mảnh đỏ ửng. Không dám nhìn mặt Bùi Đông Lai. Lúc trước bởi vì kích động nàng không kìm lòng được hôn Bùi Đông Lai một cái, sau đó lại cảm giác mình quá điên cuồng, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. May mà Bùi Đông Lai kịp thời lái xe đi, cũng tiêu trừ lúng túng của Mộ Khuynh Nhan. Song dù vậy, mặc dù đang đi trên đường Mộ Khuynh Nhan cũng không dám nói chuyện cùng Bùi Đông Lai, cũng không dám nhìn hắn một cái. Đến nơi rồi, xuống xe thôi. Bùi Đông Lai thấy Tương Cương tự mình dẫn người từ trong khách sạn đi ra, mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc trên xe. Ừ. Mộ Khuynh Nhan khẽ gật đầu một cái, hết sức điều chỉnh tâm tình mở đẩy của xe đi xuống. Đợi Bùi Đông Lai cùng Mộ Khuynh Nhan xuống xe, Tương Cương đầu tiên là nhìn Mộ Khuynh Nhan một cái sau đó mang theo vài phần áy náy nói với Bùi Đông Lai. Thật ngại quá, lại tặng thêm cho cậu một phiền toái nữa. Hiển nhiên Tương Cương cũng biết Phương Thế Vinh bởi vì có tà niệm đối với Mộ Khuynh Nhan nên Bùi Đông Lai mới bị tai bay vạ gió. Tương tiên sinh khách khí rồi. Bùi Đông Lai cười một cái tỏ vẻ không sao cả. Ta cũng nghe nói Tương tiên sinh cùng với cha của Phương Thế Vinh có quan hệ, hy vọng không ảnh hưởng đến việc làm ăn của Tương tiên sinh. Nếu xảy ra chuyện như thế, việc làm ăn tự nhiên không có cách nào cả, không có gì đáng ngại. Mắt thấy Bùi Đông Lai cười như không sao cả. Tương Cương thầm giật mình vì sự bình tĩnh của Bùi Đông Lai, đồng thời thử dò xét hỏi. Đông Lai, chuyện này cậu cùng Liễu Nguyệt có dự tính gì chưa? Chưa có chuẩn bị gì cả. Bùi Đông Lai vừa nói, nhớ tới đoạn trí nhớ lúc trước, suy nghĩ một chút nói. Tương tiên sinh, mặc dù Liễu tỷ nói cho ta biết ngày đó bọn bắt cóc Mộ Khuynh Nhan là vì tiền, chỉ là ta cảm giác chuyện này có cái gì đó không đúng. Tương Cương đối với người bắt cóc Mộ Khuynh Nhan có thể nói là hận thấu xương. Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói vậy lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ cậu có phát hiện gì sao? Bản thân ta hoài nghi bọn họ cùng Đông Tinh Hương Cảng có liên quan. Bùi Đông Lai chỉ đem phân nửa nói ra. Ta cũng hoài nghi là do Đông Tinh gây ra. Tương Cương chân mày nhíu lại. Cảm ơn cậu Bùi Đông Lai, chuyện này ta sẽ cho người đi điều tra rõ ràng.
Thời gian không còn sớm, Tương tiên sinh cùng Mộ tiểu thư nghỉ sớm đi. Bùi Đông Lai hiểu được mình nhắc nhở như vậy, Tương Cương chẳng những sẽ phái người đi điều tra hoàn toàn chuyện Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc hơn nữa sẽ để phòng đối với Đông Tinh hơn. Tốt! Tương Cương giãn chân mày ra, mỉm cười gật đầu, còn Mộ Khuynh Nhan thì ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai hướng về phía Mộ Khuynh Nhan cười cười, đột nhiên sau đó chui vào trong chiếc Audi S4, căn cứ theo lời của Mộ Khuynh Nhan chiếc xe này là của hộ vệ của Liễu Nguyệt. Khởi động xe, Bùi Đông Lai hướng về chỗ Mộ Khuynh Nhan cùng Tương Cương vẫy tay chào, lái ô tô rời đi. Nhìn chiếc Audi A41 biến mất ở góc đường, Mộ Khuynh Nhan trên mặt toát lên vô tận tiếc nuối. Tương Cương đang suy tư lời nói lúc trước của Bùi Đông Lai nên không có phát hiện dị trạng của Mộ Khuynh Nhan. Nửa giờ sau khi liên lạc với Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai đã đi tới biệt thự Cung Đàn. Đông Lai, lão bản đã chờ cậu đã lâu rồi, mau vào đi. Ngoài cửa biệt thự, hộ vệ của Đông Phương Lãnh Vũ là A Long sớm đã chờ sẵn thấy Bùi Đông Lai lái ô tô tới vội vàng nghênh đón. Bùi Đông Lai mỉm cười gật đầu, trực tiếp đi vào bên trong. Trong đại sảnh biệt thự Liễu Nguyệt giống như ngày thường mặc một bộ đồ màu đen, ngồi trên ghế salon, một bộ như đang suy nghĩ điều gì, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Liễu tỷ, Bùi Đông Lai tiến vào đại sảnh, hướng tới. Liễu Nguyệt chào hỏi. Tiểu Vũ cùng Uyển Nhi đã ngủ rồi sao? Ừ. Liễu Nguyệt gật đầu sau đó trực tiếp hỏi. Đông Lai, tối nay rốt cục là xảy ra chuyện gì? Nhận thấy dược lo lắng trong giọng nói của Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai cũng không giấu giếm mà đem hết mọi chuyện kể ra cho Liễu Nguyệt. Đông Lai, cậu yên tâm, có Liễu tỷ ở đây, Phương Trấn hắn tuyệt đối không dám động đến một đầu ngón tay của cậu. Liễu Nguyệt vẻ mặt lạnh lẽo giống như là nếu như Phương Trấn dám động đến Bùi Đông Lai thì sẽ cùng Phương Trấn sống mái đến cùng vậy. Liễu tỷ sau khi ta đã thương Phương Thế Vinh, hắn liền gọi cho Quý Hồng ra mặt, mà sau khi Quý Hồng biết là ta làm thì trực tiếp buông tay mặc kệ chuyện này có phải có hay không vấn đề. Trên đường trở về Bùi Đông Lai một mực nghĩ đến nguyên nhân Quý Hồng làm như vậy, chính là nghĩ mãi vẫn không ra. Quý Hồng luôn luôn nhiều mưu mô quỷ kế. Nàng biết quan hệ giữa cậu và ta, tự nhiên không muốn vì Phương Thế Vinh mà hoàn toàn cùng ta trở mặt. Liễu Nguyệt nhắc tới Quý Hồng giọng nói không khỏi âm lãnh vài phần. Huống chi thời gian gần đây nghiêm cấm đánh nhau, nếu như lúc này ta cùng nàng vạch mặt khó tránh khỏi sẽ làm cảnh sát chú ý. Thì ra là như vậy. Mặc dù Liễu Nguyệt đã nói ra lý do, nhưng mà Bùi Đông Lai nhớ lại Quý Hồng nghe đến tên mình thì thái độ liền thay đổi, điều này làm cho hắn cảm thấy có gì không đúng. Tốt lắm, Đông Lai không cần nghĩ đến chuyện này nữa. Liễu Nguyệt cho rằng Bùi Đông Lai vẫn còn đang vì chuyện đêm nay mà lo lắng, liền mở miệng một lần nữa nói. 3 ngày nữa ở vùng Tam Giác Trường Giang có tổ chức một cuộc tụ họp các nhân vật lớn của Đông Hải, cả vùng Tam Giác Trường Giang, quân, chính, thương. 3 lĩnh vực cũng sẽ tham gia, cậu đi cùng ta chứ? Kể từ khi Bùi Đông Lai tới Đông Hải, Liễu Nguyệt một mực đợi Bùi Vũ Phu hiện thân. Chỉ là đến tận bây giờ Bùi Vũ Phu vẫn chưa lộ diện, điều này làm cho nàng càng thêm xác định Bùi Vũ Phu muốn thông qua phương thức này tôi luyện Bùi Đông Lai. Dưới tình hình này nàng không có chủ trương để cho Bùi Đông Lai tiến vào Đông Nguyệt Bang hoặc là tập đoàn Thiên Trường mà là toàn lực tôi luyện nền tảng cùng cơ hội cho Bùi Đông Lai. Tốt, cảm ơn Liễu tỷ. Bùi Đông Lai biết Liễu Nguyệt đây là cung cấp nền tảng cho hắn, lập tư xê nói cảm ơn. Tốt lắm. Đông Lai thời gian không còn sớm nữa, đêm nay cậu ngủ lại đây đi. Liễu Nguyệt vừa nói, giọng nói nhu hòa đi rất nhiều. Vâng. Bùi Đông Lai gật đầu lại nói. Đúng rồi, Liễu tỷ có thể cho người sáng sớm ngày mai cung cấp cho ta một phần tư liệu về Phương Thế Vinh cùng cha hắn Phương Trấn được không? Đông Lai cậu muốn đối phó Phương Trấn. Liễu Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra sau đó lập tức hiểu được Bùi Đông Lai muốn hạ tử thủ đối với cha con Phương Trấn. Có nguy hiểm tồn tại, sẽ tạo thành tai họa ngầm, không bằng bóp chết nó ngay từ trong trứng nước sớm một chút. Bùi Đông Lai tối nay tới tìm Liễu Nguyệt không phải là muốn nhờ Liễu Nguyệt giải quyết chuyện này giúp hắn mà chủ yếu là muốn thu thập tư liệu về cha con Phương Trấn, lúc này nghe Liễu Nguyệt nói thế cũng không có giấu giếm mà híp mắt gật gật đầu. Đông Lai, Phương Trấn xưng bá Hắc Đạo Hàng Châu nhiều năm, bên cạnh có không ít cao thủ cậu không thể vọng động. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Nhận thấy được sát ý trên người Bùi Đông Lai, Liễu Nguyệt trong lòng cả kinh vội vàng khuyên can nói. Ta biết, ta sẽ không hành động lỗ mãng,
mà sẽ tìm cơ hội tốt nhất. Bùi Đông Lai gật gật đầu, hắn có thể nhận thấy được sự quan tâm của Liễu Nguyệt, bất quá hắn cũng biết, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, không bằng kết thúc sớm một chút. Ngoại trừ điểm này còn có một nguyên nhân khác khiến cho Bùi Đông Lai kiên định với quyết định ám sát Phương Trấn. Rời đi trụ sở huyết sát một thời gian, Bùi Đông Lai mỗi ngày đều luyện quyền không nói, còn trên Vân Sơn đánh nhau sống chết với 4 tên bắt cóc Mộ Khuynh Nhan, thực lực tăng lên không nhỏ, hắn hôm nay có thể tùy ý khống chế kình lực trong cơ thể có thể thu phát tự nhiên. Đối với lần này Bùi Đông Lai hiểu được, chính mình giống như mới bước vào cánh cửa minh kính, tiến vào bình cảnh phải thông qua sinh tử tôi luyện mới có thể kích thích vượt qua cánh cửa minh kính bước vào cảnh giới ám kính thần bí khó lường. Cậu đã hạ quyết tâm như vậy, ta cũng không ngăn cản. Liễu Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng nói. Bất quá vì bảo vệ, ta sẽ cho 4 gã thành viên của huyết sát hỗ trợ cho cậu. Không cần đâu Liễu tỷ. Bùi Đông Lai lắc đầy không giấu giếm dụng ý của mình nữa. Đối với ta mà nói, ám sát Phương Trấn cũng giống như một lần tôi luyện bản thân vậy. Ta biết, chỉ là... Liễu Nguyệt vẫn không yên lòng. Liễu tỷ, ta nhìn ra được tỷ là người đã từng luyện võ, tỷ biết ám kình không? Ám kính. Nghe được hai chữ này, con người Liễu Nguyệt đột nhiên lớn hơn. Đúng như lời Bùi Đông Lai nói, nàng đã từng luyện võ, vì vậy nàng cũng rất rõ ràng, người luyện võ một khi đạt tới cảnh giới ám kính liền chân chính tiến tới hàng ngũ cao thủ. Từng nghe qua Đông Phương thần cha của Đông Phương Lãnh Vũ nói, người có thể đạt tới cảnh giới ám kính trong võ học tung cầu không nhiều. Chẳng lẽ cậu đã đạt tới cảnh giới ám kính? Dưới ánh đèn Liễu Nguyệt kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai. Tạm thời thì chưa. Bùi Đông Lai lắc đầu. Bất quá lấy thực lực của ta bây giờ chỉ cần không gặp phải cao thủ ám kình thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào cả, thậm chí cho dù gặp phải cao thủ ám kính ta cũng có thể toàn thân trở ra. Sau khi nói xong trên mặt Bùi Đông Lai hiện rõ vẻ tự tin. Tự tin ở cái cơ năng biến thái của thân thể. Bởi vì Bùi Vũ Phu từ nhỏ đã bắt hắn đứng tấn, luyện tập dẫn thể thuật hơn nữa còn dùng dược thủy ngâm mình cho hắn, thân thể của hắn vượt xa người bình thường. Mà trước khi đến Đông Hải Bùi Vũ Phu dùng loại thuốc bột màu đen lại càng xuất thần nhập hóa, có thể đề cao cơ năng của các hạng mục thân thể, so với bộ đội đặc chủng cũng không kém chút nào. Sau này ở trụ sở huyết sát huấn luyện thân thể ở cường độ cao lại càng làm cho cơ năng thân thể của Bùi Đông Lai có thể so sánh với bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, hắn hôm nay gân cốt vô cùng cứng rắn, chỉ cần có thể đem ra thịt đạt được độ cứng như gân cốt, thì đã có thể đạt đến giới hạn cao nhất của con người. Điều này cũng nói rằng ngay Trần Anh là thành viên của Long Nha, các hạng mục cơ năng của thân thể cũng không thể so sánh với Bùi Đông Lai, có hơn chẳng qua là các loại kinh nghiệm chiến đấu thôi. Được rồi, đêm nay ta sẽ chuẩn bị, tranh thủ sáng mai sẽ đưa cho cậu một tư liệu kỹ lưỡng nhất. Nhận thấy được sự tự tin cùng kiên định trong lời nói của Bùi Đông Lai, Liễu Nguyệt trầm ngâm chốc lát cuối cùng là lựa chọn đáp ứng. Một mặt nàng biết Bùi Đông Lai là loại người đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Còn nữa nàng cảm thấy nếu Bùi Vũ Phu buông tay để cho Bùi Đông Lai tôi luyện cũng là có đạo lý, dù sao một đóa hoa ở trong phòng ấm thì không thể nào có được thành tựu. Cảm ơn Liễu tỷ. Bùi Đông Lai vội vàng cảm ơn. Đông Lai sau này không cần khách khí với ta. Liễu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, cười khổ nói. Cha cậu đối với ta giống như là phụ mẫu tái sinh, có thể nói hết thảy của ta hiện nay đều là do ông ấy mang lại, lấy ân tình của ông ấy đối với ta và anh trai ta. Cho dù có cho cậu hết thảy ta cũng không nhăn mày một chút nào. Ách, ngạc nhiên nghe được lời nói của Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Kể từ khi hắn biết được thân thủ kinh khủng của Bùi Vũ Phu, trong lòng liền cho rằng tên tuổi của Bùi Vũ Phu năm đó không nhỏ, hôm nay nghe được lời nói của Liễu Nguyệt hắn mới biết rốt cuộc là hắn vẫn đánh ra thấp thành tựu của qua tử. Liễu tỷ, cha ta năm đó rất lợi hại phải không? Sau khi kinh ngạc xong, Bùi Đông Lai lần đầu tiên không nhịn được hướng tới Liễu Nguyệt hỏi thăm chuyện tình của Bùi Vũ Phu năm đó. Đông Lai một chút quá khứ của cha cậu mà cậu cũng không biết sao. Lần này đến phiên Liễu Nguyệt kinh ngạc, nàng từng hoài nghi Bùi Đông Lai cũng không biết được mọi chuyện của Bùi Vũ Phu, hôm nay xem ra Bùi Đông Lai một chút cũng không biết. Không, Bùi Đông Lai lắc đầu chi tiết đáp. Cha vẫn không có nói cho ta biết mọi chuyện. Đông Lai nói thật cha cậu năm đó có bao nhiêu thế lực ta cũng không rõ lắm. Liễu Nguyệt cười khổ nói. Ta chỉ biết là, cha cậu năm đó vì đã đoạt đi mỹ nhân đệ nhất kinh thành từ trong tay tứ đại công tử của kinh thành, cũng chính là mẹ cậu, hơn nữa còn đại náo tử cấm thành,
cuối cùng toàn thân trở ra, làm cho vua và dân chấn động. Ách! Nghe được Liễu Nguyệt nói vậy, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy toàn thân sôi trào, một cỗ kích động trong lòng không thể nào áp chế được, ngoài ra hắn có bị kinh sợ. Hắn biết là Bùi Vũ Phu rất trâu bò, nhưng không ngờ được Bùi Vũ Phu lại trâu bò đến trình độ như vậy. So sánh cha cậu với người ở bốn lĩnh vực quân, chính, thương nhân thì cha cậu ở giới võ học mới thật sự là cường giả, giới võ học của Nhật Bản năm đó khiêu chiến với giới võ học Tung Cầu, các đại môn phái rối rít phái ra các cao thủ nghênh chiến cuối cùng không địch lại được võ thần Nhật Bản. Cha ta xuất chiến. Bùi Đông Lai kích động hỏi. Một chiêu. Liễu Nguyệt vừa nói vừa phảng phất nhớ lại trận chiến năm đó, cả người kích động không gì sánh được. Võ thần chỉ dùng một chiêu. Một chiêu. Bùi Đông Lai trợn tròn cặp mắt, hoàn toàn há hốc mồm. Đúng vậy, võ thần một chiêu đánh chết võ thần Nhật Bản, làm cho giới võ học Nhật Bản mất hết mặt mũi, hơn nữa còn nói một câu. Liễu Nguyệt nói tới đây tựa hồ hoàn toàn sôi máu, hô hấp trở nên dồn dập, thánh nữ phong trước ngực không ngừng đung đưa. Nói gì? Bùi Đông Lai ngừng thở thốt lên hỏi. Động vào Tung Cẩu, dù xa cũng giết. Liễu Nguyệt run rẩy nói ra những lời này. Bùi Đông Lai ngây người ra như phỗng, thật lâu không có lên tiếng. Từ đó về sau, cao thủ ngoại quốc không những không dám khiêu chiến với giới võ học Tung Cẩu nữa mà còn không dám bước chân vào Tung Cẩu nửa bước. Liễu Nguyệt phun ra một ngụm khó chịu thật sâu cười khổ nói. Mà từ đó cha của cậu cũng có được danh hiệu võ thần. Võ thần. Bùi Đông Lai dùng sức nuốt nước bọt mặc niệm hai chữ này. Chân của cha ta làm sao mà lại gãy? Sau khi khiếp sợ cùng kích động, Bùi Đông Lai cưỡng chế cho mình chấn định lại, đồng thời nhớ tới lúc Bùi Vũ Phu nói cho hắn biết sau khi mẹ hắn mất thì một mình mang hắn vào trong núi, trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. Cái này ta cũng không biết, chờ sau này cậu gặp lại võ thần thì tự mình hỏi đi. Liễu Nguyệt lắc đầu, nàng chẳng qua là mơ hồ nghe được một ít chuyện Bùi Vũ Phu thối lui khỏi giang hồ, cụ thể tình tiết như thế nào, thì nàng một chút cũng không biết. Càng không biết kinh khủng như võ thần tại sao lại mất một chân. Lần này Bùi Đông Lai không nói gì mà trầm mặc. Đúng rồi Đông Lai, sau khi cậu đến Đông Hải không có liên lạc gì với võ thần sao? Liễu Nguyệt mang theo vài phần tò mò hỏi. Bùi Đông Lai cười khổ. Không có, số điện thoại lúc trước không gọi được không biết là ông ấy đã đi đâu nữa. Liễu Nguyệt như có điều suy nghĩ. Liễu tỷ thời gian không còn sớm, người nghỉ ngơi đi. Bùi Đông Lai vẻ mặt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Tốt. Liễu Nguyệt gật đầu. Thấy Liễu Nguyệt gật đầu, Bùi Đông Lai không hề ở lại nữa mà trực tiếp đi khỏi đại sảnh. Hắn cũng không có trực tiếp trở về căn phòng hắn ở lúc làm gia sư cho Đông Phương Lãnh Vũ mà đi ra ngoài biệt thự, giống như khi làm gia sư cho Đông Phương Lãnh Vũ, chạy chậm ra rừng cây trước khu nhà giàu. Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai đi xa, Liễu Nguyệt rất rõ ràng. Ngay cả khi biết được quá khứ huy hoàng của Bùi Vũ Phu cũng sẽ không có một chút giống những tên hoàn khố, mà ngược lại hắn lại càng cố gắng để có thể theo được nhịp bước của Bùi Vũ Phu. Một đường chạy chậm đến chỗ rừng cây nhỏ, Bùi Đông Lai điều chỉnh lại hô hấp một lần, nhưng không có nóng lòng tập bộ quyền pháp không tên Bùi Vũ Phu dạy cho hắn mà là giống như lúc còn bé, luyện tập dẫn thể thuật. Qua tử từng nói, Minh Kính chia làm nhập môn cùng đại thành hai giai đoạn. Giai đoạn nhập môn có thể đem lực lượng toàn thân tập trung lại rồi đánh ra một kích, kinh lực chấn động không khí tạo thành tiếng động giòn vang. Giai đoạn đại thành thì kinh lực có thể thu phát tự nhiên, trong quá trình phát kinh thì tiếng vang phát ra trong không khí cùng cộng hưởng với tiếng xe gió, tạo thành như rồng ngâm. Hôm nay ta có thể thu phát kinh lực tự nhiên, lúc phát kinh thì tiếng vang trong xương cốt cộng hưởng cùng tiếng xé gió trong không khí, như vậy là đã đến giai đoạn đại thành. Chỉ cần trong lúc phát kình có thể phong bế lỗ chân lông không để cho kình lực dò dỉ ra bên ngoài, như vậy có thể coi là đã chạm tới cánh cửa ám kính. Sau khi luyện tập dẫn thể thuật xong, Bùi Đông Lai vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Căn cứ theo lời nói ban đầu của Bùi Vũ Phu nói, người luyện võ ở cảnh giới Minh Kính có thể tập trung kình lực tập trung trong một đòn đánh chỉ là trong quá trình phát lực, một bộ phận kình lực có thể hóa thành tinh khí thông qua lỗ chân lông mà tiết ra bên ngoài cơ thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người bình thường sau khi vận động kịch liệt thì người đổ mồ hôi, đỉnh đầu phát nhiệt cũng chính là đạo lý này. Mà cái gọi là ám kính liền có thể trong nháy mắt đó hoàn toàn phong bế lỗ chân lông không để cho kinh lực thoát ra ngoài, có thể tập trung lực lượng hơn,
Hơn nữa quá trình phát kình thì tiếng vang của xương cốt không cộng hưởng với tiếng vang của không khí, vậy nên ra chiêu vô thanh vô tức, khi kình lực bộc phát âm thanh như sấm rền. Hồi tưởng lại lời nói của Qua Tử, Bùi Đông Lai giống như ngày thường bắt đầu tập luyện bộ quyền pháp vô danh kia. Phù! Dưới màn đêm Bùi Đông Lai thân như quỷ mị, thân hình vừa động liền truyền ra thanh âm phá không. Vù! Một quyền xuất ra, kình lực bộc phát chấn động không khí, xương cốt truyền ra tiếng vang giòn hợp cùng thanh âm xé gió trong không khí. Dầm, dầm! Bùi Đông Lai trong lúc đánh quyền đã cố gắng khống chế lỗ chân lông của mình nhưng không thể nào đạt đến tinh tủy, thủy chung không có cách nào trong nháy mắt phát kình phong bế lỗ chân lông không để cho kình lực tiết ra ngoài. Kể từ đó sau khi đánh xong một lần, trên người của hắn xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Không có lau đi mồ hôi trên mặt, Bùi Đông Lai đứng nguyên tại chỗ, cẩn thận tự nhớ lại mỗi quá trình rất nhỏ, từng biến hóa của cơ thể trong lúc phát kình. Suy tư chốc lát, Bùi Đông Lai lại bắt đầu luyện tập lần thứ hai. Một lần, hai lần, ba lần. Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai toàn thân mồ hôi rơi như mưa khắp người ướt đẫm mói đỉnh chỉ luyện tập. Nếu mà có Qua Tử ở đây thì chắc có thể lĩnh ngộ nhanh hơn một chút. Cởi chiếc áo ngoài xuống, lau sạch mồ hôi, Bùi Đông Lai bắt đầu nhớ lại đoạn thời gian Qua Tử dạy hắn đánh quyền, thời gian đó mặc dù hắn không có đột phá minh kính nhưng hắn biết đó là thời gian hắn tiến bộ nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này hắn có thể chu ép minh kính nhập môn tiến đến minh kính đại thành, chứ tự thân cố gắng tập luyện ra thì cũng bởi vì bản thân cùng Tiêu Phi bắt đầu giai đoạn dung hợp thứ hai làm cho ngộ tính của hắn ở phương diện võ học tiến bộ thật lớn. Phát khô quần áo, Bùi Đông Lai kết thúc buổi luyện tập tối nay, theo đường cũ trở về biệt thự. Ở một chỗ hắc ám trong rừng cây, nam tử đã từng hô to lên, động vào tung cẩu, dù sao cũng đánh nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi. Lộ ra một nụ cười khúc khích 18 năm không thay đổi. Trong nụ cười có cương triều cũng có cả vui mừng. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Bùi Đông Lai như ngày thường dậy sớm chuẩn bị đi luyện quyền thì A Long đem một phần tư liệu về phương gia ở Hàng Châu đưa cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không có xem ngay mà là để tài liệu vào trong phòng sau đó đi luyện công buổi sáng. Nửa giờ sau, khi mặt trời mọc lên từ hướng đông, ánh hoàng hôn chiếu vào khu biệt thự cung đàn thì Bùi Đông Lai cả người ướt đẫm mồ hôi trở về biệt thự. Lúc này Bùi Đông Lai vẫn chưa bước đến cánh cửa của ám kính, nhưng mà hắn không có cảm thấy buồn bực, hắn biết luyện võ không phải là chuyện một sớm một chiều, hắn có thể trong thời gian ngắn đạt được thực lực như bây giờ có thể nói là một điều kỳ tích. Lúc Bùi Đông Lai trở về biệt thự thì Liễu Nguyệt vẫn như ngày thường làm bữa sáng cho Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi, mà biết được Bùi Đông Lai trở về biệt thự. Đông Phương Lãnh Vũ không có rửa mặt đánh răng mà đứng ở cửa biệt thự chờ Bùi Đông Lai. Đông Lai ca. Mắt thấy Bùi Đông Lai tiến vào biệt thự, Đông Phương Lãnh Vũ giống như là phát hiện ra đại lục mới vậy, hưng phấn gọi một tiếng, bước nhanh tới chỗ Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai lau mồ hôi trên mặt cười đón nhận, nói. Mặt trời hôm nay mọc từ hướng Tây hay sao mà chú có thể dậy sớm vậy? Kể từ lần trước ta đáp ứng với ca ngủ sớm dậy sớm thì bây giờ ta đều dậy rất sớm. Đông Phương Lãnh Vũ cao hứng nói. Đúng rồi, học kỳ mới thế nào? Thành tích có thể tăng lên không? Bùi Đông Lai hỏi. Đông Phương Lãnh Vũ giơ tay lên đầu nói. Học kỳ mới bắt đầu trường tổ chức một cuộc thi ca đoán thử xem ta được bao nhiêu điểm. Bao nhiêu? Thấy bộ dáng đắc ý của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai hiểu được thành tích của hắn khẳng định không tệ. Trong lòng có chút vui mừng. Toàn khối có 280 người, ta đứng trong top 36 người. Đông Phương Lãnh Vũ vừa nói vừa nhớ ra cái gì đó, cười hắc hắc nói. Đông Lai ca, ca không biết trong lúc công bố thành tích, học sinh lớp ta kinh hãi như thế nào đâu, bọn họ cũng không tin ta có thể thi tốt như vậy. Thực lực chứng minh hết thảy, không cần để ý đến lời nói của người khác. Bùi Đông Lai cười cười nói. Chứng minh thì chứng minh được nhưng bọn họ hoài nghi ta, rất là khó chịu. Đông Phương Lãnh Vũ vừa nói, vẻ mặt sùng bái nhìn Bùi Đông Lai. Khó chịu thì khó chịu, ta còn nói với bọn họ một câu khiến cho tất cả bọn họ đều ngậm miệng lại, ca đoán thử coi ta nói cái gì. Bùi Đông Lai cười lắc đầu. Đông Lai ca, thủ khoa của cả nước là gia sư của lão tử, các ngươi lại dám hoài nghi thành tích của lão tử sao? Đông Phương Lãnh Vũ biểu diễn lại bộ dáng lúc đó vừa nói vừa cười rất đắc ý. Bùi Đông Lai âm thầm cười khổ. Đông Lai ca cũng thật không tốt, không dạy ta kỹ thuật đua xe thì thôi, trở lại cũng không có nói với ta một tiếng,
để tối qua ta cứ thế đi ngủ. Thấy Bùi Đông Lai không có phát biểu ý kiến, Đông Phương Lãnh Vũ oán giận nói. Dạo này bận quá, đợi sau khi quốc khánh ta sẽ dạy cho chú. Bùi Đông Lai hơi có vẻ lúng túng nói. Tối hôm qua trở về cũng là do có việc, lần sau sẽ điện thoại trước cho ngươi. Tốt lắm Tiểu Vũ, con cũng không cần quấn lấy Đông Lai ca nói chuyện nữa, để cho Đông Lai ca đi tắm, con cũng đi rửa mặt đi rồi còn ăn sáng. Đông Phương Lãnh Vũ vẫn còn muốn nói với Bùi Đông Lai cái gì nữa thì Liễu Nguyệt mang tạp dề từ trong nhà bếp đi ra nói với Đông Phương Lãnh Vũ. Đi rửa mặt đi, ta đi tắm đã. Thấy Đông Phương Lãnh Vũ vẻ mặt không vui chuẩn bị cãi lại Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai liền vỗ vỗ bả vai Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Phương Lãnh Vũ buồn khổ gật gật cái đầu, không nói cái gì nữa, đối với hắn mà nói thì có thể không nghe lời của Liễu Nguyệt chứ không thể không nghe lời của Bùi Đông Lai được. Sau khi về phòng, Bùi Đông Lai chui vào nhà tắm, hắn cũng không có nóng lòng xem tư liệu về Phương gia mà đi tới nhà bếp ăn cùng ba người Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ, Uyển Nhi ăn sáng. Trong lúc ăn điểm tâm, Uyển Nhi vẫn ồn ào nói Bùi Đông Lai không giữ lời hứa, không giới thiệu cho nàng thần tiên tỷ tỷ. Bùi Đông Lai tự biết đối lý, không dám cùng tiểu cô nương nói chuyện vùi đầu vào ăn cơm. Đông Lai, lát nữa ta đi đến sân bay tiễn Tương Tiên Sinh cùng Mộ tiểu thư, cậu có đi không? Vừa ăn Liễu Nguyệt vừa hỏi. Bùi Đông Lai lắc đầu, nói. Ta không đi đâu Liễu tỷ. Thấy Bùi Đông Lai không muốn đi, Liễu Nguyệt cũng không có miễn cưỡng. Chẳng qua là trong lòng tò mò thần tiên tỷ tỷ trong miệng của Tiểu Uyển là thần thánh phương nào có thể làm cho Bùi Đông Lai đối với sự chủ động của Mộ Khuynh Nhan không một chút động tâm. Đông Lai ca, ta lái xe đưa ca đến trường học được không? Biết được Bùi Đông Lai không đi tiễn Mộ Khuynh Nhan, Đông Phương Lãnh Vũ sắc mặt hưng phấn nói. Thuận tiện biết một chút về các cô em ở trường học của ca như thế nào. Ngoan ngoãn mà đi học đi. Bùi Đông Lai tức giận ném một cái hạt dẻ vào người Đông Phương Lãnh Vũ. Vẻ mặt Đông Phương Lãnh Vũ ủy khuất, nhìn Bùi Đông Lai, cuối cùng đành phái buồn bực chui vào chiếc Aston Martin đi đến trường, mà Bùi Đông Lai thì lái chiếc Audi A4 của Liễu Nguyệt về trường Đại học Đông Hải. Đối với trường Đông Hải mà nói, chiếc Audi A4 cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý. Dĩ nhiên nếu hắn lái chiếc Aston Martin bị hạn chế trên thế giới thì sẽ khiến cho toàn trường chấn động. Audi A4 không khiến cho oanh động, chỉ là Bùi Đông Lai tối qua bởi vì được đích thân Mộ Khuynh Nhan bày tỏ nên trở thành nhân vật phong vân được mọi người tôn sùng. Dọc theo đường đi, Bùi Đông Lai kéo theo rất nhiều sự chú ý, thậm chí có không ít nữ sinh nhìn hắn chỉ trỏ. Đối với việc này Bùi Đông Lai không rảnh mà để ý, hắn đi thẳng tới phòng của hắn. Lúc Bùi Đông Lai mở cửa ra đã thấy Cổ Văn Cảnh rửa mặt xong, mà Ngô Vũ Trạch cùng Trang Bích Phàm thì vừa mới dậy. Đông Lai, chú còn biết trở về cơ à? Thấy Bùi Đông Lai xuất hiện ở cửa, Ngô Vũ Trạch vẻ mặt hưng phấn hỏi. Tối hôm được qua mấy nháy? Mấy cái con mợ các chú ấy? Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Trang Bích Phàm nghiêm trang. Từ xưa đến nay, hồng nhan bạc mệnh, nam nhân đào hoa đoản mệnh, Đông Lai chú phải cẩn thận. Trang Bích Phàm, chú không cần phải lo lắng, chú quá coi thường ca rồi. Bùi Đông Lai cười trả lời. Cũng không phải là nói chú cao bao nhiêu, to như thế nào, mà là cây súng trong đũng quần chú cứng thế nào, dài bao nhiêu, to thế nào. Trang Bích Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Chú được lắm. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy cùng Trang Bích Phàm giảng đạo lý quả thực là tự tìm tai vạ. Sau đó Ngô Vũ Trạch cùng Trang Bích Phàm đi rửa mặt, Bùi Đông Lai hướng tới Cổ Văn Cảnh hỏi. Văn Cảnh, hai ngày sau Đông Hải tổ chức một cuộc tụ hội. Hiệu trưởng có tham gia không? Chú cũng biết à, ông nội của ta luôn không có hứng thú với hoạt động này. Cổ Văn Cảnh cười khổ nói. Chú muốn đi à? Ừ. Bùi Đông Lai cũng không giấu giếm. Ta nghĩ nếu hiệu trưởng đi thì gọi cho ngài, nếu không đi vậy thì thôi. Nghe Bùi Đông Lai nói như thế Cổ Văn Cảnh không nói cái gì nữa, hắn biết Cổ Bồi Nguyên có bao nhiêu lòng tin với Bùi Đông Lai. Chỉ là thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này hắn biết được Bùi Đông Lai không phải là loại người thích vùi đầu vào nghiên cứu học thuật. Đợi Ngô Vũ Trạch cùng Tranh Bích Phàm rửa mặt xong, bốn người Bùi Đông Lai đi xuống phòng học, dọc theo đường đi Bùi Đông Lai vẫn gây được sự chú ý cho người khác. Thậm chí sau khi tới phòng học vẫn có một số người vây lấy hỏi về chuyện xảy ra lúc Bùi Đông Lai cứu Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc khiến cho Bùi Đông Lai khổ không thể tả. Cho đến khi thầy giáo vào lớp thì bọn chúng mới trở lại chỗ ngồi của mình.
Tiết đầu tiên là quản lý học, thầy giáo chính là một trong những người thầy giáo cao tuổi của Đại học Đông Hải, rất có tài năng, liên tiếp đưa ra các lý luận thực tế, khiến cho không khí lớp học hết sức sôi nổi. Bùi Đông Lai vừa nghe giảng vừa đem chương trình xem qua, cảm giác được đại khái nắm giữ thì đem tài liệu về Phương gia mà Liễu Nguyệt đưa cho ra xem. Phương Trấn, nam, 50 tuổi, chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ ở Hàng Châu. Tư liệu về Phương Trấn gần 10 tờ, Bùi Đông Lai đọc rất cẩn thận sợ bỏ sót một chi tiết quan trọng nào. Phương Trấn cũng giống như những tên kiêu hùng trong Hắc Đạo, dựa vào Hắc Đạo mà khởi nghiệp, mấy năm nay theo sát được nhịp bước của thời đại, dùng những hoạt động phi pháp để kiếm tiền, rửa tiền dưới danh nghĩa chính đạo. Về địa vị trong thương giới của Phương Trấn thì có thể nói là cả Chiết Giang chỉ có một, về địa vị trong giang hồ thì có thể coi là lão đại của cả Chiết Giang, thủ hạ tinh binh có không ít, trong đó khiến Bùi Đông Lai chú ý nhất có hai người, một người tên là Dương Bình là bộ đội đặc chủng giải ngũ, một người khác là Triệu Hùng, từ nhỏ tập võ, trong Hắc Đạo được xưng là cao thủ số một số hai, chẳng hiểu sao lại bị Phương Trấn hàng phục. Căn cứ vào tài liệu thì hai tên Dương Bình, Triệu Hùng là cận vệ của Phương Trấn. Ngoài ra Phương Trấn còn có một tổ chức tương tự huyết sát, nhân số cụ thể không rõ, toàn bộ đã qua huấn luyện. Nhìn tư liệu về Phương Trấn xong, Bùi Đông Lai hiểu được muốn ám sát Phương Trấn thì khó khăn không phải nhỏ. Ngoài dữ liệu của Bùi Đông Lai chính là trong tư liệu thì người được chú ý thứ hai không phải là Phương Thế Vinh cũng không phải là vợ của Phương Trấn mà là một nữ nhân gọi là Phương Hiểu Hồng, 42 tuổi, là lão đại của tập đoàn Vân Đạt, là gia chủ của xí nghiệp nổi tiếng Chiết Giang. Là ủy viên chính trong cả nước. Từ ý nào đó đã nói, riêng về thân phận thì em gái của Phương Trấn là Phương Hiểu Hồng còn trâu hơn cả Phương Trấn. Điều này làm cho Bùi Đông Lai kinh ngạc đồng thời càng gợi thêm tò mò của hắn, sau đó hắn rõ ràng thấy trong tư liệu có ghi một câu, Phương Hiểu Hồng đến nay chưa lập gia đình, quan hệ với rất nhiều người. Là người tình của Phó Thường vụ Tào Nghiễm Giang, mà nhi tử của Phương Hiểu Hồng là Phương Thế Kiệt rất có thể cũng là con riêng của Tào Nghiễm Giang. Một tin tức khác cũng khiến cho Bùi Đông Lai chú ý đó là hắn nhìn qua tư liệu của Phương Thế Vinh cùng Phương Thế Kiệt thì biết được Phương Thế Vinh trước mắt là chủ của tập đoàn Bảo Hồ, tập đoàn chuyên kinh doanh khách sạn, chỗ ăn chơi. Nhìn tất cả các tài liệu này xong, Bùi Đông Lai cau mày, hắn biết rõ Phương Trấn ở Chiết Giang có thể hô mưa gọi gió, ngoại trừ mạng lưới liên lạc của bản thân ra thì đều dựa trên quan hệ với Tào Nghiễm Giang. Dưới tình hình này nếu mà trong quá trình ám sát Phương Trấn để lại dấu vết thì đúng là vô cùng phiền toái. Trầm mặc một hồi lâu Bùi Đông Lai lấy bút vẽ một dấu xe lên đầu một người. Chém đầu. Buổi chiều hai ngày sau đó. Khi Bùi Đông Lai lái chiếc Audi vào khu biệt thự Đàn Cung thì thấy được bên trong khu biệt thự bỗng trở nên náo nhiệt. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng bia. Bởi vì đêm nay sẽ tổ chức tụ họp cho nên rất nhiều đại nhân vật sẽ trở về Đông Hải mà mấy vị em xinh đẹp này chính là bồ nhí hoặc vợ hai, vợ ba của đám nhà giàu kia. Ô tô đến biệt thự Đàn Cung, Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi đã đứng sẵn đó, trong đó Đông Phương Uyển Nhi thân mang theo một bộ lễ phục công chúa thanh thuần, đáng yêu mà Đông Phương Lãnh Vũ thì vẫn giống như ngày thường vẫn mang theo một bộ trang phục đậm chất England nhưng cũng không che giấu được vẻ hung hăng, càn quấy của hắn. Đông Lai ca. Kẻ lừa đảo, đại lừa gạt. Mắt thấy Bùi Đông Lai vào biệt thự thì Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu La Ly lần lượt mở miệng, một người thì hưng phấn, một người thì khinh bỉ, thái độ hoàn toàn trái ngược nhau. Bùi Đông Lai cũng chẳng để ý đến lời nói của Tiểu La Ly, một tay của hắn véo lên trên má Tiểu La Ly. Bùi Đông Lai cười cười buông tay ra, hướng Đông Phương Lãnh Vũ hỏi. Tiểu Vũ, tiểu cô chú đâu? Tiểu cô đang ở trên lầu thay quần áo. Cô ấy nói ca mau đi thay quần áo đi, 5 giờ 30 chúng ta sẽ xuất phát. Đông Phương Lãnh Vũ cười nói. Bùi Đông Lai ừ một tiếng, định chuẩn bị đi thay quần áo thì thấy Tiểu La Lị tức giận, trừng mắt, hận không thể đi lên cắn hắn hai cái. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng thấy vui vẻ. 30, sau, khi Bùi Đông Lai trở lại đại sảnh thì LN cũng chưa xuống lầu, lúc này Đông Phương Lãnh Vũ đang chơi game mà một bên Tiểu La Lị đang xem phim hoạt hình. Bùi Đông Lai ngồi trên ghế salon vừa được vài phút thì trên LN thân mang theo một bộ lễ phục dạ hội màu đen từ trên lầu đi xuống. Ngày hôm nay, Liễu Nguyệt đặc biệt bới tóc trên đầu lên, lễ phục dạ hội cũng không có hở cho lắm, tuy nhiên nó vẫn làm tôn lên những đường cong trên thân thể của nàng, làm cho khí chất của nàng tăng lên. Nàng không đeo trang sức gì cả nhưng lại khuynh quốc khuynh thành. Bởi vì, chính bản thân nàng đã đẹp sẵn rồi,
cho dù là nữ minh tinh thấy nàng cũng phải ảm đạm thất sắc. Thấy như vậy thì Bùi Đông Lai liền thất thần. Hơi thở lạnh như băng, khí chất cao quý, thân thể mềm mại dụ người. Nói riêng về diện mạo hay dáng người thì LN có thể so sánh được Quý Hồng, nhưng luận về lực hấp dẫn đối với nam nhân thì Liễu Nguyệt cao hơn. Dù sao, từ xưa đến nay, băng mỹ nhân luôn có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Ngắn ngủi sau vài phút trò chuyện, Bùi Đông Lai đi theo Liễu Nguyệt cùng Đông Phương Lãnh Vũ, Tiểu La Lị hai người ra biệt thự. Bên ngoài có chiếc Lincoln, thân là bảo tiêu của Liễu Nguyệt thì Tiểu Lang đã đứng sẵn đây. Lúc trước khi Bùi Đông Lai vào biệt thự thì Tiểu Lang đang đi rửa xe, lúc này thấy Bùi Đông Lai ở đây thì Tiểu Lang có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên là hắn có thể thấy được thực lực của Bùi Đông Lai rõ ràng là đã tăng lên. Bùi Đông Lai mỉm cười, chờ Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi ba người tiến vào trong xe rồi thì hắn mới lên. Ô tô khởi động, Lincoln liền chạy ra khỏi khu biệt thự. Căn cứ theo lời của Liễu Nguyệt thì bữa tiệc tối nay được tổ chức trên một du thuyền xa hoa, sau khi khách nhân có mặt đầy đủ thì du thuyền sẽ đi ra khơi. 6 giờ 30, chiếc Lincoln đã đến nơi, phóng mắt nhìn lại thì khắp nơi toàn là limousine, hơn nữa trong đó còn không ít xe mang biển số quân đội. Hai bên của du thuyền có nhiều võ cảnh mang theo vũ trang đứng canh gác, mỗi người khi lên thuyền thì đều được kiểm tra, hơn nữa buổi tụ hội đêm nay cấm tuyệt đối không cho phép người nào mang theo súng hay vũ khí lạnh đi vào. Trên mặt biển, một chiếc du thuyền xa hoa lẳng lặng đầu ở chỗ này, không ít khách nhân đứng ở trên boong thuyền thưởng thức cảnh sắc, ánh mắt lâu lâu lại ném vào trong bờ, quan sát thử có vị khách nào đến. Mắt thấy chiếc Lincoln của Liễu Nguyệt đi đến thì toàn bộ khách nhân đều đem ánh mắt nhìn về. Lincoln dừng lại, trước tiên Tiểu Lang xuống xe, sau đó đi ra mở cửa cho LN, còn Bùi Đông Lai thì trực tiếp mở cửa đi xuống. Ân, xa xa, thấy Bùi Đông Lai đi xuống thì toàn bộ mọi người đều ngạc nhiên, người trẻ tuổi này là ai, như thế nào mà hắn lại ngồi trên xe của Liễu Nguyệt. Không đợi mọi người nghĩ ra nguyên nhân thì ba người Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi cũng đã xuống xe. Dưới ánh trời chiều, vẫn là vẻ lãnh mạc trên khuôn mặt của nàng. Phần lãnh mạc ấy làm cho nhiều người mất đi dũng khí khi muốn bước lên bắt chuyện. Sau đó, Liễu Nguyệt liền đi trước, Bùi Đông Lai theo sát ở sau, mà Đông Phương Lãnh Vũ lại nắm lấy tay của Đông Phương Uyển Nhi đi tiếp theo, phía sau cùng là Tiểu Lang. Người trẻ tuổi kia là ai nhỉ? Không biết, bất quá nhìn có vẻ không giống bảo tiêu của Liễu Nguyệt. Đúng a, thật là kỳ quái, từ lúc nào mà bên cạnh băng mỹ nhân lại có một nam nhân? Trên boong tàu, đám người liền sổi nổi bàn tán. Hắn gọi là Bùi Đông Lai. Đang lúc mọi người đang nghi hoặc thì một gã nam nhân đầu tóc húi cua xuất hiện, nhìn thấy Liễu Nguyệt xuất hiện thì thản nhiên mở miệng. Ách! Nam nhân mới mở miệng, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Bùi Đông Lai, không nghe nói qua à. Lập tức có một thương nhân khó hiểu khỏi, những người khác thì nhìn vào tên thanh niên kia, chờ mong hắn sẽ trả lời. Một người trẻ tuổi đi vào Đông Hải không quá 3 tháng. Tên thanh niên kia thản nhiên nó, dường như đó là một chuyện không liên quan đến hắn. Trong vòng 3 tháng, chẳng những hắn đã trở thành đệ tử của Cổ Bồi Nguyên, có quan hệ không tầm thường với Liễu Nguyệt, mà mấy ngày trước đó tại Miếu Thành Hoàng thì hắn đã đánh nhi tử của Phương Thế Vinh là Phương Thế Vinh. Ách! Nghe được tên thanh niên kể như vậy thì trong đó có một vài thương nhân đến từ Chiết Giang liền trợn mắt. Bọn hắn đến từ Chiết Giang cho nên rất rõ ràng Phương gia ở Chiết Giang có năng lực khủng bố đến nhường nào. Dưới tình hình như vậy mà một tên thanh niên mới tới Đông Hải chưa tới 3 tháng đã dám đạp lên Phương đại thiếu gia sao? Chú em nghe tin tức này từ đó thế? Đúng vậy, tính cách bao che khuyết điểm của Phương Trấn thì tất cả mọi người ở Chiết Giang đều biết, nếu người trẻ tuổi kia thật sự dám đánh Phương Thế Vinh thì Phương Trấn có thể bỏ qua sao? Hai gã thương nhân đến từ Chiết Giang đưa ra nghi ngờ. Nơi này là Đông Hải. Tên thanh niên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Liễu Nguyệt, phun ra một câu thần bí khó lường, sau đó xoay người trở lại khoang thuyền. Chẳng lẽ Liễu Nguyệt vì người trẻ tuổi không có danh tiếng kia mà không tiếc mọi thức, đắc tội với Phương ra sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương nhân trên boong thuyền đều đoán được cái gì, vẻ mặt ngạc nhiên. Mau nhìn, người của Phương ra đến kìa. Trong đám người, không biết là tên thương nhân nào mở miệng nói. Nói xong, dường như tất cả mọi người trên boong thuyền đều đem ánh mắt nhìn về phía bờ biển. Lúc này, dưới sự mở đường của một xe cảnh sát, một chiếc Audi A6 có biển số chính phủ tính Chiết Giang đi đến,
sau chiếc Audi A8 là một chiếc limousine có biển số xe là 8888. Sau khi xe dừng lại thì một gã đeo kính, bụng phệ, đầu hơi hói đi xuống, sau đó trong chiếc limousine một nữ nhân mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen bước xuống rồi hướng phía nam nhân đầu hói đi tới. Cuối cùng là một gã nam nhân đầu chọc từ trong limousine đi ra, dáng người của nam nhân này rắn chắc, thân mặc một bộ Âu phục màu đen, vẻ mặt hung hãn, ánh mắt lạnh lùng, làm cho người khác có một loại cảm giác áp bách. Phương Trấn. Đại kiêu hùng hô phong hoán vũ tại Chiết Giang. Mà phía trước Phương Trấn là TNG nhân vật số 1 trong chính giới của Chiết Giang, mà người nữ nhân thân mặc một bộ lễ phục màu đen chính là muội muội của Phương Trấn PSS. Sau khi ba người xuống xe thì cùng vài tên quan viên của Đông Hải đi lên du thuyền. Các người nói, tên kia sẽ có kết cục ra sao? Mắt thấy ba người lên du thuyền thì một gã thương nhân không nhịn được mà nhiều chuyện hỏi. Nếu là như vậy thì đêm nay sẽ có kịch hay để xem rồi.